Một Phật tử nơi hỏi: Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy cho con hỏi. Một, cúng ông táo ngày 23 thì phải cúng từ sáng đến trước 12 giờ trưa. Nếu cúng sau 12 giờ trưa thì người đã về trời rồi. Còn cúng ngày 22 thì cúng vào giờ nào cũng được. Như vậy có đúng không ạ? À? Tôi không biết là vị đọc ở sách nào. Chắc phải cúng từ sáng, cho các cụ về sớm thì còn báo cúng sớm. Cúng cúng qua 12 giờ cúng sợ các cụ không về nữa thì đi chậm về Ngọc Hoàng lại trách phạt thì chết. Cũng không sao. Không nhất định là phải cúng từ sáng. Tùy theo. Ví dụ như làm công chức nhà nước, gia đình bận bịu, buổi sáng mà sáng ra mở mắt ra phải đi làm rồi. Vì ngày đó chứ phải ngày nghỉ, ngày 23 đâu phải ngày nghỉ đâu, mà nhất là tuần này 23 không phải là ngày chủ nhật. Công chức nhà nước hoặc những người làm công nhân trong nhà máy xí nghiệp vân vân chẳng hạn, chẳng nhẽ mình lại xin nghỉ không phép để ở nhà làm lễ ông công táo hay sao, hoặc là làm lễ sau lại đến muộn hay sao? Có khi đến gặp người nào mà nghiêm khắc và đuổi việc thì lại mất tiền thưởng, tiền lương, thậm chí mất cả công việc thì chết. Cho nên ông công ông táo hay là các thần cũng không trách chúng ta và không bắt chúng ta phải cúng từ sáng sớm. Mà sáng chúng ta bận thì tranh thủ buổi trưa, trưa chúng ta bận thì gì? Đến chiều tối, thậm chí là gì, cứ trước 12 giờ đêm ngày 23 là được. Các cụ đi có mấy đâu, vèo một cái là tới nơi. Đó. Đâu đi như chúng ta này đâu, vừa đi vừa chống gậy, vừa đi vừa giờ mó thật khà thật khờ đâu. Các cụ cưới mây về gió, từ đây lên trời chỉ là một niệm tâm, chỉ là còn chưa đầy một phút các cụ đã tới nơi rồi. Mà trên đó họp đó thì về 12 giờ đêm mới bắt đầu họp, các cụ yên tâm. 12 giờ đêm ở dưới chúng ta này mới là chính, chứ chưa ở trên đấy. Cứ yên tâm đi, trên đó thì các cụ lúc đó mới vào họp. Ai đến sớm thì ngồi được, ai cũng sớm thì cho các cụ đi sớm, thì các cụ lên ngồi uống nước chè, ngồi lâu các cụ có khi lại mỏi lưng. À, không quan trọng cái việc đó, có nghĩa là trong ngày hôm đó. Ở đây nói là gì? À, cúng trước từ ngày 22 thì có được không? Như vậy có đúng không? Thì cũng được, nhà nào mà ngày 23 họ bận, họ không thể nào mà ở nhà được. Không thể ở nhà được, có thể họ cúng từ ngày 21, 20 vẫn được. Ở chùa chúng ta cúng từ ngày hôm nay mà. Sáng nay cúng rồi đấy. Sáng nay các sư ông và các Phật tử cúng từ ngày hôm nay đấy. Hôm nay các cụ thả biết bao nhiêu là ấy rồi, bao nhiêu là cái chép để cúng các cụ rồi. Vì ở chùa này chắc là có nhiều người, cho nên là nay thấy cúng, tôi thấy cúng từ sáng sớm. Nhìn thấy các cụ bay vèo vèo lên trên trời, bay dập trời từ sáng tới giờ. Cũng không sao. À, ví dụ bận thì cúng trước một vài hôm cũng được, không ảnh hưởng gì. Vì cũng không phải bắt buộc là cứ phải cúng bắt buộc vào ngày đó. Nhưng mà theo truyền thống ấy, theo truyền thống thì cái ngày hôm đó thì chúng ta ngày xưa thì nói là cứ vào ngày 23 là ngày cúng ông công ông táo, để cho táo phủ thần quân là đi về chầu trời để báo cáo lại công việc cả một năm ở nhân gian, trong một cái xứ đó, đặc biệt là trong cái gia đình chúng ta. Không phải là mỗi một gia đình chúng ta một ông công ông táo đâu các quý vị ạ. Một cái vị thần người ta cai quản cả một cái khu vực đó. Ví dụ như ở xã, các vị biết là cả xã có mấy ông chủ tịch? Có một ông chủ tịch chứ. Làm gì cả xã có 10.000 dân thì chỉ có 10.000 ông chủ tịch. Cả xã có 5.000 hộ dân thì có 5.000 ông chủ tịch. Thế thì ai quản ai? Đúng không? Nó chỉ có một ông thôi. Ví dụ cả cái xã Sơn Đông này, ở dưới kia, ở trên này thì được một ông bí thư, một ông phó bí thư, một ông chủ tịch và hai phó chủ tịch, và một số những cán bộ là chuyên ngành để giúp việc cho bí thư, cho chủ tịch. Đảng thì giúp việc cho đảng, chính quyền thì giúp việc cho chính quyền, mặt trận giúp việc cho mặt trận, vân vân. À, thì ở dưới Quái Âm người ta cũng có phân ra các bộ máy hành chính, ở dưới Quái Âm cũng chẳng khác gì chúng ta trên này. Họ cũng có các bộ máy hoạt động dưới Quái Âm, quản cả một cái khu vực đó, cao nhất thì gọi là gì? Thành hoàng làng. À, cái vị đó
Nó tương đương với gì? Với chủ tịch xã vậy. À, với cái người đứng đầu của cả một cái của một xã vậy. À. Và các vị đó tập hợp cái gì? Tập hợp những cái việc làm thiện ác của người dân chúng ta trong khu vực. Giống như ở trên thế gian chúng ta, ông chủ tịch xã, ông có trách nhiệm gì? Chỉ đạo các phòng ban như là công an, như là các ban ngành đoàn thể làm việc báo cáo đến cuối năm, tổng kết tất cả các ban đều phải báo cáo lên gì? Lên chủ tịch, lên đảng, để tập trung gom lại xem, rà soát lại tất cả các công việc một năm qua, vân vân đó. Thì ở dưới quan âm cũng như thế. Chúng ta lễ từ hôm nay hay là lễ từ ngày mai, ngày kia, ngày kia cho đến ngày 21, 22 chẳng hạn, thì tất cả chúng ta lễ ngày nào đó thì chúng ta trình báo với thần linh thổ địa cai quản ở trong cái khu mảnh đất gia trạch chúng ta cư ngụ đó, để họ tập hợp, họ báo cáo lên, họ làm một cái tờ trình, mình gọi là tờ trình, gọi là trạng, là tấu, một cái tờ tấu lên, để tấu lên các quan trên. Các quan trên mới lên, không phải là ông thành hoàng nào cũng được lên trời đâu các quý vị. Đâu có cái chuyện ông thành hoàng nào cũng được lên trời. Các quý vị thấy, đâu có phải ông chủ tịch xã nào cũng được lên văn phòng trung ương đảng, đúng không? Phải cái ông nào tiêu biểu thì mới được cử đi. Đâu có phải ông chủ tịch huyện nào cũng được thì được gặp tổng bí thư hay gặp thủ tướng đâu, có phải không? Đâu có phải là những cái xuất sắc tiêu biểu mới được cử đi. Thì cái này cũng thế, họ trình từ thành hoàng làng trình lên gì, trình lên nó cao cấp hơn, đó là ở cấp huyện. Mình nôm na như thế cho Phật tử dễ hiểu, từ cấp huyện lên cấp tỉnh, và từ đó tập hợp cho gì, cho đi lên. Vì thành hoàng nào cũng đủ phúc để bay lên trời á. Xin thưa các quý vị, quái trời loạn mất. Tất cả người nông dân chúng ta, những người dân chúng ta ai cũng có quyền đến để gặp tổng bí thư hay gặp thủ tướng hay gặp chủ tịch nước hay gặp tổng thống vân vân á, thì họ có tiếp được không? Làm sao mà tiếp hết được? Ai cũng đến hỏi gặp á thì tiếp còn chẳng, cả đời của họ tiếp còn không hết được. Mỗi một ngày tiếp thì 10 người còn không hết được, huống chi là làm việc nữa. Đấy, cho nên á, quái âm, quái dương đều có cái quy luật trật tự hoạt động của nó các quý vị, chứ không phải là muốn lên thì lên. Đấy. Còn ở đây chúng ta cúng như vậy là cái lòng mong muốn của chúng ta. Cúng lên ông công ông táo, cúng con cá chép thả để mong muốn của chúng ta là gì? Mong ngài cưới con cá chép của chúng ta lên trời để báo công. Nhưng báo công chúng ta xem chúng ta làm được công gì không? Hay là cả năm làm ác? Báo công gì? Cả năm làm ác mà đòi báo công gì? Báo công ác hay sao? Có ai đi vạch áo cho người xem lưng bao giờ không các quý vị? Khó lắm. Cái tốt thì họ thì bày ra, còn cái ác thì ai cũng muốn gì? Mà giấu lại, che đậy lại, giấu nhẹm đi. Đấy, cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Ở đây là cúng là theo truyền thống, phong tục, đất nước dân tộc của chúng ta từ xưa cha ông để lại, thì chúng đấy cũng là một cái truyền thống đẹp. Đấy, chúng tôi nói đây là một nét đẹp văn hóa. Quả thật đây là một nét đẹp văn hóa. Gửi cái tấm lòng thành của những người còn sống của chúng ta tới các vị thần linh thổ địa, bản gia thổ công. Cả năm chúng ta nghĩ là các ngài bảo hộ cho chúng ta. Theo như trong kinh Địa Tạng nói là mỗi con người chúng ta đều có các vị thần linh, các vị thiện thần bảo hộ. Cho nên nay chúng ta nhớ tới các ngài, cảm tạ các ngài một năm vừa qua ra bình an mạnh khỏe, có ốm đau bệnh tật một chút cũng được tai qua nạn khỏi, nay mới được ở đây, mới được sum họp gia đình, vợ con, chồng con, gia đình đầm ấm cho đến ngày hôm nay. Cho nên lễ tạ các ngài đấy cũng là một cái tỏ cái tấm lòng thành, hướng cái thiện tâm rất tốt vậy. Cho nên đây có thể nói là một cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta, nhân cái ngày lễ ông công ông táo này để chúng ta thể hiện với các vị thần linh, các vị Bồ Tát, các vị Phật đã bảo hộ cho chúng ta, thậm chí là hướng tới cả gia tiên tiền tổ của chúng ta nữa. Đấy. Thế cho nên ở đây cái cúng như thế nào thì cái văn cúng thầy đã soạn và hướng dẫn sẵn rồi. Chúng ta thì tuy là cúng cái này phải cúng ở dưới bếp nhé, phải dọn dẹp ở dưới bếp để có một cái bàn lễ ở dưới bếp ấy. Ở trên ra bàn thờ thần linh, gia tiên, thờ Phật chúng ta vẫn phải có cái lễ thành tâm thôi, không cần là phải nhiều.
cân hoa quả cũng được. Nếu làm được mâm cơm chay thì cũng càng tốt, không thì cân hoa quả cũng được. Hoặc làm được mâm cơm bình thường gia đình mà chưa ăn thì ăn chay tất cả, chúng ta làm mâm cơm bình thường cũng được, dâng lên cúng ở trên thần linh gia tiên của mình. Còn ở dưới dưới bếp thì chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ đi, lau dọn sạch sẽ, quét thước màng nhện màng nhức đi. Ngày hôm đó cả năm chúng ta bận bịu không làm được thì ngày hôm đó thì cố gắng bỏ ra một vài tiếng đồng hồ dọn dẹp sạch sẽ để cho các cụ hoan hỷ, thần linh thổ địa bản gia thổ công viên trạch chúng ta hoan hỷ. Và chúng ta chuẩn bị một cái bàn nho nhỏ chúng ta kê vào trước cái cửa bếp ấy, hoặc giữa bếp cũng được, phủ tấm khăn vàng hoặc là tấm khăn đỏ lên, làm mâm ngũ quả nhỏ nhỏ hoặc đĩa ngũ quả nhỏ nhỏ dâng lên đó. Nếu mà chúng ta làm nông dân thì sẵn gạo nếp thì chúng ta thổi lấy đĩa xôi thì càng tốt. Phật tử chúng ta không cứ là phải cúng mặn, cho nên cúng chay là cũng được, hành bông hoa quả đĩa xôi hoặc là đĩa hoàn là cũng tốt rồi. Còn nếu mà gia đình chưa hoan hỉ thì bắt buộc phải cúng miếng thịt hay là khoanh giò gì đấy thì thôi cũng hoan hỉ đi, đừng có nặng nề làm gì cả, đem lên dâng cúng ở đó, thắp hương ở trên thần linh gia tiên trước, sang xuống thắp hương ở dưới đó, xong bắt đầu khấn ở trên gia tiên trước, thần linh gia tiên trước, bắt đầu xuống khấn ở dưới đó. Mua một con cá chép hoặc ba con cá chép hoặc nhiều hơn cũng được, không sao, làm cả cái chậu to thì càng nhiều chúng sinh được phóng sinh thì càng tốt, càng lắm phúc. Nhưng mà mua thì thôi mua con cá chép nó khỏe, cá đỏ cá trắng đều được, nhưng mà thôi đừng có mua cá chê, nó trơn mà nó lại thì nó lại có cái ngạnh, nó đốt cho thì đang cúng lúc bắt đi thả phóng sinh, nó đốt cho lại bảo hôm nay các cụ lại không trứng, lại các cụ lại cho nó đốt lại con nữa, lại lo tự nhiên lại lo vào thân. Nên thường thường thì truyền thống các cụ ngày xưa cúng con cá chép. Vì sao cúng cá chép? Vì cá chép được xếp là gì, xếp vào sau hàng tứ linh long ly quy phượng, xong là đến gì, đến cá chép. Các cụ phải biết nhá, cha ông chúng ta không phải từ ngày xưa tự nhiên là tự dưng chọn cá chép, bao nhiêu là cá tại sao chọn là chọn cá chép? Vì cá chép á thì thường thường theo quan niệm dân gian chúng ta ngày xưa nói là cá chép nó thuộc về gì? Cá thần, thuộc vào loại cá thần, nó là con của gì, con cháu của thần linh. Cho nên chúng ta xem những các bộ phim và cái câu chuyện thần thoại chúng ta thấy là thường là gì? Thiên tử, thái tử của Long Cung. Thái tử của Long Cung thì thường là con gì? Thường là con cá chép. Công chúa của Long Cung cũng thường là con gì? Con cá chép. Công chúa và thái tử của Long Vương, tức là con của Long Vương á, thường là gì? Thường là hiện thân của con cá chép. Cho nên nó cũng thuộc về gì? Thuộc về chỉ xếp sau tứ linh là long ly quy phượng theo cái tín ngưỡng dân gian của chúng ta mà thôi. Đó. Cho nên chúng ta cúng là gì? Cúng bằng cái chép. Thế khi bài văn cúng thì thầy cũng đã soạn sẵn rồi, các vị lúc về thì có thể xuống phòng thông tin này, xuống phòng chi khách để chúng ta xin. Có thể về cứ thế mà thắp ba nén hương, cúng xong thì chúng ta đợi cho hương cháy hết cả tuần hương thì chúng ta mới hạ lễ, chứ đừng có vừa cúng xong khấn xong một cái các cụ xin lỗi, có khi chưa kịp ngồi vào mâm chúng ta đã dọn bốt rồi. Vội vội vàng vàng vừa khấn xong một cái là thôi dọn đi để đi ăn đấy, dọn đi để ăn đấy. Thường thường ấy các cụ chúng ta ngày xưa bảo là phải chờ chứ này, cúng dỗ cúng tết ấy, phải chờ cháy, phải ít nhất phải được 2/3 tuần hương thì mới được gì, mới được dọn, mới được ăn. Chứ không phải là vừa dâng lên một cái khấn một cái bắt đầu là gì, là hạ xuống là ăn với nhau. Ít nhất phải được 2/3 tuần hương, mà đợi đến thì được luôn tuần hương mới ăn là tốt nhất, mới dùng là tốt nhất, mới hạ là tốt nhất. Giống như cái năm 2012 có cái pháp hội Trung Phong ở trên chùa Tản Viên, ở trong thì vẫn còn đang cúng biến thực chân ngôn Nam Mô A Di Đà Phật, giả đó thái giả đó, giả để giả ta vân vân đó, cúng vãng sinh và cúng gì biến thực chân ngôn, trong vẫn đang đọc. Có một nhóm Phật tử ra và đi về, về thì bắt có một Phật tử thì bắt đầu thôi xin tí lộc, thế là lấy luôn, nhát luôn, là cầm luôn mấy cái gói bim bim mà về cho cháu.
vừa bước đi được mấy bước thì nó khừng lại, cứ thế là quay trong chóng, quay tròn ra. À, thế xong bắt đầu thì phải 15 phút sau cứ thế là quay, mọi người ở ngoài cứ thế là dỗ, cũng thế là quay thôi, cứ quay tròn quay tít ra. Thế lễ xong 15 phút sau xong một cái thì thấy các cụ các Phật tử đưa vào dìu vào trong nhà pháp hội ấy, dìu vào đó cứ thế là lăn lộn. Thế tôi mà hỏi làm sao, thế bảo trong đoàn của chúng con á đang bảo là vội quá thì nó sợ đông xong đó, bảo biến thực rồi tưởng là xong, cúng thì xong hô rồi đang biến thực nữa thôi, pháp hội thường là chúng ta biến thực sau mà, xong pháp hội trung phong bắt đầu là cúng chúc thực là xong. Thế là chúng con sợ là tí nữa đi xuống đường nó đông cho nên là đi trước, thì vừa ra nó bảo với mấy cái quyển mấy gói bim bim mà mang về cho cháu. Thế là với xong đi mấy bước xong nó bảo bị như thế con chả hiểu làm sao. Đã. Thế xong sang vào tôi hỏi thì bắt đầu khi nó tự miệng nói ra cứ thế là oánh cho nó chết. Thế hỏi mãi bắt đầu cái vong kia mới nói là gì? Tại cái bà này tham, cháu đang ăn mà bà ấy cầm lấy, bà giật chốt trên tay cháu cho nên gì cháu giận cháu mới cho bà ấy biết tay. À, vong linh trẻ con á, cái vong linh trẻ con nó cũng nhớ rồi, nó chắc cũng phải tầm chục tuổi trở lên rồi nó mới cả gan nó mới làm được cái việc đó. Nó bảo cháu đang ăn với bà ấy giật lên tay trên tay cháu, thế là cháu tức thì cháu nhập vào để cháu dạy cho bà bài học, lần sau đi lễ đừng có thế. Đấy, có nghĩa là gì? Hương chưa tàn, khoa cúng chưa xong mà đã gì, đã lấy về rồi, đã lấy rồi. Cho nên ở đây ấy, lần sau mà có cúng cái gì, các Phật tử ngoài phụ trách cái phần ngoài ấy, cũng phải bao giờ phải cho cúng biến thực xong hết thì mới cho các cháu nó đến nó xin lộc, hay nó cướp lộc, hay nó xin lộc thì mới cho các cháu nó lấy. Hay các Phật tử chúng ta cũng vậy. À, không được đăng cúng, không may mà gặp cái chuyện đó lại khổ tôi đấy, lại phải đi lừa, lại phải đi nịnh, mà nịnh các vong trẻ con đó thì khổ lắm. Mà may gặp các vong thì tôi xử lý còn dễ, mà gặp quỷ thần thì khổ nữa, nó cứ cho đơ đơ ra đấy thì khổ lắm. Cho nên đàn cúng phải cúng xong hết, xong xuôi đâu vào đấy. Thế là người ta gì, khi mà cúng xong hết thì có nghĩa là người ta cũng gì, người ta thì chỉ ăn hương ăn hoa thôi, chứ người ta có ăn hết đâu, chúng ta sợ quay bim bim nó có biến mất gì đâu. Nếu mang cái đĩa mâm lễ lên, mâm cao cũng đầy mâm lên, nó có biến mất đâu. Người ta chỉ ăn hương ăn hoa thôi, tức người ta ăn bằng gì, ăn bằng thức thực, cái tâm thức người ta ăn thôi, mà không có mất cái hình tướng đó đi đâu các quý vị. Thế cho nên là cứ phải để cúng xong đấy, cái việc dâng cúng ở nhà cũng thế. Chúng ta cứ để cúng xong một cái thì khấn xong thì chúng ta để khoảng qua nửa tuần hương thì chúng ta mới hạ lễ, hoặc là nếu chúng ta ấy thì chúng ta thì đi phóng sinh trước đi. Cúng xong nhớ cái con cá phải đi phóng sinh nhá. Đừng coi như bà vãi của chùa của tôi. Ngày xưa tôi mới nhận cái năm 97 tôi mới về nhận cái chùa dưới Hoài Đức, Yên Sở, chùa Ngọc Tân ấy. Năm đầu tiên ngày đó tôi mới làm chú tiểu thôi. Hôm qua nói rồi này, đông người nói lại, các Phật tử đều nghe một tí. Tôi đang lên tụng kinh Lê Ông Công Ông Táo buổi chiều, nghe cái mùi thơm thơm, thế là ngó sang thấy bà vãi hồ, bà bưng hai con cá chép to khoảng gần một cân một con ấy. Bà bưng lên bà đặt cho mấy ông, mình thì nhìn thấy hai con cá bà bưng lên một cái thì thôi cái da gà của mình nó cứ nổi lên và người nó cứ nóng bừng bừng cả lên. Lễ xong xuống hỏi tại sao cụ lại đem cúng cá thế kia. Cụ bảo ố thầy, chú hay thật đấy nhỉ, hôm nay là ngày lễ ông Công Ông Táo phải cúng để cho ông Công Táo về trời chứ mẹ, thầy chả biết cái gì cả. Không phải là chú chả biết cái gì cả, thì mình mới là chú tiểu mà mới cạo tóc được 2-3 tháng để cụ cho về đấy, trong chùa đấy cho cụ. Thế mình mới bảo cúng ông Công Ông Táo phải cúng cái chép còn sống, người ta sao đem phóng sinh chứ. Chắc bảo ôi trời chú chả biết cái gì, ở đây chúng con từ ngày xưa tới nay toàn cúng như thế đấy, cái cúng như thế thì các cụ mới ăn no uống say, các cụ mới đi lên mới trình báo được, chứ lại đói các cụ đi sao được. Cưới con cá còn sống các cụ cưới lên nó trượt nó trôi mất đi, các cụ không đến được. Đấy, đấy, đây là ngôi chùa của tôi ngày xưa mới về trong đó, cái ngôi chùa ở dưới. Cứ về hỏi bà Tín, ai xuống hỏi bà Tuyết, cái bà vái hộ ngày đấy về cái năm 97 về mà xem, buồn cười lắm, các cụ thật lắm, không hiểu mà từ trước chùa không có sư, hoặc có sư không bảo tới nơi tới chốn, cho nên là cứ thế thôi.
cứ nghĩ là đức ông là phải rượu phải thịt. Ngày hôm đó là ở ngoài đời thì người ta con gà bán xôi hoặc là mâm cỗ, ngoài đời thì mâm cỗ mặn, con gà bán xôi vân vân, có nhà cũng cả cái thủ lợn. Cho nên ở chùa thì cụ nghĩ là thôi, ngoài người ta cho thần linh người ta ăn mình ở trong chùa thì đức ông chính là thần linh dưới chùa, cho nên là cũng phải làm hai con cá chép cho ngài chứ. À, một con cho gì cho cụ đức ông, một con cho gì cho hai vị đệ tử ngồi bên cạnh chung nhau. À, rượu các cụ xơi cho hai chai. À, bảo là một chai cho gì ông cụ đức ông, còn một chai cho hai ông đệ tử ngồi hai bên. Bảo là thế tôi mới trêu, thế tại sao cũng làm ba con đi, ba chai rượu đi. Bảo không, nếu làm ba như thế thì các cụ là bằng nhau à, cụ lớn thì phải được cả một con, còn cụ nhỏ thì chia nhau. Đấy, tôi cũng hài hước, tôi mới trêu thế, thì các cụ chia nhau thì ai ăn, ai phần đầu ăn phần đuôi. Người mà được đầu con cá thì không có đuôi, người được đuôi thì không có đầu, làm sao nó bơi được, các cụ bơi được lên trên, lên tiếp về trên trời. Đấy, cũng trêu cho như thế. Đây là những cái chuyện mà hài hước mà có thật đấy các quý vị. À, nên ở đây cũng nói như vậy để chúng ta biết rằng cúng con cá là phải để sống, cho cái chậu nước ấy để sống như thế, một con hay ba con hoặc nhiều hơn cũng được, không có sao. Có người bảo nhiều hơn có được không? Được, không ảnh hưởng gì. Và dưới một con có được không? À, cũng dưới một con cá có được không? Dưới một con cá có nghĩa là sao? Tức là đem thịt lên cúng một nửa, còn một nửa mang lên trên trên ban thờ thần linh gia tiên, còn một nửa để ở dưới. Thế là có nghĩa là dưới một con. Làm gì tôi nói có chuyện mà nói sai đâu. Có nghĩa là có cái, cả con cá chép đem thịt ra cắt gì thành đôi, nhà nghèo mà cắt thành đôi, một nửa thì mang lên thần linh, còn một nửa thì mang xuống gì, ông mang xuống bếp để cúng công táo. Như vậy là cũng gì dưới một con không được, cũng dưới một con như thế là không được, mà cũng cả con còn để sống khổ lắm. À, đấy, cũng xong một cái bài khấn đó, xong một cái để cho quá nửa tuần hương, một cái thì bắt đầu chúng ta đi, chúng ta phóng sinh. À, con cá nhá thì thường phải mang ra sông. Thế đừng cứ thả vào giếng. À, thả vào giếng thì giếng chúng ta thì con cá chép thì ở trong giếng thì thường nó cũng không sống được, vì cái nước nó lạnh, mùa đông nước lạnh mà nó không có cái ăn cái bơi thì nó chết đi. Mà nó chết thì chúng ta lại lo. Thế nên xong tốt nhất cái con cá chép phải ra mang ra sông để cho nó bơi tự do tự tại ngoài sông ấy, hoặc ngoài ao ngoài hồ ấy. À, để vào cái chỗ nào thì nước nó phải lưu thông, mà nhiều nước thì không có, là bọn trẻ con hay là những người có người năm trước ở trên đầu mình chưa làm ao phóng sinh trên đầu á, thì dân đi ra phóng sinh dưới này, tôi thấy mấy người cứ mang cái kích ra, bắt đầu là gì họ cứ đi, rồi giờ tôi bảo phóng sinh kiểu này thì chết rồi, đúng không? Công táo kiểu này thì người ở trên thì thả ông công táo, còn người ở dưới thì chuẩn bị sẵn cái kích điện đó, mà cá mới phóng sinh ra thì nó còn gì, nó còn chưa được khỏe, nó cứ lờ nó bơi. Có con cá chép to nên hàng cân, thế là thôi nó đánh cái kích lên thì nó chén luôn. À, thế mới đau chứ. Cả đời có những kẻ nó ác lắm, do vô minh, do cuộc sống nghèo khổ, cho nên họ sẵn sàng biết, có khi biết là cái việc đó là cái việc xấu đó, nhưng họ vẫn gì vẫn làm, vì miếng cơm manh áo họ vẫn làm, khổ lắm cơ. Thế mới gọi là thế giới Sa Bà các quý vị. À, nó khó lắm. Ở đây Phật tử hỏi là lễ giao thừa có lễ trong nhà và ngoài trời, vậy lễ ở đâu trước ạ? Nếu ở trong nhà trước thì phải lễ trước 24 giờ rồi đến đúng giao thừa mới cúng ở ngoài trời, như vậy có đúng không ạ? Con đang băn khoăn điều này, xin thầy hoan hỷ chỉ giáo cho con và mọi người đều biết ạ. À, thường thường thì cái lễ chúng ta phải đặt trước đi. Chúng ta đặt lên trước đi, đến lúc chuẩn bị giao thừa thì hoặc là giao thừa bắt đầu vào giao thừa thì chúng ta lên thắp hương. À, bắt đầu vào giao thừa thì chúng ta thắp hương, hoặc rằng á, có người thì ra chùa đón giao thừa ngoài chùa thì thắp hương trước ở nhà đi cũng được, xong đến giao thừa chúng ta ra chùa. Ở Hà Nội nhiều người họ ra đón giao thừa chùa lắm, ở ngoài thành phố có khi cả nhà ra đón giao thừa ngoài chùa chứ không đón giao thừa ở nhà.
Ở nông thôn chúng ta thường là gì, hay đón giao thừa ở nhà. Nhưng ở thành phố nó cứ đôi vợ chồng, hai đứa con. Vì cuộc sống thành phố thì tuổi trẻ người ta cũng văn minh hơn, cho nên là cứ cái khoảng độ tầm 7-8 giờ thì chiều chiều tối lại thì họ ăn tất niên với nhau trong cái buổi bữa cơm chiều 30, hoặc về nhà ăn cơm bố mẹ xong rồi đi về. Cái khoảng độ tầm 9 giờ 10 giờ bắt đầu họ kéo đến chùa, đạo Phật tử kéo. Cho nên các chùa Hà Nội cứ khoảng độ tầm 10 giờ đêm đó thì chùa nào cũng chật, chùa trong ngõ cũng chật, chùa mặt phố cũng chật, chật cho đến gì trên 2-3 giờ sáng, thậm chí chật cho đến gì đến sáng luôn, vẫn cứ chật nối nhau như vậy. Cái chùa sư phụ tôi ngoài Vạn Niên ở Hồ Tây mà, cứ khoảng 10 giờ đêm cho đến khoảng 3 giờ sáng là không có ngủ. Lúc đó chỉ có giặt dẹo đi đâu mà tranh thủ mà vào cái xó nào đó mà chợp mắt một tí thôi. Sư phụ thì có thể ngồi đến sáng luôn được. Ngày xưa tôi làm tiểu đó tôi biết rồi, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng có khách đến lễ, mà 5 giờ thì lại có khách đến buổi sáng, tập sáng sớm rồi. Cho nên là chỉ có tranh thủ anh em và tranh thủ ở các vãi, tranh thủ mà có người ngồi chỗ này và tranh thủ đi dựa lưng vào chỗ nào thôi, còn cũng không dám lên giường mà nằm ngủ. Lên giường nằm ngủ sư phụ mà nhìn thấy thì chết, vì sư phụ mình vẫn còn ngồi tiếp khách mà, mình làm sao làm tiểu đấy thì làm ngủ được. Cho nên buồn ngủ lắm, mệt lắm thì vật vạ vào cái xó nào đó, quấn cái chăn và ngồi vào cái góc thu lu thế mà chợp mắt một tí. Ngày xưa tôi làm tiểu nó thế đấy. Thế cho nên các chùa Hà Nội ấy thì phần lớn là từ họ ra đón giao thừa ở chùa, sau đó thì họ mới về nhà. Thế cho nên ở đây thì Phật tử này hỏi là thắp hương như thế nào, trước giao thừa hay là sau giao thừa, cái này cũng không quan trọng đâu, trước cũng được mà sau cũng được, không nặng nề cái chuyện đó. Nếu chúng ta ở nhà thì gần gần đến giờ chúng ta lên bắt đầu cứ sát khoảng cách khoảng độ 5-10 phút chúng ta lên thắp hương khấn khứa, đăng khấn khứa cho đến qua giao thừa, như vậy là tốt nhất. Nếu ở nhà không thì thắp hương trước ra chùa lễ Phật. Năm nay đặc biệt ở đây, năm nay khai nguyên này đoán giao thừa đặc biệt nhất trong mọi năm, đó là cái thứ nhất là chuẩn bị lễ hội hoa xuân, cái thứ hai là tháp báo ân cũng vừa xong ở bên ngoài, bên trong thì chưa xong. Cho nên năm nay thì nhà nước thì cấm bắn pháo hoa ở các điểm. Thì hôm rồi sư ông mới xin là bàn với các bác thôi, họ cấm bắn pháo hoa thì mình bắn cái pháo bông. Pháo bông thì chắc là không cấm, nó có cấm không nhỉ? Pháp luật có cấm bắn cái bông bông mà nó xịt đấy, có không? Không cấm đúng không? Tôi vẫn thấy các hội nghị, các tổ chức họ vẫn bắn, mà nhà mình hôm nọ đại hội Phật giáo bắn vào vèo, có thấy ai nói gì đâu. Tôi thì chả để ý cái đó đâu, bởi vì không để ý. Nếu mà họ không cấm thì mình bắn cái đó thì làm lên tháp là đẹp. Bắn ở tháp này, mình 9 tầng tháp mà bắn thì đẹp lắm. Ở ngoài cầu, ngoài chùa một cột mà bắn chung quanh dọc cái cầu nó bắn lên rất là đẹp. Năm nay Phật tử nào gần gần khu vực này mà vào đón giao thừa ở chùa thì cũng rất là đẹp đấy. Nhưng mà đón giao thừa xong thì đi ngủ nhá. Xong thì đi ngủ, tôi không tiếp khách đâu, tôi nói trước. Chứ đừng có xong rồi gặp thầy là vào sáng mùng 1 thì mới gặp. Sức khỏe nó phải là trên hết. Để sức khỏe của thầy nó không phải là chỉ có một ngày, chỉ tiếp khách có một ngày, mà nó hết cả tháng riêng. Giờ còn lo công lo việc nữa, từ giờ đến đó đã mệt rã cả người ra rồi. Cho nên là giao thừa xong một cái là ngoài 12 giờ đến 1 giờ là phải, 12 rưỡi 1 giờ là phải đi nghỉ, cho đại chúng đi nghỉ. Chứ chùa chúng ta là nó không chỉ có mấy hôm Tết, mà nó kéo dài hết cả tháng riêng. Mà đặc biệt là cái lễ hội hoa xuân năm nay chúng ta tổ chức lần đầu tiên lễ hội hoa xuân ở chùa Khai Nguyên chúng ta, nó cũng rất là hay, ý nghĩa. Trước hết là chúng ta thể hiện được cái gì, cái tấm lòng của chúng ta với Đức Phật, với chư Bồ Tát, đem dâng những cái đóa hoa tươi thắm mà chính bàn tay của người dân, của tín đồ Phật tử dân tộc Việt Nam chúng ta trồng lên, dâng lên để cúng Phật, làm đẹp cảnh Phật trong ngày xuân đó. Cái thứ nhất là cúng ý cúng Phật. Cái thứ hai, chúng ta tạo cho cái cảnh quan của cửa Phật nó đẹp lên, để tín đồ Phật tử, đặc biệt là thiện nam tín nữ thập phương, họ chưa phải là Phật tử, họ đến, họ chiêm bái, họ được lễ Phật. Như hôm qua chúng tôi nói rồi, gieo duyên để cho họ lễ Phật quý lắm. Chỉ cần kinh pháp hoa nó, chỉ cần họ giơ một tay lên xưng Nam Mô Phật,
Đức Phật nói ta cũng thọ ký cho người đó sau này được thành Phật. Thậm chí họ không xưng Nam Mô Phật, họ chỉ giơ một tay lên, họ hơi cúi đầu một tí. Thích Ca Mâu Ni Phật nói rằng ta cũng thọ ký cho người đó, nhiều đời nhiều các kiếp về sau khi duyên lành hội đủ, người đó cũng sẽ gì, sẽ thành Phật. Vì cái nhân đối trước tranh ảnh tượng Phật, họ giơ một tay lên, họ hơi cúi đầu một cái, đó cũng là gì, cái hạt giống Bồ Đề được gieo vào trong A Lại Gia thức của họ rồi, và trong tâm thức của họ rồi. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật nói ta cũng sẽ thọ ký cho người đó thành Phật. Vì vậy chúng ta phải biết là, vì vậy mà chúng tôi hôm qua nói với các quý vị rồi, Hải Hiền Lão Hòa Thượng 70-80 năm đi cày sâu cuốc bấm để lấy từng củ ngô khoai sắn để cho chúng sinh, để bố thí cho người nghèo á, xong rồi để khuyên họ niệm Phật. Nay đất nước Việt Nam chúng ta ơn Đảng, ơn nhà nước, ơn chính phủ, cho nên á, phần lớn đã cơm no áo ấm rồi. Các cụ ngày xưa bảo phú quý sinh lễ nghĩa, cuộc sống đã khá giả rồi, thì Tết nhất xong thì phần lớn nhân dân chúng ta, những người theo bên lương á, thì gần như là đến 80% là đều đến cửa đình cửa chùa để du xuân lễ hội ngày Tết. Nhưng mà chúng ta mà hướng cho họ vào đạo được, họ chỉ không đi du xuân mà họ lại còn biết lễ Phật. 1.000 người đến chùa lễ Phật thôi, chỉ cần được 100 người đi tham dự pháp hội và đi tham dự các khóa tu một năm được một lần thôi là cũng quý rồi. Đấy, đây là cách hoằng pháp của tôi đấy các quý vị. Cách hoằng pháp của tôi. Mà họ đến, họ lễ Phật và họ được thấy được cái thông, đọc cái thông báo là pháp hội Quan Âm Tam Thời, hệ niệm ngày 21 hay 23 tháng Giêng, cầu quốc thái dân an, pháp hội Quan Âm đó. Họ đến họ dự 1.000 người đến lễ Phật, chỉ cần được 10 người hoặc 100 người đến để đến tham dự pháp hội là quý rồi. 1.000 người tôi chỉ cần được 10 người đến tham dự pháp hội là quý rồi. Gieo duyên được cho họ học Phật và sau này dần dần họ quy y Phật là quý lắm rồi. Cho nên đấy cũng là một cách để hoằng pháp rất tốt. Cho nên năm nay thì thầy mới tổ chức cái lễ hội hoa xuân như vậy. Nhưng mà có người không hiểu, hôm qua thấy Phật tử đến thấy nhiều hoa quá, bảo đi xuống cái gì tay nhau, ôi dồi ôi, thầy Đạo Thịnh năm nay còn buôn cả hoa, khổ lắm, không biết đi học kiểu gì. Thế hôm qua có sư cô đến hỏi tôi, bảo thầy hôm nay thầy giảng thế nào, Phật tử đi xuống phòng thông tin kêu ầm lên là chùa Khai Nguyên năm nay thầy đi buôn hoa, và thấy nhiều hoa quá bảo thầy đi lấy hoa, thầy đi buôn hoa. Ôi dồi ôi, khổ. Mà rõ ràng ngồi nghe giảng từ đầu cho đến cuối, không biết là mày ngủ gật hay sao ấy. Chắc là hôm qua có Phật tử ngủ gật từ đầu đến cuối, cho nên mới đi xuống thắc mắc ở phòng thông tin là thầy chùa Khai Nguyên năm nay đi buôn hoa, lấy nhiều hoa phải đi buôn hoa. Mà tất cả hoa đó là do các Phật tử cúng dường. Có người thì cúng trực tiếp ở vườn hoa trồng mang lên, có người thì cúng mang tận từ Điện Biên mang về đây, mang hoa về đây để cúng. Có người thì Đông Anh, Gia Lâm, có người thì Hưng Yên, vân vân. Có người thì không trồng được hoa thì họ cúng bằng tình tài để cúng hoa. Các vị cũng có thể gieo duyên vào lễ hội hoa này bằng gì? Bằng một cây hoa thôi cũng được. Một cây hoa cúc có 2.000 thôi. Các vị có thể gieo duyên bằng một bông hoa cúng Phật trong lễ hội hoa xuân năm nay đầu tiên cũng được. Còn các vị mà muốn cúng cả một cái giỏ hoa khá khá hơn thì nó khoảng 20-30 nghìn. Mà muốn cúng cả cái cây hoa nó to hơn, hoa nó cao cấp hơn, đó là dùng một giỏ hoa lan, và giỏ hoa lan đó nó khoảng 100 nghìn hoặc 130 nghìn. Đó, tùy theo. Mình có điều kiện cái gì mình cúng cái đó, mà không có điều kiện thì 2.000 được một cây hoa cúc. Nhiều cây hoa cúc góp lại thành gì? Và nhiều cây hoa nhỏ góp lại cũng thành một cái lễ hội hoa. À, gieo duyên chưa đủ đâu, mới có tập kết, mới có được một tí thôi. Họ mới cúng được khoảng mấy nghìn cây hoa cúc với lại một số những cái cây lá, cây cảnh thôi. À, nếu các vị muốn gieo duyên thì cũng được. Có muốn gieo không? Ai muốn gieo giơ tay xem nào. Ôi dồi, nhiều thế à? Năm nay là cái lễ hội hoa xuân đầu tiên của chùa Khai Nguyên chúng ta. À, chúng ta biết là ở miền Bắc chúng ta có hai năm nay có cái lễ hội hoa cúc ở chùa Ba Vàng, cũng rất là hay, ý nghĩa, rất hay và ý nghĩa. Đây cũng là một cái phương tiện trong cái thời kỳ này để hoằng pháp. Nhưng mà lễ hội hoa cúc chùa Ba Vàng nó ở vào mùa thu tháng 8 cơ, tháng 8 hay tháng 9 gì đấy. À, như chúng ta đây là lễ hội hoa xuân. Từ trước đến nay chúng ta chỉ thấy là lễ hội hoa xuân của gì, của thành phố Hồ Chí Minh, của Hải Dương, Hưng Yên và của Hà Nội và của các do nhà nước
hoặc là các doanh nghiệp họ đầu tư, họ tổ chức. Nhưng ở chùa thì chưa có chùa nào. Và đây chùa Khai Nguyên chúng ta là cái chùa đầu tiên tổ chức lễ hội hoa xuân. Mà mùa xuân thì khách đi chảy hội rất đông. Nếu chỉ có cái ngôi chùa để họ lễ thì chúng ta biết chỉ thu hút được những người tín Phật thôi, có đúng không? Chỉ những người theo Phật và tín Phật họ mới đến chùa. Còn những người không tín Phật họ muốn đi đến thì rất đặc biệt là lớp trẻ. Họ đi đến những nơi công viên, những nơi nào mà có cảnh quan đẹp để nó còn quay phim, chụp ảnh, kiểu nó sống với cái thế giới ảo một chút ấy mà. Chứ nó không có đến chùa. Này, Phật Pháp á, nhiệm màu không có độ, không chỉ độ mỗi những người đến chùa, mà còn độ cả những người gì, thích sống ảo cũng gì cũng độ cho nó. 1.000 người sống ảo đến cũng phải được 100, 200, 300 người gì, bớt sống ảo, thậm chí bỏ sống ảo mà sống gì, sống về cái tâm chân thật của mình. Nó thích chụp ảnh đẹp hơn, nó nghe bạn bè kháo tim ui năm nay chùa Khai Nguyên có lễ hội hoa đẹp lắm, đi đến đó mà chụp ảnh. Nó đến nó chụp ảnh chứ nó đến nó có cái trường hợp nào nó đến nó chỉ loanh quanh ngoài không? Vạn người, 1.000 người may mới có 1 người loanh quanh ở ngoài các vị. Thì họ đến họ, các vị thấy tôi dẫn chứng cho họ cả những cái mà tôi suy nghĩ, cả những cái gì ở ngoài kia, phía ngoài sân thì làm những cái nhà tranh vách đất của những cái phong tục đồng bằng Bắc Bộ của chúng ta ngày xưa, để gợi lại cái cuộc sống của cha ông chúng ta, dân tộc chúng ta ngày xưa, để cho lớp trẻ nó gọi là ôn cũ tri tân đó. Rồi các vị thấy mấy cái nhà tranh đó, hôm nay tôi còn làm cả cái chuồng lợn nhỏ nhỏ vào nữa, bắt cả mấy con lợn nhựa hay con lợn sứ đặt vào đó cho các cháu ở thành phố bây giờ nó biết cuộc sống nông thôn cha ông của nó ngày xưa như thế nào đâu, không biết. Cho nên tạo một cái mô hình đó cho các cháu ở thành thị, ở nông thôn. Nó chỉ học trên giấy vở, sách vở thôi. Nó không biết là cuộc sống thực tế nào. Làm cái nhà che vách nữa và như thế cho nó biết. Làm cái chuồng lợn, làm cái chuồng gà nhỏ nhỏ. Và ngày xưa thì nhà dân tộc của Bắc Bộ, Việt Nam chúng ta, nhà nào cũng có một cái chuồng lợn, cái chuồng gà nhỏ nhỏ bên cạnh, đúng không? Đó, rồi cái giếng nước. Đó, cái vườn rau. Đấy, gợi là cái đó cho nó nhìn thấy, cha ông dân tộc chúng ta ngày xưa sống như thế. Mình bây giờ được nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi, phải nhớ đến cái công ơn sinh thành và hy sinh xương máu của cha ông dân tộc chúng ta để mà sống cho nó tốt, làm một con người tốt. Phải luôn luôn nghĩ tới sự hy sinh của cha ông đất nước mình, sự nghèo khó của dân tộc mình, nhưng mà bá biết vươn lên để cho dân tộc được như ngày hôm nay, đất nước như ngày hôm nay và chúng ta được như ngày hôm nay, vân 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 vân, giáo dục cho nó. Không phải là tự nhiên tôi làm như thế đâu các quý vị. Từ ngoài đó mà đi gì, nó đi chơi, nó chụp ảnh chán rồi, bắt đầu nó thấy mọi người cứ đi ùn ùn đi vào trong này. Nó bảo sao mọi người vào trong kia nhiều thế nhỉ? Thế nó gì, nó cũng tò mò, nó cũng gì? Cũng đi vào một tí xem sao. Đi vào nó nghến ngó, nó thấy ô, tượng Phật cũng đẹp đấy chứ. Mình cứ tưởng tượng Phật là xấu, nay tượng Phật đến thế xem tượng Phật chùa Khai Nguyên đẹp từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, tượng nào cũng đẹp. Thế nó vào gì? Vào nó thấy người ta chắp tay, các cụ các Phật tử chắp tay lễ Phật, nó gì, nó cũng chắp tay nó lễ Phật một cái. Như vậy là gì, cái duyên Phật đã gieo vào trong a lại ra thức trong tâm của họ một cách là gì? Rất là tự nhiên. Tôi có bắt không? Không bắt. Cho nên đây là cái cách mà gì? Hoằng pháp ở cái thế kỷ 21 trong lúc đất nước thanh bình như thế này, thái bình thịnh trị thế này, và chúng ta không biết cách để hoằng pháp, để đưa đạo vào trong lòng dân tộc, đặc biệt là giới trẻ, thì đây là cái lỗi, cái sai lầm của tăng ni, của Phật tử chúng ta. Vậy đầu tiên chúng ta bảo nó đến tụng kinh lễ Phật, ai nó đến? Ấy, nó đến nó xem cảnh đẹp nó đến, nhưng mà nó lễ Phật được một lễ, nó tò mò, nó tò mò thì tự nhiên là nó, hoặc nó đi hỏi các sư nói cho nó dăm câu ba điều, hoặc là từ đó về nó gây một cái ấn tượng vào trong lòng của nó. Rồi một ngày nào đó có khóa tu sinh viên hay là khóa tu mùa hè, nó đến nó tham dự xem như thế nào, thế là độ được nó thôi. Thế mới hay chứ nè. Đó, cho nên không phải là tự nhiên mà chúng tôi lại gì, lại cất công cả sức cả tiền tài vật lực để đầu tư vào cái lễ hội hoa xuân này đâu các quý vị. Không phải là để câu khách, không phải là để câu khách, mà là mình để gì, để hoằng pháp,
Vì ngôi chùa của chúng ta mọi người đến lễ là tự do. Tự do từ cái gì? Tự do từ cái xe gửi. Có mất tiền không? Các chùa khác và các nơi đình đền miếu bảo khác đến thì phần lớn là phải mất tiền gì ạ? Tiền vé xe. Chúng ta có mất cái gì không? Không mất. Năm nay á, ở chùa Thản Viên thì từ trước rồi, nhưng chùa Khai Nguyên năm ngoái mới bắt đầu có đông khách thì mới hay làm cơm miễn phí cho khách Phật tử thập phương. Năm nay dự kiến là gì? Bắt đầu từ năm nay trở đi tôi còn chủ trì ngày nào á, năm nào á, thì năm đó là gì? Vào xuân hội cũng là gì? Cái cơm miễn phí cho các Phật tử thập phương đi lễ ở tại ngôi chùa này. Đến sẽ có một cái nơi gọi báo cơm chay miễn phí để về đó lấy cái vé mang xuống nhà bếp, thế là có cơm chay ăn thôi. Tất nhiên chỉ ăn cơm hộp thôi, ăn cơm buffet thôi, chứ còn đi đóng thành mâm thì các sư cũng không có đủ người đó. Nhưng mà như vậy là cũng quý rồi. Đầu xuân ở trên chùa Tản Viên thì các vị biết không, trên chùa Tản Viên cơm chay miễn phí có ngày hết, nấu hết 2 tạ gạo các vị, 2 tạ gạo cho người đi lễ ăn cơm miễn phí trên chùa Tản Viên. Các vị biết khoảng bao nhiêu nghìn người ăn 2 tạ gạo? Có những ngày phải đến hơn 2 tạ gạo, có ngày đến gần 3 tạ gạo nấu cơm để cho các Phật tử đi lễ ăn miễn phí đó. Cho nên năm nay ở đây cũng vậy, năm nay thì có cái lễ hội hoa xuân thì chắc chắn cũng sẽ đông thập Phật Phật tử đến lễ, mà chúng ta có đường, lại có xây dựng xong ngôi chính điện rồi, lại đang xây lại tượng, các thứ cảnh quan nó cũng đủ để cho khá để cho họ đến để chiêm bái. Cho nên là dự kiến cũng sẽ đông, vì vậy mà nhà chùa cũng sẽ bố trí cái đó. Nhưng mà nó để cho nó khỏi lộn xộn. Đoàn nào đến đi theo đoàn thì đến lấy vé đoàn để mang xuống cho nhà bếp. Và lễ Phật xong, còn một vòng xong thì lễ Phật hết một vòng và đi chụp ảnh quay phim hết một vòng, ngắm hoa hết một vòng, có phải 1 tiếng đồng hồ vào cơm nó chín rồi. À, đã có cơm ăn rồi. Đấy, nó phải đến một cái muốn ăn cơm thì phải báo trước. Xong khi mới đi lễ, chứ còn lễ xong mới xuống báo, nó cập rập cho nhà bếp, tất nhiên cũng có. Nhưng mà nó cập rập cho nhà bếp. À, họ lại vội vàng mà lại nó sơ sài quá. Đấy, cũng nói trước như vậy. Cho nên đấy cũng là một cái cách để cho họ thấy rằng ngôi chùa của chúng ta là làm lên để phục vụ chúng sinh, để hoằng pháp, chứ không phải làm lên để kiếm tiền. Cho nên cái việc mà Phật tử họ đến thì lại phục vụ cho Phật tử, họ cúng dường lại phục vụ cho Phật tử mà thôi. Phần lớn thì để xây dựng chùa cảnh, cúng dường tam bảo, phần nhỏ thì phục vụ lại chính những người Phật tử, những người dân đi lễ vậy. Đấy, cho nên là cũng qua đây thì cũng thông báo như vậy để Phật tử chúng ta biết là dự kiến cái lễ hội hoa xuân sẽ khai mạc vào sáng ngày mùng 4. Sáng mùng 4 khoảng độ tầm 8 rưỡi 9 giờ ngày Tết thì cứ cho khoảng độ 9 giờ đi. 8 giờ, 9 giờ, 8 giờ chúng ta còn khật khử ở nhà, lại còn ăn sáng, lại còn gia đình các thứ. Đi tới nơi cứ cho 9 giờ. Khai hội hoa xuân lúc nãy thì nghe thông báo là đoàn Phật tử nào là muốn tu vào ngày mùng 4, mùng 5, mùng 6 ở chùa Tản Viên đến chiều mới tu. Sáng về tất cả đạo tràng chúng ta về đây dự khai mạc hoa xuân xong đã thì mới bắt đầu lên đó. Đấy, không có là kéo nhau lên đấy hết. Ở đây chơi thổ địa mình thầy ra thì chán chết. Tôi khai mạc một mình, tôi bế mạc một mình, và tôi làm khán giả, tôi đi ngắm một mình cho biết tay, đúng không? Thế cũng ăn hô. Ăn hô trên núi đau của thầy cũng ăn hô. Đúng là ba phải. Thầy bảo khai mạc một mình, bế mạc một mình, phải ngắm hoa một mình cũng ăn hô. Như thế chẳng ba phải còn gì nữa. Ăn hô trên núi đau của thầy. Thế mà bà Phật tử bà thương thầy lắm, con thương thầy lắm. Thầy đau một mình cũng ăn hô. 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 Một Phật tử nơi hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy cho con hỏi. Một, cúng ông Táo ngày 23 thì phải cúng từ sáng đến trước 12 giờ trưa. Nếu cúng sau 12 giờ trưa thì người đã về trời rồi. Còn cúng ngày 22 thì cúng vào giờ nào cũng được. Như vậy có đúng không ạ?
Đấy, tôi không biết là vị đã đọc ở sách nào. Cho phải cúng từ sáng, cho các cụ về sớm rồi còn báo cúng sớm. Cúng cúng qua 12 giờ cúng sợ các cụ không về được nữa thì đi chậm về Ngọc Hoàng lại trách phạt thì chết. Cũng không sao. Không nhất định là phải cúng từ sáng. Tùy theo. Ví dụ như làm công chức nhà nước, gia đình bận bịu, buổi sáng mà sáng ra mở mắt ra phải đi làm rồi. Vì ngày đó chứ phải ngày nghỉ, ngày 23 đâu phải ngày nghỉ đâu, mà nhất là tuần này 23 không phải là ngày chủ nhật. Công chức nhà nước hoặc những người làm công nhân trong nhà máy xí nghiệp vân vân chẳng hạn, chẳng nhẽ mình lại xin nghỉ không phép để ở nhà làm lễ ông công ông táo hay sao, hoặc là làm lễ sau lại đến muộn hay sao, có khi đến gặp người nào mà nghiêm khắc và đuổi việc thì lại mất tiền thưởng tiền lương, thậm chí mất cả công việc thì chết. Cho nên ông công ông táo hay là các thần cũng không trách chúng ta và không bắt chúng ta phải cúng từ sáng sớm. Mà sáng chúng ta bận thì tranh thủ buổi trưa, trưa chúng ta bận thì gì? Đến chiều tối, thậm chí là gì, cứ trước 12 giờ đêm ngày 23 là được. Các cụ đi có mấy đâu, vèo một cái là tới nơi. Đó. Đâu đi như chúng ta này đâu. Vừa đi vừa chống gậy, vừa đi vừa giờ mó cứ khật khà khật khừ đâu. Các cụ cưới mây về gió. Từ đây lên trời chỉ là một niệm tâm, chỉ là còn chưa đầy một phút các cụ đã tới nơi rồi. Mà trên đó họp đó thì về 12 giờ đêm mới bắt đầu họp, các cụ yên tâm. 12 giờ đêm ở dưới chúng ta này mới là chính giữa trưa ở trên đấy. Cứ yên tâm đi, trên đó thì các cụ lúc đó mới vào họp. Ai đến sớm thì ngồi được, ai cũng sớm thì cho các cụ đi sớm thì các cụ lên ngồi uống nước chè, ngồi lâu các cụ có khi lại mỏi lưng. Không quan trọng cái việc đó, có nghĩa là trong ngày hôm đó. Ở đây nói là gì? Cúng trước từ ngày 22 thì có được không? Như vậy có đúng không? Cũng được, nhà nào mà ngày 23 họ bận, họ không thể nào mà ở nhà được. Không thể ở nhà được, có thể họ cúng từ ngày 21, 20 vẫn được. Ở chùa chúng ta cúng từ ngày hôm nay mà. Sáng nay cúng rồi đấy. Sáng nay các sư ông và các Phật tử cúng từ ngày hôm nay đấy. Hôm nay các cụ thả biết bao nhiêu là ấy rồi. Bao nhiêu là cái chép để cúng các cụ rồi, vì ở chùa này chắc là có nhiều người. Cho nên là nay tôi thấy cúng từ sáng sớm. Nhìn thấy các cụ bay vào vèo lên trên trời. Bay dợp trời từ sáng tới giờ. Cũng không sao. Ví dụ bận thì cúng trước. Cúng trước một vài hôm cũng được, không ảnh hưởng gì. Vì cũng không phải bắt buộc là cứ phải cúng bắt buộc vào ngày đó. Nhưng mà theo truyền thống ấy, theo truyền thống thì cái ngày hôm đó thì chúng ta ngày xưa thì nói là cứ vào ngày 23 là ngày cúng ông công ông táo, để cho táo phủ thần quân là đi về chầu trời để báo cáo lại công việc cả một năm ở nhân gian trong một cái xứ đó, đặc biệt là trong cái gia đình chúng ta. Không phải là mỗi một gia đình chúng ta một ông công ông táo đâu các quý vị ạ. Một cái vị thần người ta cai quản cả một cái khu vực đó. Ví dụ như ở xã, các vị biết là cả xã có mấy ông chủ tịch? Có một ông chủ tịch chứ. Làm gì cả xã có 10.000 dân thì có 10.000 ông chủ tịch. Cả xã có 5.000 hộ dân thì có 5.000 ông chủ tịch. Thế thì ai quản ai? Đúng không? Nó chỉ có một ông thôi. Ví dụ cả cái xã Sơn Đông này, ở dưới kia, ở trên này thì được một ông bí thư, một ông phó bí thư, một ông chủ tịch và hai phó chủ tịch và một số những cán bộ là chuyên ngành để giúp việc cho bí thư, cho chủ tịch. Đảng thì giúp việc cho đảng, chính quyền thì giúp việc cho chính quyền, mặt trận giúp việc cho mặt trận, vân vân. À, thì ở dưới Quái Âm người ta cũng có phân ra các bộ máy hành chính, ở dưới Quái Âm cũng chẳng khác gì chúng ta trên này. Họ cũng có các bộ máy hoạt động dưới Quái Âm, quản cả một cái khu vực đó, cao nhất thì gọi là gì? Thành Hoàng Làng. À, cái vị đó, nó tương đương với gì? Với chủ tịch xã vậy. À, với cái người đứng đầu của cả một cái một xã vậy. À, và các vị đó tập hợp những cái việc làm thiện ác của người dân chúng ta trong khu vực. Giống như ở trên thế gian chúng ta, ông chủ tịch xã, ông có trách nhiệm gì?
chỉ đạo các phòng ban như là công an, như là các ban ngành đoàn thể làm việc báo cáo đến cuối năm tổng kết, tất cả các ban đều phải báo cáo lên gì, lên chủ tịch, lên đảng, để tập trung gom lại xem, rà soát lại tất cả các công việc một năm qua, vân vân đó. Thì ở dưới Quan Âm cũng như thế, chúng ta lễ từ hôm nay hay là lễ từ ngày mai, ngày kia cho đến ngày 21, 22 chẳng hạn, thì tất cả chúng ta lễ ngày nào đó thì chúng ta trình báo với thần linh thổ địa cai quản ở trong cái khu mảnh đất gia trạch chúng ta cư ngụ đó, để họ tập hợp, họ báo cáo lên, họ làm một cái tờ gì, tờ trình, mình gọi là tờ trình, gọi là trạng, là tấu, một cái tờ tấu lên, để tấu lên các quan trên. Các quan trên mới lên, không phải là ông thành hoàng nào cũng được lên trời đâu các quý vị, đâu có cái chuyện ông thành hoàng nào cũng được lên trời. Các quý vị thấy đâu có phải ông chủ tịch xã nào cũng được lên văn phòng trung ương đảng, đúng không? Phải cái ông nào tiêu biểu thì mới được cử đi. Đâu có phải ông chủ tịch huyện nào cũng được gì, được gặp tổng bí thư hay gặp thủ tướng đâu, có phải không? Đâu có phải là những cái xuất sắc tiêu biểu mới được cử đi. Thì cái này cũng thế, họ trình từ thành hoàng làng trình lên gì, trình lên nó cao cấp hơn, đó là ở cấp huyện. Mình nôm na như thế cho các tử hiểu, từ cấp huyện lên cấp tỉnh, và từ đó mới tập hợp cho gì, cho đi lên. Vì thành hoàng nào cũng đủ phúc để bay lên trời á. Xin thưa các quý vị, quái trời loạn mất. Tất cả người nông dân chúng ta, những người dân chúng ta ai cũng có quyền đến để gặp tổng bí thư hay gặp thủ tướng hay gặp chủ tịch nước hay gặp tổng thống vân vân á, thì họ có tiếp được không? Làm sao mà tiếp hết được? Ai cũng đến hỏi gặp á thì tiếp còn chẳng, cả đời của họ tiếp còn không hết được, mỗi một ngày tiếp thì 10 người còn không hết được, huống chi là làm việc nữa. Đấy, cho nên á, quái âm quái dương đều có cái quy luật trật tự hoạt động của nó các quý vị, chứ không phải là muốn lên thì lên. Đấy. Còn ở đây chúng ta cúng như vậy là cái lòng mong muốn của chúng ta. Cúng lên ông công ông táo, cúng con cá chép thả để mong muốn của chúng ta là gì? Mong ngài cưới con cá chép của chúng ta lên trời để báo công. Nhưng báo công chúng ta xem chúng ta làm được công gì không? Hay là cả năm làm ác? Báo công gì? Cả năm làm ác mà đòi báo công gì? Báo công ác hay sao? Có ai đi vạch áo cho người xem lưng bao giờ không các quý vị? Khó lắm. Cái tốt thì họ thì bày ra, còn cái ác thì ai cũng muốn gì mà giấu lại, che đậy lại, giấu nhẹm đi. Đấy, cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Ở đây là cúng là theo truyền thống, phong tục đất nước dân tộc của chúng ta từ xưa cha ông để lại, thì chúng đấy cũng là một cái truyền thống đẹp. Đấy, chúng tôi nói đây là một nét đẹp văn hóa. Quả thật đây là một nét đẹp văn hóa. Gửi cái tấm lòng thành của những người còn sống của chúng ta tới các vị thần linh thổ địa, bản gia thổ công. Cả năm chúng ta nghĩ là các ngài bảo hộ cho chúng ta. Nên theo như trong kinh Địa Tạng nói rằng mỗi con người chúng ta đều có các vị thần linh, các vị thiện thần bảo hộ. Cho nên á, nay chúng ta nhớ tới các ngài, cảm tạ các ngài một năm vừa qua ra bình an mạnh khỏe, có ốm đau bệnh tật một chút cũng được tai qua nạn khỏi, nay mới được ở đây, mới được sum họp gia đình, vợ con, chồng con, gia đình đầm ấm cho đến ngày hôm nay. Cho nên á, lễ tạ các ngài đấy cũng là một cái tỏ cái tấm lòng thành, hướng cái thiện tâm rất tốt vậy. Cho nên đây có thể nói là một cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta, nhân cái ngày lễ ông công ông táo này để chúng ta thể hiện với các vị thần linh, các vị Bồ Tát, các vị Phật đã bảo hộ cho chúng ta, thậm chí là hướng tới cả gia tiên tiền tổ của chúng ta nữa. Đấy. Cho nên ở đây cái cúng như thế nào thì cái văn cúng thầy đã soạn và hướng dẫn sẵn rồi. Chúng ta thì tuy là cúng cái này phải cúng ở dưới bếp nhé, phải dọn dẹp ở dưới bếp để có một cái bàn lễ ở dưới bếp ấy. Ở trên ra bàn thờ thần linh, gia tiên, thờ Phật chúng ta vẫn phải có cái lễ thành tâm thôi, không cần là phải nhiều, cân hoa quả cũng được. Nếu làm được mâm cơm chay thì cũng càng tốt, không thì cân hoa quả cũng được. Hoặc làm được mâm cơm bình thường gia đình mà chưa hoan hỉ ăn chay, tất cả chúng ta làm mâm cơm bình thường cũng được, dâng lên cúng ở trên thần linh gia tiên của mình. Còn ở dưới bếp thì chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ đi, lau dọn sạch sẽ, quét tước mạng nhện bằng nhức đi,
ngày hôm đó cả năm chúng ta bận bịu không làm được, thì ngày hôm đó thì cố gắng bỏ ra một vài tiếng đồng hồ dọn dẹp sạch sẽ để cho các cụ hoan hỷ, thần linh thổ địa, bản gia thổ công viên trạch chúng ta hoan hỷ. Và chúng ta chuẩn bị một cái bàn nho nhỏ chúng ta kê vào trước cái cửa bếp ấy, hoặc giữa bếp cũng được, phủ tấm khăn vàng hoặc là tấm khăn đỏ lên, làm mâm ngũ quả nhỏ nhỏ hoặc đĩa ngũ quả nhỏ nhỏ dâng lên đó. Nếu mà chúng ta làm nông dân thì sẵn gạo nếp thì chúng ta thổi lấy đĩa xôi thì càng tốt. Phật tử chúng ta không cứ là phải cúng mặn, cho nên cúng chay là cũng được, hành bông hoa quả đĩa xôi hoặc là đĩa hoàn là cũng tốt rồi. Và nếu mà gia đình chưa hoan hỉ thì bắt buộc phải cúng miếng thịt hay là khoanh giò gì đấy thì thôi cũng hoan hỉ đi, đừng có nặng nề làm gì cả, đem lên dâng cúng ở đó, thắp hương ở trên thần linh gia tiên trước, sang xuống thắp hương ở dưới đó, xong bắt đầu khấn ở trên gia tiên trước, thần linh gia tiên trước, bắt đầu xuống khấn ở dưới đó. Mua một con cá chép hoặc ba con cá chép hoặc nhiều hơn cũng được, không sao, làm cả cái chậu to thì càng nhiều chúng sinh được phóng sinh thì càng tốt, càng lắm phúc. Nhưng mà mua thì thôi mua con cá chép nó khỏe, cá đỏ cá trắng đều được, nhưng mà thôi đừng có mua cá chê, nó trơn mà nó lại có cái ngạnh, nó đốt cho thì đang cúng lúc bắt đi thả phóng sinh, nó đốt cho lại bảo hôm nay các cụ lại không trứng, lại các cụ lại cho nó đốt lại con, lại lo tự nhiên lại lo vào thân. Nên thường thường thì truyền thống các cụ ngày xưa cúng con cá chép. Vì sao cúng cá chép? Vì cá chép được xếp là gì, xếp vào sau hàng tứ linh long ly quy phượng, xong là đến gì, đến cá chép. Các cụ phải biết nhá, cha ông chúng ta không phải từ ngày xưa tự nhiên là tự dưng chọn cá chép, bao nhiêu là cá tại sao chọn là chọn cá chép? Vì cá chép á, thì thường thường cái quan niệm dân gian chúng ta ngày xưa nói là cá chép nó thuộc về gì? Cá thần, thuộc vào loại cá thần, nó là con của gì, con cháu của thần linh. Cho nên chúng ta xem những cái bộ phim và cái câu chuyện thần thoại chúng ta thấy là thường là gì? Thiên tử, thái tử của Long Cung. Thái tử của Long Cung thì thường là con gì? Thường là con cá chép. Công chúa của Long Cung cũng thường là con gì? Con cá chép. Công chúa và thái tử của Long Vương, tức là con của Long Vương á, thường là gì? Thường là hiện thân của con cá chép. Cho nên nó cũng thuộc về gì? Thuộc về chỉ xếp sau tứ linh là long ly quy phượng theo cái tín ngưỡng dân gian của chúng ta mà thôi. Đó. Cho nên chúng ta cúng là gì? Cúng bằng cá chép. Thế khi bài văn cúng thì thầy cũng đã soạn sẵn rồi, các vị lúc về thì có thể xuống phòng thông tin này, xuống phòng chi khách để chúng ta xin. Có thể về cứ thế mà thắp ba nén hương, cúng xong thì chúng ta đợi cho hương cháy hết cả tuần hương thì chúng ta mới hạ lễ. Chứ đừng có vừa cúng xong khấn xong một cái các cụ, xin lỗi, có khi chưa kịp ngồi vào mâm chúng ta đã dọn bố nó rồi. Vội vội vàng vàng, vừa khấn xong một cái là thôi dọn đi để đi ăn đấy, dọn đi để ăn đấy. Thường thường ấy, các cụ chúng ta ngày xưa bảo là phải chờ chứ này, cúng dỗ cúng Tết ấy, phải chờ cháy phải ít nhất phải được 2/3 tuần hương thì mới được gì? Mới được dọn, mới được ăn. Chứ không phải là vừa dâng lên một cái, khấn một cái bắt đầu là gì, là hạ xuống là ăn với nhau. Ít nhất phải được 2/3 tuần hương, mà đợi đến thì được luôn tuần hương mới ăn là tốt nhất, mới dùng là tốt nhất, mới hạ là tốt nhất. Giống như cái năm 2012 có cái pháp hội Trung Phong ở trên chùa Tản Viên, ở trong thì vẫn còn đang cúng biến thực chân ngôn Nam Mô A Di Đà Phật, giả đã thái giả đã giả địa giả tha vân vân đó, cúng vãng sinh và cúng gì biến thực chân ngôn, trong vẫn đang đọc. Có một nhóm Phật tử ra và đi về, về thì bắt có một Phật tử thì bắt thôi xin tí lộc, thế là lấy luôn, nhát luôn, là cầm luôn mấy cái gói bim bim mà về cho cháu. Vừa bước đi được mấy bước thì thế khừng lại, cứ thế là quay trong chóng quay tròn ra. Thế xong bắt đầu thì phải 15 phút sau cứ thế là quay, mọi người ở ngoài cứ thế là dỗ cũng thế là quay thôi, cứ quay tròn quay tít ra. Thế lễ xong 15 phút sau xong một cái thì thấy các cụ các Phật tử đưa vào dìu vào trong nhà pháp hội ấy, dìu vào đó cứ thế là lăn lộn. Thế tôi mà hỏi làm sao,
Thế bảo trong đoàn của chúng con á, đang bảo là vội quá thì nó sợ đông xong, bảo biến thực rồi tưởng là xong, cúng thì xong rồi, đang biến thực nữa thôi. Pháp hội thường là chúng ta biến thực sau mà, xong pháp hội trung phong bắt đầu là cúng chúc thực là xong. Thế là chúng con sợ là tí nữa đi xuống đường nó đông cho nên là đi trước. Thì vừa ra đây nó bảo á, với mấy cái quyển, mấy gói bim bim mà mang về cho cháu. Thế là với xong đi mấy bước xong, nó bảo bị như thế con chả hiểu làm sao. Đó. Thế xong sang vào tôi hỏi thì bắt đầu khi nó tự miệng nói ra cứ thế là oánh cho nó chết. Thế hỏi mãi bắt đầu cái vong kia mới nói là gì? Tại cái bà này tham, cháu đang ăn mà bây giờ bà ấy cầm lấy, bà giật chốt trên tay cháu cho nên gì cháu giận cháu mới cho bà ấy biết tay. À, vong linh trẻ con á, cái vong linh trẻ con nó cũng nhớ rồi, nó chắc cũng phải tầm chục tuổi trở lên rồi nó mới cả gan nó mới làm được cái việc đó. Nó bảo cháu đang ăn thế bà ấy giật lên tay trên tay cháu, thế là cháu tức thì cháu nhập vào để cháu dạy cho bà bài học, lần sau đi lễ đừng có thế. Đấy, có nghĩa là gì? Hương chưa tàn, khoa cúng chưa xong mà đã gì, đã lấy rồi. Cho nên ở đây ấy, lần sau mà có cúng cái gì, các Phật tử ở ngoài phụ trách cái phần ngoài á, cũng phải bao giờ phải cho cúng biến thực xong hết thì mới cho các cháu nó đến, nó xin lộc hay nó cướp lộc hay nó xin lộc thì mới cho các cháu nó lấy. Hay các Phật tử chúng ta cũng vậy, không được đăng cúng, không may mà gặp cái chuyện đó lại khổ tôi đấy, lại phải đi lừa, lại phải đi nịnh, mà nịnh các vong trẻ con đó thì khổ lắm. Mà may gặp các vong á thì tôi xử lý còn dễ, mà gặp quỷ thần á thì khổ nữa, nó cứ cho đơ đơ ra đấy thì khổ lắm. Cho nên á, đàn cúng phải cúng xong hết, xong xuôi đâu vào đấy. Thế là người ta gì, khi mà cúng xong hết thì có nghĩa là người ta cũng gì, người ta thì chỉ ăn hương ăn hoa thôi, chứ người ta có ăn hết đâu, chúng ta sợ quay bim bim nó có biến mất gì đâu. Nếu mang cái đĩa mâm lễ lên, mâm cao cũng đầy mâm lên, nó có biến mất đâu. Người ta chỉ ăn hương ăn hoa thôi, tức người ta ăn bằng gì, ăn bằng thức thực, cái tâm thức người ta ăn thôi, mà không có mất cái hình tướng nó đi đâu các quý vị. Thế cho nên là cứ phải để cúng xong đấy, cái việc dâng cúng ở nhà cũng thế. Chúng ta cứ để cúng xong một cái thì khấn xong thì chúng ta để khoảng qua nửa tuần hương thì chúng ta mới hạ lễ. Hoặc là nếu chúng ta ấy thì chúng ta thì đi phóng sinh trước đi. Cúng xong nhớ cái con cá phải đi phóng sinh nhá. Coi như bà vãi của chùa của tôi ngày xưa, tôi mới nhận cái năm 97 tôi mới về nhận cái chùa dưới Hoài Đức, Yên Sở, chùa Ngọc Tân ấy. Năm đầu tiên ngày đó tôi mới làm chú tiểu thôi. Hôm qua nói rồi này đông người nói lại, các Phật tử đều nghe một tí. Tôi đang lên tụng kinh Lê Ông Công Ông Táo buổi chiều, nghe cái mùi thơm thơm, thế là ngó sang thấy bà vái hộ, bà bưng hai con cá chép to khoảng gần một cân một con đấy. Bà bưng lên bà đặt cho ông Đức Ông. Mình thì nhìn thấy hai con cá bà bưng lên một cái thì thôi cái da gà của mình nó cứ nổi lên mà người nó cứ nóng bừng bừng cả lên. Lễ xong xuống hỏi tại sao cụ lại đem cúng cá thế kia. Cụ bảo ố thầy, chú hay thật đấy nhỉ. Hôm nay là ngày lễ ông Công Ông Táo, phải cúng để cho ông Công Táo về trời chứ lệ. Thầy chả biết cái gì cả. Không phải là chú chả biết cái gì cả. Thì mình mới là chú tiểu mà, mới cạo tóc được 2-3 tháng để cụ cho về đấy, trong chùa đấy cho cụ. Thế mình mới bảo cúng ông Công Ông Táo phải cúng cá chép còn sống, người ta sao đem phóng sinh chứ. Chắc bảo, ôi trời chú chả biết cái gì. Ở đây chúng con từ ngày xưa tới nay toàn cúng như thế đấy. Cái cúng như thế thì các cụ mới ăn no uống say, các cụ mới đi lên mới trình báo được chứ lại đói các cụ đi sao được. Cưới con cá còn sống các cụ cưới lên nó trượt, nó trôi mất đi, các cụ không đến được. Đấy. Đấy, đây là ngôi chùa của tôi ngày xưa mới về trong đó cái ngôi chùa ở dưới. Cứ về hỏi bà Tín, ai xuống hỏi bà Tuyết, cái bà vái hộ ngày đấy về, cái năm 97 về mà xem. Buồn cười lắm, các cụ thật lắm, không hiểu mà. Từ trước chùa không có sư, hoặc có sư không bảo, tới nơi tới chốn, cho nên là cứ thế thôi. Cứ nghĩ là Đức Ông là phải rượu phải thịt. Ngày hôm đó là ở ngoài đời thì người ta con gà bán xôi, hoặc là mâm cỗ. Ngoài đời thì mâm cỗ mặn, con gà bán xôi vân vân đó. Có nhà cũng cả cái thủ lợn. Cho nên ở chùa thì cụ nghĩ là thôi, ngoài người ta cho thần linh người ta ăn mình ở trong chùa thì Đức Ông chính là thần linh dưới chùa, cho nên là cũng phải
làm hai con cá chép cho ngài chứ. À, một con cho gì cho cụ Đức Ông, một con cho gì cho hai vị đệ tử ngồi bên cạnh chung nhau. À, rượu các cụ xơi cho hai chai. À, bảo là một chai cho gì ông cụ Đức Ông, còn một chai cho hai ông đệ tử ngồi hai bên. Bảo là thế tôi mới trêu, thế tại sao cũng làm ba con đi, ba chai rượu đi. Bảo không, nếu làm ba như thế thì các cụ là bằng nhau à, cụ lớn thì phải được cả một con, còn cụ nhỏ thì chia nhau. Đấy, tôi cũng hài hước, tôi mới trêu thế, thì các cụ chia nhau thì ai ăn, ai phần đầu ăn phần đuôi. Người mà được đầu con cá thì không có đuôi, người được đuôi thì không có đầu, làm sao nó bơi được, các cụ bơi được lên trên, lên tít ở trên trời. Đấy, cũng trêu cho như thế. Đây là những cái chuyện mà hài hước mà có thật đấy các quý vị. À, nên ở đây cũng nói như vậy để chúng ta biết rằng cúng con cá là phải để sống, cho cái chậu nước ấy để sống như thế, một con hay ba con hoặc nhiều hơn cũng được, không có sao. Có người bảo nhiều hơn có được không? Được, không ảnh hưởng gì. Bảo dưới một con có được không? À, cúng dưới một con cá có được không? Dưới một con cá có nghĩa là sao? Tức là đem thịt lên cúng một nửa, còn một nửa mang lên trên trên ban thờ thần linh gia tiên, còn một nửa để ở dưới. Thế là có nghĩa là dưới một con. Làm gì tôi nói có chuyện mà nói thì nói sai đâu. Có nghĩa là có người cả con cá chép đem thịt ra cắt gì thành đôi, nhà nghèo mà cắt thành đôi, một nửa thì mang lên thần linh, còn một nửa thì mang xuống gì, ông mang xuống bếp để cúng con táo. Như vậy là cũng gì dưới một con không được, cũng dưới một con như thế là không được, mà cũng cả con còn để sống khổ lắm. À, đấy, cúng xong một cái bài khấn đó xong một cái để cho quá nửa tuần hương, một cái thì bắt đầu chúng ta đi, chúng ta phóng sinh. À, con cá nhá thì thường phải mang ra sông, thế đừng cứ thả vào giếng. À, thả vào giếng thì giếng chúng ta thì con cá chép thì ở trong giếng thì thường nó cũng không sống được, vì cái nước nó lạnh, mùa đông nước lạnh mà nó không có cái ăn cái bơi thì nó chết đi, mà nó chết thì chúng ta lại lo. Thế nên xong tốt nhất cái con cá chép phải ra mang ra sông để cho nó bơi tự do tự tại ngoài sông ấy, hoặc ngoài ao ngoài hồ ấy. À, để vào cái chỗ nào thì nước nó phải lưu thông, mà nhiều nước thì không có, là bọn trẻ con hay là những người có người năm trước ở trên đầu mình chưa làm ao phóng sinh trên đầu á, thì dân đi ra phóng sinh dưới này, tôi thấy mấy người cứ mang cái kích ra, bắt đầu là gì họ cứ đi rồi giờ tôi bảo phóng sinh kiểu này thì chết rồi, đúng không? Công táo kiểu này thì người ở trên thì thả ông công táo, còn người ở dưới thì chuẩn bị sẵn cái kích điện đó, mà cá mới phóng sinh ra thì nó còn gì, nó còn chưa được khỏe, nó cứ lờ nó bơi. Có con cá chép to nên hàng cân, thế là thôi nó đánh cái kích lên thì nó chén luôn. À, thế mới đau chứ. Cả đời có những kẻ nó ác lắm, do vô minh, do cuộc sống nghèo khổ, cho nên họ sẵn sàng biết, có khi biết là cái việc đó là cái việc xấu đó, nhưng họ vẫn gì vẫn làm, vì miếng cơm manh áo họ vẫn làm, khổ lắm cơ. Thế mới gọi là thế giới Sa Bà các quý vị. À, nó khó lắm. À, ở đây Phật tử hỏi là lễ giao thừa có lễ trong nhà và ngoài trời, vậy lễ ở đâu trước ạ? Nếu ở trong nhà trước thì phải lễ trước 24 giờ rồi đến đúng giao thừa mới cúng ở ngoài trời, như vậy có đúng không ạ? Con đang băn khoăn điều này, xin thầy hoan hỷ chỉ giáo cho con và mọi người đều biết ạ. À, thường thường thì cái lễ chúng ta phải đặt trước đi. Chúng ta đặt lên trước đi, đến lúc chuẩn bị giao thừa thì, hoặc là giao thừa bắt đầu vào giao thừa thì chúng ta lên thắp hương. À, bắt đầu vào giao thừa thì chúng ta thắp hương, hoặc rằng á, có người thì ra chùa đón giao thừa ngoài chùa thì thắp hương trước ở nhà đi cũng được, xong đến giao thừa chúng ta ra chùa. Ở Hà Nội nhiều người họ ra đón giao thừa ở chùa lắm, ở ngoài thành phố có khi cả nhà ra đón giao thừa ngoài chùa chứ không đón giao thừa ở nhà. Ở nông thôn chúng ta thường là gì, hay đón giao thừa ở nhà. Nhưng ở thành phố nó cứ đôi vợ chồng, hai đứa con. Vì cuộc sống thành phố thì tuổi trẻ người ta cũng văn minh hơn, cho nên là cứ cái khoảng độ tầm 7-8 giờ thì chiều tối lại thì họ ăn tất niên với nhau trong cái buổi bữa cơm chiều 30, hoặc về nhà ăn cơm bố mẹ xong rồi đi về.
cái khoảng độ tầm 9 giờ 10 giờ bắt đầu họ kéo đến chùa là Phật tử kéo. Cho nên các chùa Hà Nội cứ khoảng độ tầm 10 giờ đêm đó thì chùa nào cũng chật, chùa trong ngõ cũng chật, chùa mặt phố cũng chật, chật cho đến gì trên 2-3 giờ sáng, thậm chí chật cho đến gì đến sáng luôn, vẫn cứ chật nối nhau như vậy. Cái chùa sư phụ tôi ngoài Vạn Niên ở Hồ Tây mà cứ khoảng 10 giờ đêm cho đến khoảng 3 giờ sáng là không có ngủ. Lúc đó chỉ có giặt dẹo đi đâu mà tranh thủ mà vào cái xó nào đó mà chợp mắt một tí thôi. Sư phụ thì có thể ngồi đến sáng luôn được. Ngày xưa tôi làm tiểu đó tôi biết rồi. 3 giờ sáng, 4 giờ sáng có khách đến lễ. Mà 5 giờ thì lại có khách đến buổi sáng, tận sáng sớm rồi. Cho nên là chỉ có tranh thủ anh em và tranh thủ các vãi, tranh thủ mà có người ngồi chỗ này và tranh thủ đi dựa lưng vào chỗ nào thôi. Còn cũng không dám lên giường mà nằm ngủ. Lên giường nằm ngủ sư phụ mà nhìn thấy thì chết. Vì sư phụ mình vẫn còn ngồi tiếp khách mà mình làm sao làm tiểu đấy thì làm ngủ được. Cho nên buồn ngủ lắm, mệt lắm thì vật vạ vào cái xó nào đó, quấn cái chăn và ngồi vào cái góc thu lu thế mà chợp mắt một tí. Ngày xưa tôi làm tiểu nó thế đấy. Thế cho nên các chùa Hà Nội ấy thì phần lớn là từ họ ra đón giao thừa ở chùa. Sau đó thì họ mới về nhà. Thế cho nên ở đây thì Phật tử này hỏi là thắp hương như thế nào, trước giao thừa hay là sau giao thừa, cái này cũng không quan trọng đâu. Trước cũng được mà sau cũng được, không nặng nề cái chuyện đó. Nếu chúng ta ở nhà thì gần gần đến giờ chúng ta lên bắt đầu cứ sát khoảng cách khoảng độ 5-10 phút chúng ta lên thắp hương khấn khứa, đăng khấn khứa cho đến qua giao thừa, như vậy là tốt nhất. Nếu ở nhà không thì thắp hương trước ra chùa lễ Phật. Năm nay đặc biệt ở đây, năm nay khai nguyên này đoán giao thừa đặc biệt nhất trong mọi năm, đó là cái thứ nhất là chuẩn bị lễ hội Hoa Xuân, cái thứ hai là tháp báo ân cũng vừa xong ở bên ngoài, bên trong thì chưa xong. Cho nên năm nay thì nhà nước thì cấm bắn pháo hoa ở các điểm. Thì hôm rồi sư ông mới xin là bàn với các bác thôi, họ cấm bắn pháo hoa thì mình bắn cái pháo bông. Pháo bông thì chắc là không cấm, nó có cấm không nhỉ? Pháp luật có cấm bắn cái bông bông mà nó xịt đấy, có không? Không cấm đúng không? Tôi vẫn thấy các hội nghị, các tổ chức họ vẫn bắn, mà nhà mình hôm nọ đại hội Phật giáo bắn vào vèo, có thấy ai nói gì đâu. Tôi thì chả để ý cái đó đâu, bởi vì không để ý. Nếu mà họ không cấm thì mình bắn cái đó thì làm lên tháp là đẹp. Bắn ở tháp này, 9 tầng tháp mà bắn thì đẹp lắm. Ở ngoài cầu, ngoài chùa một cột mà bắn chung quanh dọc cái cầu nó bắn lên rất là đẹp. Năm nay Phật tử nào gần gần khu vực này mà vào đón giao thừa ở chùa thì cũng rất là đẹp đấy. Nhưng mà đón giao thừa xong thì đi ngủ nhá. Xong thì đi ngủ, tôi không tiếp khách đâu. Tôi nói trước. Chứ đừng có xong rồi gặp thầy là vào sáng mùng 1 thì mới gặp. Sức khỏe nó phải là trên hết. Để sức khỏe của thầy nó không phải là chỉ có một ngày, chỉ tiếp khách có một ngày mà nó hết cả tháng riêng. Vậy còn lo công lo việc nữa. Từ giờ đến đó đã mệt rã cả người ra rồi. Cho nên là giao thừa xong một cái là ngoài 12 giờ đến 1 giờ là phải, 12 rưỡi 1 giờ là phải đi nghỉ, cho đại chúng đi nghỉ. Chứ chùa chúng ta là nó không chỉ có mấy hôm Tết mà nó kéo dài hết cả tháng riêng. Mà đặc biệt là cái lễ hội Hoa Xuân năm nay chúng ta tổ chức lần đầu tiên lễ hội Hoa Xuân ở chùa Khai Nguyên chúng ta. Nó cũng rất là hay, ý nghĩa. Trước hết là chúng ta thể hiện được cái gì? Cái tấm lòng của chúng ta với Đức Phật, với chư Bồ Tát, đem dâng những cái đoá hoa tươi thắm mà chính bàn tay của người dân, của tín đồ Phật tử dân tộc Việt Nam chúng ta trồng lên, dâng lên để cúng Phật, làm đẹp cảnh Phật trong ngày xuân đó. Cái thứ nhất là cúng ý cúng Phật. Cái thứ hai, chúng ta tạo cho cái cảnh quan của cửa Phật nó đẹp lên để tín đồ Phật tử, đặc biệt là thiện nam tín nữ thập phương, họ chưa phải là Phật tử, họ đến, họ chiêm bái, họ được lễ Phật. Như hôm qua chúng tôi nói rồi, gieo duyên để cho họ lễ Phật quý lắm. Chỉ cần kinh Pháp Hoa nói, chỉ cần họ giơ một tay lên xưng Nam Mô Phật, Đức Phật nói ta cũng thọ ký cho người đó sau này được thành Phật. Thậm chí họ không xưng Nam Mô Phật, họ chỉ giơ một tay lên, họ hơi cúi đầu một tí, Thích Ca Mâu Ni Phật nói rằng ta cũng thọ ký cho người đó nhiều đời nhiều các kiếp về sau, khi duyên lành hội đủ, người đó cũng sẽ gì, sẽ thành Phật. Vì cái nhân đối trước tranh ảnh tượng Phật, họ giơ một tay lên, họ hơi cúi đầu một cái, đó cũng là gì, cái hạt giống Bồ Đề được gieo vào trong A Lại Gia Thức,
của họ rồi, và trong tâm thức của họ rồi. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật nói ta cũng sẽ thọ ký cho người đó thành Phật. Vì vậy chúng ta phải biết là, vì vậy mà chúng tôi hôm qua nói với các quý vị rồi, Hải Hiền Lão Hòa Thượng 70-80 năm đi cày sâu cuốc bấm để lấy từng củ ngô khoai sắn để cho chúng sinh, để bố thí cho người nghèo á, xong rồi để khuyên họ niệm Phật. Nay đất nước Việt Nam chúng ta ơn Đảng, ơn nhà nước, ơn chính phủ, cho nên phần lớn đã cơm no áo ấm rồi. Các cụ ngày xưa bảo phú quý sinh lễ nghĩa, cuộc sống đã khá giả rồi, thì Tết nhất xong thì phần lớn nhân dân chúng ta, những người theo bên lương á, thì gần như là đến 80% là đều đến cửa đình cửa chùa để du xuân lễ hội ngày Tết. Nhưng mà chúng ta mà hướng cho họ vào đạo được, họ chỉ không chỉ du xuân mà họ lại còn biết lễ Phật. 1.000 người đến chùa lễ Phật, tôi chỉ cần được 100 người đi tham dự pháp hội và đi tham dự các khóa tu một năm được một lần thôi là cũng quý rồi. Đấy, đây là cách hoằng pháp của tôi đấy các quý vị. Cái cách hoằng pháp của tôi. Mà họ đến, họ lễ Phật và họ được thấy được cái thông, đọc cái thông báo là pháp hội Quan Âm Tam Thời hệ niệm ngày 21-23 tháng Giêng cầu quốc thái dân an, pháp hội Quan Âm đó, họ đến họ dự 1.000 người đến lễ Phật, chỉ cần được 10 người hoặc 100 người đến để đến tham dự pháp hội là quý rồi. 1.000 người, tôi chỉ cần được 10 người đến tham dự pháp hội là quý rồi. Gieo duyên được cho họ học Phật và sau này dần dần họ quy y Phật là quý lắm rồi. Cho nên đấy cũng là một cách để hoằng pháp rất tốt. Cho nên năm nay thì thầy mới tổ chức cái lễ hội hoa xuân như vậy. Nhưng mà có người không hiểu, hôm qua thấy Phật tử đến thấy nhiều hoa quá, bảo đi xuống cái gì tay nhau, ôi dồi ôi, thầy Đạo Thịnh năm nay còn buôn cả hoa, khổ lắm, không biết đi học kiểu gì. Thế hôm qua có sư cô đến hỏi tôi, bảo thầy hôm nay thầy giảng thế nào, Phật tử đi xuống phòng thông tin kêu ầm lên là chùa Khai Nguyên năm nay thầy đi buôn hoa, và thấy nhiều hoa quá bảo thầy đi buôn hoa. Ôi dồi ôi, khổ. Mà rõ ràng ngồi nghe giảng từ đầu cho đến cuối, không biết là mày ngủ gật hay sao ấy. Chắc là hôm qua có Phật tử ngủ gật từ đầu đến cuối, cho nên mới đi xuống thắc mắc ở phòng thông tin là thầy chùa Khai Nguyên năm nay đi buôn hoa, lấy nhiều hoa phải đi buôn hoa. Mà tất cả hoa đó là do các Phật tử cúng dường, có người thì cúng trực tiếp ở vườn hoa trồng mang lên, có người thì cúng mang tận từ Điện Biên mang về đây, mang hoa về đây để cúng, có người thì Đông Anh, Gia Lâm, có người thì Hưng Yên, vân vân. Có người thì không trồng được hoa thì họ cúng bằng tình tài để cúng hoa. Các vị cũng có thể gieo duyên vào lễ hội hoa này bằng gì? Bằng một cây hoa không được, một cây hoa cúc có 2.000 thôi. Các vị có thể gieo duyên bằng một bông hoa cúng Phật trong lễ hội hoa xuân năm nay đầu tiên cũng được. Còn các vị mà muốn cúng cả một cái giỏ hoa khá khá hơn thì nó khoảng 20-30 nghìn. Mà muốn cúng cả cái cây hoa nó to hơn, hoa nó cao cấp hơn, đó là một giỏ hoa lan, một giỏ hoa lan đó nó khoảng 100 nghìn hoặc 130 nghìn. Đó, tùy theo. Mình có điều kiện cái gì mình cúng cái đó, mà không có điều kiện thì 2.000 được một cây hoa cúc. Nhiều cây hoa cúc góp lại thành gì? Và nhiều cây hoa nhỏ góp lại cũng thành một cái lễ hội hoa. À, gieo duyên chưa đủ đâu, mới có tập kết, mới có được một tí thôi. Họ mới cúng được khoảng mấy nghìn cây hoa cúc với lại một số những cái cây lá, cây cảnh thôi. À, nếu các vị muốn gieo duyên thì cũng được. Có muốn gieo không? Ai muốn gieo giơ tay xem nào. Ôi dồi, nhiều thế à? Năm nay là cái lễ hội hoa xuân đầu tiên của chùa Khai Nguyên chúng ta. À, chúng ta biết là ở miền Bắc chúng ta có 2 năm nay có cái lễ hội hoa cúc ở chùa Ba Vàng, cũng rất là hay, ý nghĩa, rất hay và ý nghĩa. Đây cũng là một cái phương tiện trong cái thời kỳ này để hoằng pháp. Nhưng mà lễ hội hoa cúc chùa Ba Vàng nó ở vào mùa thu tháng 8 cơ, tháng 8 hay tháng 9 gì đấy. À, như chúng ta đây là lễ hội hoa xuân. Từ trước đến nay chúng ta chỉ thấy là lễ hoa xuân của gì? Của thành phố Hồ Chí Minh, của Hải Dương, Hưng Yên và của Hà Nội và của các do nhà nước hoặc là các doanh nghiệp họ đầu tư, họ tổ chức. Nhưng ở chùa thì chưa có chùa nào. Và đây chùa Khai Nguyên chúng ta là cái chùa đầu tiên tổ chức lễ hội hoa xuân. Mà mùa xuân thì khách đi chảy hội rất đông. Nếu chỉ có cái ngôi chùa để họ lễ thì chúng ta mới chỉ thu hút được những người tín Phật thôi, có đúng không? Chỉ những người theo Phật và tín Phật họ mới đến chùa.
Còn những người không tín Phật họ muốn đi đến thì rất đặc biệt là lớp trẻ. Họ đi đến những nơi công viên, những nơi nào mà có cảnh quan đẹp để nó còn quay phim, chụp ảnh, kiểu nó sống với cái thế giới ảo một chút ấy mà. À, chứ nó không có đến chùa. Này, Phật Pháp á, nhiệm màu không có độ, chỉ không chỉ độ mỗi những người đến chùa, mà còn độ cả những người gì, thích sống ảo cũng gì cũng độ cho nó. 1.000 người sống ảo đến cũng phải được hàng trăm, 200, 300 người gì, bớt sống ảo, thậm chí bỏ sống ảo mà sống gì, sống về cái tâm chân thật của mình. Nó thích chụp ảnh đẹp hơn. Nó nghe bạn bè kháo tim, ui năm nay chùa Khai Nguyên có lễ hội hoa đẹp lắm, đi đến đó mà chụp ảnh. Nó đến nó chụp ảnh chứ, nó đến nó, có cái trường hợp là nó đến nó chỉ loanh quanh ngoài không? Vạn người, 1.000 người, may mới có 1 người loanh quanh ở ngoài các vị. Thì họ đến họ, các vị thấy tôi dẫn chứng cho họ cả những cái mà, tôi suy nghĩ cả những cái gì, ở ngoài kia, phía ngoài sân thì làm những cái nhà tranh vách đất của những cái phong tục đồng bằng Bắc Bộ của chúng ta ngày xưa, để gợi lại cái cuộc sống của cha ông chúng ta, dân tộc chúng ta ngày xưa, để cho lớp trẻ nó gọi là ôn cũ tri tân đó. Rồi các vị thấy mấy cái nhà tranh đó, hôm nay tôi còn làm cả cái chuồng lợn nhỏ nhỏ vào nữa, bắt cả mấy con lợn nhựa, hay con lợn sứ đặt vào đó cho các cháu ở thành phố bây giờ nó biết cuộc sống nông thôn cha ông của nó ngày xưa như thế nào đâu, không biết. Cho nên tạo một cái mô hình đó cho các cháu ở thành thị, ở nông thôn, nó chỉ học trên giấy vở, sách vở thôi, nó không biết là cuộc sống thực tế nào. Làm cái nhà che vách nữa vào như thế cho nó biết, làm cái chuồng lợn, làm cái chuồng gà nhỏ nhỏ. Và ngày xưa thì nhà dân, dân tộc của Bắc Bộ Việt Nam chúng ta, nhà nào cũng có một cái chuồng lợn, cái chuồng gà nhỏ nhỏ bên cạnh, đúng không? Đó, rồi cái giếng nước, đó, cái vườn rau. Đấy, gợi là cái đó cho nó nhìn thấy, à cha ông dân tộc chúng ta ngày xưa sống như thế. Mình bây giờ được nhà cao, cửa rộng, nhà lầu, xe hơi. Phải nhớ đến cái công ơn sinh thành và hy sinh xương máu của cha ông dân tộc chúng ta để mà sống cho nó tốt. Làm một con người tốt, phải luôn luôn nghĩ tới sự hy sinh của cha ông, đất nước mình, sự nghèo khó của dân tộc mình, nhưng mà bác viết vươn lên để cho dân tộc được như ngày hôm nay, đất nước như ngày hôm nay và chúng ta được như ngày hôm nay, vân 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 vân, giáo dục cho nó. Không phải là tự nhiên tôi làm như thế đâu các quý vị. Từ ngoài đó mà đi gì, nó đi chơi, nó chụp ảnh chán rồi, bắt đầu nó thấy mọi người cứ đi ùn ùn đi vào trong này. Nó bảo sao mọi người vào trong kia nhiều thế nhỉ? Thế nó thì nó cũng tò mò, nó cũng gì? Cũng đi vào một tí xem sao. Đi vào nó nghiến ngó, nó thấy ô, tượng Phật cũng đẹp đấy chứ. Mình cứ tưởng tượng Phật là xấu, nay tượng Phật đến thế xem tượng Phật chùa Khai Nguyên đẹp từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, tượng nào cũng đẹp. Thế nó vào gì? Vào nó thấy người ta chắp tay, các cụ các Phật tử chắp tay lễ Phật, nó gì? Nó cũng chắp tay nó lễ Phật một cái. Như vậy là gì? Cái duyên Phật đã gieo vào trong A Lại Gia Thức, trong tâm của họ một cách là gì? Rất là tự nhiên. Tôi có bắt không? Không bắt. Cho nên đây là cái cách mà gì? Hoằng pháp ở cái thế kỷ 21 trong lúc đất nước thanh bình như thế này, thái bình thịnh trị thế này, và chúng ta không biết cách để hoằng pháp, để đưa đạo vào trong lòng dân tộc, đặc biệt là giới trẻ, thì đây là cái lỗi, cái sai lầm của tăng ni, của Phật tử chúng ta vậy. Đầu tiên chúng ta bảo nó đến tụng kinh lễ Phật, ai nó đến? Ấy, nó đến nó xem cảnh đẹp nó đến, nhưng mà nó lễ Phật được một lễ, nó tò mò, nó tò mò thì tự nhiên là nó thì hoặc nó đi hỏi các sư nói cho nó dăm câu ba điều, hoặc là từ đó về nó gây một cái ấn tượng vào trong lòng của nó. Rồi một ngày nào đó có khóa tu sinh viên hay là khóa tu mùa hè, nó đến nó tham dự xem như thế nào, thế là độ được nó thôi. Thế mới hay chứ này. Đó, cho nên không phải là tự nhiên mà chúng tôi lại gì, lại cất công cả sức, cả tiền tài vật lực để đầu tư vào cái lễ hội hoa xuân này đâu các quý vị. Không phải là để câu khách, không phải là để câu khách, mà là mình để gì? Để hoằng pháp. Vì ngôi chùa của chúng ta mọi người đến lễ là tự do. Tự do từ cái gì? Tự do từ cái xe gửi, có mất tiền không? Các chùa khác và các nơi đình đền miếu mạo khác đến thì phần lớn là phải mất tiền gì ạ? Tiền vé xe. Chúng ta có mất cái gì không? Không mất. Năm nay á,
ở chùa Tản Viên thì từ trước rồi, nhưng chùa Khai Nguyên năm ngoái mới bắt đầu. Có đông khách thì mới hay làm cơm miễn phí cho khách Phật tử thập phương. Năm nay dự kiến là gì? Bắt đầu từ năm nay trở đi tôi còn chủ trì ngày nào á, năm nào á, thì năm đó là gì? Vào xuân hội cũng là gì? Cái cơm miễn phí cho các Phật tử thập phương đi lễ ở tại ngôi chùa này. Đến sẽ có một cái nơi gọi báo cơm chay miễn phí để về đó lấy cái vé mang xuống nhà bếp, thế là có cơm chay ăn thôi. Tất nhiên chỉ ăn cơm hộp thôi, ăn cơm buffet thôi, chứ còn đi đóng thành mâm thì các sư cũng không có đủ người đó. Nhưng mà như vậy là cũng quý rồi. Đầu xuân ở trên chùa Tản Viên thì các vị biết không, trên chùa Tản Viên cơm chay miễn phí, có ngày hết nấu hết 2 tạ gạo các vị, 2 tạ gạo cho người đi lễ ăn cơm miễn phí trên chùa Tản Viên. Các vị biết khoảng bao nhiêu nghìn người ăn 2 tạ gạo? Có những ngày phải đến hơn 2 tạ gạo, có ngày đến gần 3 tạ gạo nấu cơm để cho các Phật tử đi lễ ăn miễn phí đó. Cho nên năm nay ở đây cũng vậy, năm nay thì có cái lễ hội hoa xuân thì chắc chắn cũng sẽ đông thập Phật Phật tử đến lễ, mà chúng ta có đường, lại có xây dựng xong ngôi chính điện rồi, lại đang xây lại tượng, các thứ cảnh quan nó cũng đủ để cho khá để cho họ đến để chiêm bái. Cho nên là dự kiến cũng sẽ đông, vì vậy mà nhà chùa cũng sẽ bố trí cái đó. Nhưng mà nó để cho nó khỏi lộn xộn, đoàn nào đến đi theo đoàn thì đến lấy vé đoàn để mang xuống cho nhà bếp. Và lễ Phật xong, còn một vòng xong thì lễ Phật hết một vòng và đi chụp ảnh quay phim hết một vòng, ngắm hoa hết một vòng, có phải tiếng đồng hồ vào cơm nó chín rồi à, đã có cơm ăn rồi đấy. Nó phải đến một cái muốn ăn cơm thì phải báo trước, xong khi mới đi lễ, chứ còn lễ xong mới xuống báo, nó cập rập cho nhà bếp. Tất nhiên cũng có, nhưng mà nó cập rập cho nhà bếp à, họ lại vội vàng mà lại nó sơ sài quá đấy, cũng nói trước như vậy. Cho nên đấy cũng là một cái cách để cho họ thấy rằng ngôi chùa của chúng ta là làm lên để phục vụ chúng sinh, để hoằng pháp, chứ không phải làm lên để kiếm tiền. Cho nên cái việc mà Phật tử họ đến thì lại phục vụ cho Phật tử, họ cúng dường lại phục vụ cho Phật tử mà thôi. Phần lớn thì để xây dựng chùa cảnh, cúng dường tam bảo, phần nhỏ thì phục vụ lại chính những người Phật tử, những người dân đi lễ vậy. Đấy, cho nên là cũng qua đây thì cũng thông báo như vậy để Phật tử chúng ta biết là dự kiến cái lễ hội hoa xuân sẽ khai mạc vào sáng ngày mùng 4. Sáng mùng 4 khoảng độ tầm 8:30-9 giờ ngày Tết thì cứ cho khoảng độ 9 giờ đi. 8 giờ, 9 giờ, 8 giờ chúng ta còn khật khử ở nhà, lại còn ăn sáng, lại còn gia đình các thứ, đi tới nơi cứ cho 9 giờ. Khai hội hoa xuân lúc nãy thì nghe thông báo là đoàn Phật tử nào là muốn tu vào ngày mùng 4, mùng 5, mùng 6 ở chùa Tản Viên đến chiều mới tu. Sáng về tất cả đạo tràng chúng ta về đây dự khai mạc hoa xuân xong đã thì mới bắt đầu lên đó. Đấy, không có là kéo nhau lên đấy hết, ở đây chơi thổ địa mình thầy ra thì chán chết. Tôi khai mạc một mình, tôi bế mạc một mình, và tôi làm khán giả, tôi đi ngắm một mình cho biết tay, đúng không? Thế cũng ăn hô, ăn hô trên núi đau của thầy cũng ăn hô. Đúng là ba phải. Thầy bảo khai mạc một mình, bế mạc một mình, về ngắm hoa một mình cũng oan hô. Như thế chẳng ba phải còn gì nữa. Oan hô trên nỗi đau của thầy. Thế mà bà Phật tử bảo thương thầy lắm, con thương thầy lắm. Thầy đau một mình cũng oan hô. 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 Một Phật tử nơi hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy cho con hỏi. Một, cúng ông táo ngày 23 thì phải cúng từ sáng đến trước 12 giờ trưa. Nếu cúng sau 12 giờ trưa thì người đã về trời rồi. Còn cúng ngày 22 thì cúng vào giờ nào cũng được. Như vậy có đúng không ạ? À? Tôi không biết là vị đọc ở sách nào. Phải cúng từ sáng cho các cụ về sớm rồi còn báo cúng sớm, cúng qua 12 giờ cúng sợ các cụ không về được nữa thì đi chậm về Ngọc Hoàng lại trách phạt thì chết. Cũng không sao, không nhất định là phải cúng từ sáng,
tùy theo. Ví dụ như làm công chức nhà nước, gia đình bận bịu, buổi sáng mà sáng ra mở mắt ra phải đi làm rồi, vì ngày đó chưa phải ngày nghỉ, ngày 23 đâu phải ngày nghỉ đâu, mà nhất là tuần này 23 không phải là ngày chủ nhật. Công chức nhà nước hoặc những người làm công nhân trong nhà máy, xí nghiệp vân vân chẳng hạn, chẳng nhẽ mình lại xin nghỉ không phép để ở nhà làm lễ ông công ông táo hay sao, hoặc là làm lễ sau lại đến muộn hay sao, có khi đến gặp người nào mà nghiêm khắc và đuổi việc thì lại mất tiền thưởng tiền lương, thậm chí mất cả công việc thì chết. Cho nên á, ông công ông táo hay là các thần cũng không trách chúng ta và không bắt chúng ta phải cúng từ sáng sớm. Mà sáng chúng ta bận thì tranh thủ buổi trưa, trưa chúng ta bận thì đến chiều tối, thậm chí là gì, cứ trước 12 giờ đêm ngày 23 là được. Các cụ đi có mấy đâu, vèo một cái là tới nơi. Đó. Đâu đi như chúng ta này đâu. Vừa đi vừa chống gậy, vừa đi vừa giờ mó, cứ khật khà khật khừ đâu, các cụ cưỡi mây về gió. Từ đây lên trời chỉ là một niệm tâm, chỉ là còn chưa đầy một phút các cụ đã tới nơi rồi. Mà trên đó họp đó thì về 12 giờ đêm mới bắt đầu họp, các cụ yên tâm. 12 giờ đêm ở dưới chúng ta này mới là chính, chứ ở trên đấy cứ yên tâm đi, trên đó thì các cụ lúc đó mới vào họp. Ai đến sớm thì ngồi được, ai cũng sớm thì cho các cụ đi sớm, thì các cụ lên ngồi uống nước chè, ngồi lâu các cụ có khi lại mỏi lưng. Không quan trọng cái việc đó, có nghĩa là trong ngày hôm đó. Ở đây nói là gì, cúng trước từ ngày 22 thì có được không, như vậy có đúng không? Cũng được, nhà nào mà ngày 23 họ bận, họ không thể nào mà ở nhà được, không thể ở nhà được, có thể họ cúng từ ngày 21, 20 vẫn được. Ở chùa chúng ta cúng từ ngày hôm nay mà, sáng nay cúng rồi đấy. Sáng nay các sư ông và các Phật tử cúng từ ngày hôm nay đấy. Hôm nay các cụ thả biết bao nhiêu là ấy rồi, bao nhiêu là cái chép để cúng các cụ rồi, vì ở chùa này chắc là có nhiều người, cho nên là nay thấy cúng, tôi thấy cúng từ sáng sớm. Nhìn thấy các cụ bay vào vèo lên trên trời, bay dợp trời từ sáng tới giờ. Cũng không sao, ví dụ bận thì cúng trước một vài hôm cũng được, không ảnh hưởng gì. Vì cũng không phải bắt buộc là cứ phải cúng, bắt buộc vào ngày đó. Nhưng mà theo truyền thống ấy, theo truyền thống thì cái ngày hôm đó, thì chúng ta ngày xưa thì nói là cứ vào ngày 23 là ngày cúng ông công ông táo, để cho táo phủ thần quân là đi về chầu trời để báo cáo lại công việc cả một năm ở nhân gian, trong một cái xứ đó, đặc biệt là trong cái gia đình chúng ta. Không phải là mỗi một gia đình chúng ta một ông công ông táo đâu các quý vị ạ. Một cái vị thần người ta cai quản cả một cái khu vực đó. Ví dụ như ở xã, các vị biết là cả xã có mấy ông chủ tịch? Có một ông chủ tịch chứ. Làm gì cả xã có 10.000 dân thì có 10.000 ông chủ tịch. Cả xã có 5.000 hộ dân thì có 5.000 ông chủ tịch. Thế thì ai quản ai? Đúng không? Nó chỉ có một ông thôi. Ví dụ cả cái xã Sơn Đông này, ở dưới kia, ở trên này thì được một ông bí thư, một ông phó bí thư, một ông chủ tịch và hai phó chủ tịch, và một số những cán bộ là chuyên ngành để giúp việc cho bí thư, cho chủ tịch. Đảng thì giúp việc cho đảng, chính quyền thì giúp việc cho chính quyền, mặt trận giúp việc cho mặt trận, vân vân. Đó. Thì ở dưới quái âm người ta cũng có phân ra các bộ máy hành chính, ở dưới quái âm cũng chẳng khác gì chúng ta trên này. Họ cũng có các bộ máy hoạt động dưới quái âm, quản cả một cái khu vực đó, cao nhất thì gọi là gì? Thành hoàng làng. À. Cái vị đó, nó tương đương với gì? Với chủ tịch xã vậy. À, với cái người đứng đầu của cả một cái mà xã vậy. À. Và các vị đó tập hợp những cái việc làm thiện ác của người dân chúng ta trong khu vực. Giống như ở trên thế gian chúng ta, ông chủ tịch xã, ông có trách nhiệm gì? Chỉ đạo các phòng ban như là công an, như là các ban ngành đoàn thể làm việc báo cáo đến cuối năm, tổng kết tất cả các ban đều phải báo cáo lên gì? Lên chủ tịch, lên đảng, để tập trung gom lại xem, rà soát lại tất cả các công việc một năm qua, vân vân đó. Thì ở dưới quái âm cũng như thế.
chúng ta lễ từ hôm nay hay là lễ từ ngày mai, ngày kia cho đến ngày 21, 22 chẳng hạn, thì tất cả chúng ta lễ ngày nào đó thì chúng ta trình báo với thần linh thổ địa cai quản ở trong cái khu mảnh đất gia trạch chúng ta cư ngụ đó, để họ tập hợp, họ báo cáo lên, họ làm một cái tờ gì, tờ trình, mình gọi là tờ trình, gọi là trạng, là tấu, một cái tờ tấu lên để tấu lên các quan trên, để các quan trên mới lên. Không phải là ông thành hoàng nào cũng được lên trời đâu các quý vị, đâu có cái chuyện ông thành hoàng nào cũng được lên trời. Các quý vị thấy đâu có phải ông chủ tịch xã nào cũng được lên văn phòng trung ương đảng, đúng không? Phải cái ông nào tiêu biểu thì mới được cử đi. Đâu có phải ông chủ tịch huyện nào cũng được gì, được gặp tổng bí thư hay gặp thủ tướng đâu, có phải không? Đâu có phải là những cái xuất sắc tiêu biểu mới được cử đi. Thì cái này cũng thế, họ trình từ thành hoàng làng trình lên gì, trình lên nó cao cấp hơn, đó là ở cấp huyện. Mình nôm na như thế cho các tử hiểu, từ cấp huyện lên cấp tỉnh, và từ đó tập hợp cho gì, cho đi lên. Vì thành hoàng nào cũng đủ phúc để bay lên trời á. Xin thưa các quý vị, quái trời loạn mất. Tất cả người nông dân chúng ta, những người dân chúng ta ai cũng có quyền đến để gặp tổng bí thư hay gặp thủ tướng hay gặp chủ tịch nước hay gặp tổng thống và vân vân á, thì họ có tiếp được không? Làm sao mà tiếp hết được? Ai cũng đến hỏi gặp á thì tiếp còn chẳng, cả đời của họ tiếp còn không hết được, mỗi một ngày tiếp thì 10 người còn không hết được, huống chi là làm việc nữa. Đấy, cho nên á, quái âm quái dương đều có cái quy luật trật tự hoạt động của nó các quý vị, chứ không phải là muốn lên thì lên. Còn ở đây chúng ta cúng như vậy là cái lòng mong muốn của chúng ta, cúng lễ ông công ông táo, cúng con cá chép thả để mong muốn của chúng ta là gì, mong ngài cưới con cá chép của chúng ta lên trời để báo công. Nhưng báo công chúng ta xem chúng ta làm được công gì không, hay là cả năm làm ác, báo công gì, cả năm làm ác mà đòi báo công gì, báo công ác hay sao? Có ai đi vạch áo cho người xem lưng bao giờ không các quý vị? Khó lắm. Cái tốt thì họ thì bày ra, còn cái ác thì ai cũng muốn gì mà giấu lại, che đậy lại, giấu nhẹm đi. Đấy, cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Ở đây là cúng là theo truyền thống phong tục đất nước dân tộc của chúng ta từ xưa cha ông để lại, thì chúng đấy cũng là một cái truyền thống đẹp. Đấy, chúng tôi nói đây là một nét đẹp văn hóa, quả thật đây là một nét đẹp văn hóa, gửi cái tấm lòng thành của những người còn sống của chúng ta tới các vị thần linh thổ địa bản gia thổ công. Cả năm chúng ta nghĩ là các ngài bảo hộ cho chúng ta. Nên theo như trong kinh Địa Tạng nói là mỗi con người chúng ta đều có các vị thần linh, các vị thiện thần bảo hộ. Cho nên á, nay chúng ta nhớ tới các ngài, cảm tạ các ngài một năm vừa qua ra bình an mạnh khỏe, có ốm đau bệnh tật một chút cũng được tai qua nạn khỏi, nay mới được ở đây, mới được sum họp gia đình, vợ con, chồng con, gia đình đầm ấm cho đến ngày hôm nay. Cho nên á, lễ tạ các ngài đấy cũng là một cái tỏ cái tấm lòng thành, hướng cái thiện tâm rất tốt vậy. Cho nên đây có thể nói là một cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta, nhân cái ngày lễ ông công ông táo này để chúng ta thể hiện với các vị thần linh, các vị Bồ Tát, các vị Phật đã bảo hộ cho chúng ta, thậm chí là hướng tới cả gia tiên tiền tổ của chúng ta nữa. Đấy. Cho nên ở đây cái cúng như thế nào thì cái văn cúng thầy đã soạn và hướng dẫn sẵn rồi. Chúng ta thì tuy là cúng cái này phải cúng ở dưới bếp nhé, phải dọn dẹp ở dưới bếp để có một cái bàn lễ ở dưới bếp ấy. Ở trên ra bàn thờ thần linh gia tiên thờ Phật chúng ta vẫn phải có cái lễ thành tâm thôi, không cần là phải nhiều, cân hoa quả cũng được. Nếu làm được mâm cơm chay thì cũng càng tốt, không thì cân hoa quả cũng được. Hoặc làm được mâm cơm bình thường gia đình mà chưa ăn thì ăn chay, tất cả chúng ta làm mâm cơm bình thường cũng được, dâng lên cúng ở trên thần linh gia tiên của mình. Còn ở dưới bếp thì chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ đi, lau dọn sạch sẽ, quét thước màng nhện màng nhức đi. Ngày hôm đó cả năm chúng ta bận bịu không làm được thì ngày hôm đó thì cố gắng bỏ ra một vài tiếng đồng hồ dọn dẹp sạch sẽ để cho các cụ hoan hỷ, thần linh thổ địa bản gia thổ công viên trạch chúng ta hoan hỷ. Và chúng ta chuẩn bị một cái bàn nho nhỏ chúng ta kê vào
trước cái cửa bếp ấy, hoặc giữa bếp cũng được. Phủ tấm khăn vàng hoặc là tấm khăn đỏ lên, làm mâm ngũ quả nhỏ nhỏ hoặc đĩa ngũ quả nhỏ nhỏ dâng lên đó. Nếu mà chúng ta làm nông dân thì sẵn gạo nếp thì chúng ta thổi lấy đĩa xôi để càng tốt. Phật tử chúng ta không cứ là phải cúng mặn, cho nên cúng chay là cũng được, hành bông hoa quả đĩa xôi hoặc là đĩa hoàn là cũng tốt rồi. Và nếu mà gia đình chưa hoan hỷ thì bắt buộc phải cúng miếng thịt hay là khoanh giò gì đấy thì thôi cũng hoan hỷ đi, đừng có nặng nề làm gì cả. Đem lên dân cúng ở đó, thắp hương ở trên thần linh gia tiên trước, sang xuống thắp hương ở dưới đó. Xong bắt đầu khấn ở trên gia tiên trước, thần linh gia tiên trước, bắt đầu xuống khấn ở dưới đó. Mua một con cá chép hoặc ba con cá chép hoặc nhiều hơn cũng được, không sao. Làm cả cái chậu to thì càng nhiều chúng sinh được phóng sinh thì càng tốt, càng lắm phúc. Nhưng mà mua thì thôi mua con cá chép nó khỏe, cá đỏ cá trắng đều được. Nhưng mà thôi đừng có mua cá chê, nó trơn mà nó lại gì, nó lại có cái ngạnh, nó đốt cho thì đang cúng lúc bắt đi thả phóng sinh, nó đốt cho lại bảo hôm nay các cụ lại không trứng, lại các cụ lại cho nó đốt lại con, lại lo tự nhiên lại lo vào thân. Nên thường thường thì truyền thống các cụ ngày xưa cúng cá chép. Vì sao cúng cá chép? Vì cá chép được xếp là gì, xếp vào sau hàng tứ linh long ly quy phượng, xong là đến gì, đến cá chép. Các cụ phải biết nhá, cha ông chúng ta không phải từ ngày xưa tự nhiên là tự dưng chọn cá chép, bao nhiêu là cá tại sao chọn là chọn cá chép? Vì cá chép á, thì thường thường cái quan niệm dân gian chúng ta ngày xưa nói là cá chép nó thuộc về cá thần, thuộc vào loại cá thần, nó là con của gì, con cháu của thần linh. Cho nên chúng ta xem những các bộ phim và cái câu chuyện thần thoại chúng ta thấy là thường là gì? Thiên tử, thái tử của Long Cung. Thái tử của Long Cung thì thường là con gì? Thường là con cá chép. Công chúa của Long Cung cũng thường là con gì? Con cá chép. Công chúa và thái tử của Long Vương, tức là con của Long Vương á, thường là thì thường là hiện thân của con cá chép. Cho nên nó cũng thuộc về gì? Thuộc về chỉ xếp sau tứ linh là long ly quy phượng theo cái tín ngưỡng dân gian của chúng ta mà thôi. Đó. Cho nên chúng ta cúng là gì? Cúng bằng cái chép. Thế khi bài văn cúng thì thầy cũng đã soạn sẵn rồi, các vị lúc về thì có thể xuống phòng thông tin này, xuống phòng chi khách để chúng ta xin. Có thể về cứ thế mà thắp ba nén hương, cúng xong thì chúng ta đợi cho hương cháy hết cả tuần hương thì chúng ta mới hạ lễ. Chứ đừng có vừa cúng xong khấn xong một cái các cụ, xin lỗi, có khi chưa kịp ngồi vào mâm chúng ta đã dọn bố nó rồi. Vội vội vàng vàng vừa khấn xong một cái là thôi dọn đi để đi ăn đấy, dọn đi để ăn đấy. Thường thường ấy, các cụ chúng ta ngày xưa bảo là phải chờ chứ này, cúng dỗ cúng tết ấy, phải chờ cháy phải ít nhất phải được 2/3 tuần hương thì mới được gì, mới được dọn, mới được ăn. Chứ không phải là vừa dâng lên một cái khấn một cái bắt đầu là gì, là hạ xuống là ăn với nhau. Ít nhất phải được 2/3 tuần hương, mà đợi đến thì được luôn tuần hương mới ăn là tốt nhất, mới dùng là tốt nhất, mới hạ là tốt nhất. Giống như cái năm 2012 có cái pháp hội Trung Phong ở trên chùa Tản Viên, ở trong thì vẫn còn đang cúng biến thực chân ngôn nắng bổ gì đã bà già đã thái già đã già để già ta vân vân đó, cúng vãng sinh và cúng gì biến thực chân ngôn, trong vẫn đang đọc. Có một nhóm Phật tử ra và đi về, về thì bắt có một Phật tử thì bắt đầu thôi xin tí lộc, thế là lấy luôn, nhát luôn là cầm luôn mấy cái gói bim bim mà về cho cháu. Vừa bước đi được mấy bước thì thế khừng lại, cứ thế là quay trong chóng quay tròn ra. Thế xong bắt đầu thì phải 15 phút sau cứ thế là quay, mọi người ở ngoài cứ thế là dỗ cũng thế là quay thôi, cứ quay tròn quay tít ra. Thế lễ xong 15 phút sau xong một cái thì thấy các cụ các Phật tử đưa vào dìu vào trong nhà pháp hội ấy, dìu vào đó cứ thế là lăn lộn. Thế tôi mà hỏi làm sao, thế bảo trong đoàn của chúng con á đang bảo là vội quá thì nó sợ đông xong đó, bảo biến thực rồi tưởng là xong, cúng thì xong hô rồi đang biến thực nữa thôi. Pháp hội thường là chúng ta biến thực sau mà, xong pháp hội Trung Phong bắt đầu là cúng chúc thực là xong.
Thế là chúng con sợ là tí nữa đi xuống đường nó đông cho nên là đi trước. Thì vừa ra nó bảo á, với mấy cái quyển, mấy gói bim bim mà mang về cho cháu. Thế là với xong đi mấy bước xong mà bà ấy bị như thế con chả hiểu làm sao. Đó. Thế xong sang vào tôi hỏi thì bắt đầu khi nó tự miệng nói ra cứ thế là oánh cho nó chết. Thế hỏi mãi bắt đầu cái vong kia mới nói là gì? Tại cái bà này tham, cháu đang ăn mà bây giờ bà ấy cầm lấy, bà giật chốt trên tay cháu cho nên gì cháu giận cháu mới cho bà ấy biết tay. À, vong linh trẻ con á, cái vong linh trẻ con nó cũng nhớ rồi, nó chắc cũng phải tầm chục tuổi trở lên rồi nó mới cả gan nó mới làm được cái việc đó. Nó bảo cháu đang ăn với bà ấy giật lên tay trên tay cháu, thế là cháu tức cái cháu nhập vào để cháu dạy cho bà bài học, lần sau đi lễ đừng có thế. Đấy, có nghĩa là gì? Hương chưa tàn, khoa cúng chưa xong mà đã gì, đã lấy về rồi, đã lấy rồi. Cho nên ở đây ấy, lần sau mà có cúng cái gì, các Phật tử ngoài phụ trách cái phần ngoài ấy, cũng phải bao giờ phải cho cúng biến thực xong hết thì mới cho các cháu nó đến nó xin lộc, hay nó cướp lộc, hay nó xin lộc thì mới cho các cháu nó lấy. Đấy, các Phật tử chúng ta cũng vậy. À, không được đăng cúng, không may mà gặp cái chuyện đó lại khổ tôi đấy, lại phải đi lừa, lại phải đi nịnh, mà nịnh các vong trẻ con đó thì khổ lắm. Mà may gặp các vong đó thì tôi xử lý còn dễ, mà gặp quỷ thần đó thì khổ nữa, nó cứ cho đơ đơ ra đấy thì khổ lắm. Cho nên đàn cúng phải cúng xong hết, xong xuôi đâu vào đấy. Thế là người ta thì khi mà cúng xong hết thì có nghĩa là người ta cũng gì, người ta thì chỉ ăn hương ăn hoa thôi, chứ người ta có ăn hết đâu, chúng ta sợ quay bim bim nó có biến mất gì đâu. Nếu mang cái đĩa mâm lên mâm cao cũng đầy mâm lên nó có biến mất đâu, người ta chỉ ăn hương ăn hoa thôi. Tức người ta ăn bằng gì? Ăn bằng thức thực, cái tâm thức người ta ăn thôi, mà không có mất cái hình tướng nó đi đâu các quý vị. À, thế cho nên là cứ phải để cúng xong đấy, cái việc dâng cúng ở nhà cũng thế. À, chúng ta cứ để cúng xong một cái thì khấn xong thì chúng ta để khoảng qua nửa tuần hương thì chúng ta mới hạ lễ. Hoặc là nếu chúng ta ấy thì chúng ta thì đi phóng sinh trước đi. À, cúng xong nhớ cái con cá phải đi phóng sinh nhá. À, đừng coi như bà vãi của chùa của tôi ngày xưa, tôi mới nhận cái năm 97 tôi mới về nhận cái chùa dưới Hoài Đức, Yên Sở, chùa Ngọc Tân ấy. Năm đầu tiên ngày đó tôi mới làm chú tiểu thôi. Hôm qua nói rồi, nay đông người nói lại, các Phật tử đều nghe một tí. Tôi đang lên tụng kinh Lê Ông Công Ông Táo buổi chiều, nghe cái mùi thơm thơm. Thế là ngó sang thấy bà vãi hồ, bà bưng hai con cá chép to khoảng gần một cân một con ấy. À, bà bưng lên bà đặt cho ông Đức Ông. Mình nhìn thấy hai con cá bà bưng lên một cái thì thôi cái da gà của mình nó cứ nổi lên, mà người nó cứ nóng bừng bừng cả lên. Lễ xong xuống hỏi tại sao cụ lại đem cúng cá thế kia. Cụ bảo ố thầy, chú hay thật đấy nhỉ. Hôm nay là ngày lễ ông Công Ông Táo về cúng để cho ông Công Táo về trời chứ lại. Thầy chả biết cái gì cả. Không phải là chú chả biết cái gì cả. Thì mình mới là chú tiểu mà, mới cạo tóc được 2-3 tháng để cụ cho về đấy, trong chùa đấy cho cụ. Thế mình mới bảo cúng ông Công Ông Táo phải cúng cá chép còn sống, người ta sao đem phóng sinh chứ. Chứ bảo, ôi trời chú chả biết cái gì. Ở đây chúng con từ ngày xưa tới nay toàn cúng như thế đấy. Cái cúng như thế thì các cụ mới ăn no uống say, các cụ mới đi lên mới trình báo được, chứ lại đói các cụ đi sao được. Cưới con cá còn sống các cụ cưới lên nó trượt, nó trôi mất đi, các cụ không đến được. Đấy. Đây là ngôi chùa của tôi ngày xưa mới về trong đó, cái ngôi chùa ở dưới. Cứ về hỏi bà Tín, ai xuống hỏi bà Tuyết, cái bà vái hộ ngày đấy, cái năm 97 về mà xem, buồn cười lắm, các cụ thật lắm, không hiểu mà. Từ trước chùa không có sư, hoặc có sư không bảo, tới nơi tới chốn cho nên là cứ thế thôi. Cứ nghĩ là Đức Ông là phải rượu phải thịt, ngày hôm đó là ở ngoài đời thì người ta con gà bán xôi, hoặc là mâm cỗ, ngoài đời thì mâm cỗ mặn, con gà bán xôi vân vân đó. Có nhà cũng cả cái thủ lợn. Cho nên ở chùa thì cụ nghĩ là thôi, ngoài người ta cho thần linh người ta ăn, mình ở trong chùa thì Đức Ông chính là thần linh dưới chùa, cho nên là cũng phải làm hai con cá chép cho ngài chứ. À, một con cho gì cho cụ Đức Ông, một con cho gì cho hai vị đệ tử ngồi bên cạnh chung nhau. À, rượu các cụ sơi cho hai chai. À, bảo là một chai cho gì ông cụ Đức Ông, còn một chai cho hai ông đệ tử ngồi hai bên. Và là thiết thức
Tôi mới trêu, thế tại sao cũng làm ba con đi, ba chai rượu đi, bảo không, nếu làm ba như thế thì các cụ là bằng nhau à. Cụ lớn thì phải được cả một con, còn cụ nhỏ thì chia nhau. Đấy. Thế tôi cũng hài hước, tôi mới trêu, thế thì các cụ chia nhau thì ai ăn, ai phần đầu ăn phần đuôi. Người mà được đầu con cá thì không có đuôi, người được đuôi thì không có đầu, làm sao nó bơi được, các cụ bơi được lên trên, lên tít ở trên trời. Đấy, cũng trêu cho như thế. Đây là những cái chuyện mà hài hước mà có thật đấy các quý vị. À nên ở đây cũng nói như vậy để chúng ta biết rằng cúng con cá là phải để sống, cho cái chậu nước ấy để sống như thế, một con hay ba con hoặc nhiều hơn cũng được, không có sao. Có người bảo nhiều hơn có được không? Được, không ảnh hưởng gì. Bảo dưới một con có được không? À, cúng dưới một con cá có được không? Dưới một con cá có nghĩa là sao? Tức là đem thịt lên cúng một nửa, còn một nửa mang lên trên trên ban thờ thần linh gia tiên, còn một nửa để ở dưới. Thế là có nghĩa là dưới một con. Làm gì tôi nói có chuyện mà nói thì nói sai đâu. Có nghĩa là có người, cả con cá chép đem thịt ra cắt gì thành đôi, nhà nghèo mà cắt thành đôi, một nửa thì mang lên thần linh, còn một nửa thì mang xuống gì, ông mang xuống bếp để cúng công táo. Như vậy là cúng gì dưới một con không được, cúng dưới một con như thế là không được, mà cúng cả con còn để sống khổ lắm. À. Đấy, cúng xong một cái bài khấn đó, xong một cái để cho quá nửa tuần hương, một cái thì bắt đầu chúng ta đi, chúng ta phóng sinh. À, con cá nhá thì thường phải mang ra sông, thế đừng cứ thả vào giếng. À, thả vào giếng thì giếng chúng ta thì con cá chép thì ở trong giếng thì thường là cũng không sống được, vì cái nước nó lạnh, mùa đông nước lạnh mà nó không có cái ăn cái bơi thì nó chết đi. Mà nó chết thì chúng ta lại lo. Thế nên xong tốt nhất cái con cá chép phải ra mang ra sông để cho nó bơi tự do tự tại ngoài sông ấy, hoặc ngoài ao ngoài hồ ấy. À, để vào cái chỗ nào thì nước nó phải lưu thông, mà nhiều nước thì không có, thì bọn trẻ con hay là những người có người năm trước ở trên đầu mình chưa làm ao phóng sinh trên đầu á, thì dân đi ra phóng sinh dưới này, tôi thấy mấy người cứ mang cái kích ra, bắt đầu là gì họ cứ đi. Rồi tôi bảo phóng sinh kiểu này thì chết rồi, đúng không? Công táo kiểu này thì người ở trên thì thả ông công táo, còn người ở dưới thì chuẩn bị sẵn cái kích điện đó, mà cá mới phóng sinh ra thì nó còn gì, nó còn chưa được khỏe, nó cứ lờ nó bơi. Có con cá chép to nên hàng cân, thế là thôi nó đánh cái kích lên thì nó chén luôn. À, thế mới đau chứ. Cả đời có những kẻ nó ác lắm, do vô minh, do cuộc sống nghèo khổ, cho nên họ sẵn sàng biết, có khi biết là cái việc đó là cái việc xấu đó, nhưng họ vẫn gì vẫn làm, vì miếng cơm manh áo họ vẫn làm, khổ lắm cơ. Thế mới gọi là thế giới Sa Bà các quý vị. À, nó khó lắm. À, ở đây Phật tử hỏi là lễ giao thừa có lễ trong nhà và ngoài trời, vậy lễ ở đâu trước ạ? Nếu ở trong nhà trước thì phải lễ trước 24 giờ rồi đến đúng giao thừa mới cúng ở ngoài trời, như vậy có đúng không ạ? Con đang băn khoăn điều này, xin thầy hoan hỷ chỉ giáo cho con và mọi người đều biết ạ. À, thường thường thì cái lễ chúng ta phải đặt trước đi. Chúng ta đặt lên trước đi, đến lúc chuẩn bị giao thừa thì, hoặc là giao thừa bắt đầu vào giao thừa thì chúng ta lên thắp hương. À, bắt đầu vào giao thừa thì chúng ta thắp hương, hoặc rằng á, có người thì ra chùa đón giao thừa ngoài chùa thì thắp hương trước ở nhà đi cũng được, xong đến giao thừa chúng ta ra chùa. Ở Hà Nội nhiều người họ ra đón giao thừa chùa lắm, ở ngoài thành phố có khi cả nhà ra đón giao thừa ngoài chùa chứ không đón giao thừa ở nhà. Ở nông thôn chúng ta thường là gì, hay đón giao thừa ở nhà. Nhưng ở thành phố nó cứ đôi vợ chồng, hai đứa con. Vì cuộc sống thành phố thì tuổi trẻ người ta cũng văn minh hơn, cho nên là cứ cái khoảng độ tầm 7-8 giờ thì chiều tối lại thì họ ăn tất niên với nhau trong cái buổi bữa cơm chiều 30, hoặc về nhà ăn cơm bố mẹ xong rồi đi về. Cái khoảng độ tầm 9 giờ 10 giờ bắt đầu kéo đến chùa là Phật tử kéo. Cho nên các chùa Hà Nội cứ khoảng độ tầm 10 giờ đêm thì chùa nào cũng chật, chùa trong ngõ cũng chật, chùa mặt phố cũng chật, chật cho đến gì trên 2-3 giờ sáng, thậm chí chật cho đến gì đến sáng luôn, vẫn cứ chật nối nhau như vậy.
Cái chùa sư phụ tôi ngoài Vạn Niên là Hồ Tây mà. Cứ khoảng 10 giờ đêm cho đến khoảng 3 giờ sáng là không có ngủ. Lúc đó chỉ có giặt dẹo đi đâu mà tranh thủ mà vào cái xó nào đó mà chợp mắt một tí thôi. Sư phụ thì có thể ngồi đến sáng luôn được. Ngày xưa tôi làm tiểu đó tôi biết rồi. 3 giờ sáng, 4 giờ sáng có khách đến lễ. Mà 5 giờ thì lại có khách đến buổi sáng, tập sáng sớm rồi. Cho nên là chỉ có tranh thủ anh em và tranh thủ ở các vái, tranh thủ mà có người ngồi chỗ này và tranh thủ đi dựa lưng vào chỗ nào thôi. Còn cũng không dám lên giường mà nằm ngủ. Lên giường nằm ngủ sư phụ mà nhìn thấy thì chết. Vì sư phụ mình vẫn còn ngồi tiếp khách mà mình làm sao làm tiểu đấy thì làm ngủ được. Cho nên buồn ngủ lắm, mệt lắm thì vật vạ vào cái xó nào đó, quấn cái chăn và ngồi vào cái góc thu lưu thế mà chợp mắt một tí. Ngày xưa tôi làm tiểu nó thế đấy. Thế cho nên các chùa Hà Nội ấy thì phần lớn là từ họ ra đón giao thừa ở chùa. Sau đó thì họ mới về nhà. Thế cho nên ở đây thì Phật tử này hỏi là thắp hương như thế nào, trước giao thừa hay là sau giao thừa, cái này cũng không quan trọng đâu. Trước không được mà sau cũng được, không nặng nề cái chuyện đó. Nếu chúng ta ở nhà thì gần gần đến giờ chúng ta lên bắt đầu cứ sát khoảng được cách khoảng độ 5-10 phút chúng ta lên thắp hương khấn khứa, đăng khấn khứa cho đến qua giao thừa, như vậy là tốt nhất. Nếu ở nhà không thì thắp hương trước ra chùa lễ Phật. Năm nay đặc biệt ở đây, năm nay khai nguyên này đoán giao thừa đặc biệt nhất trong mọi năm, đó là cái thứ nhất là chuẩn bị lễ hội hoa xuân, cái thứ hai là tháp báo ân cũng vừa xong ở bên ngoài, bên trong thì chưa xong. Cho nên năm nay thì nhà nước thì cấm bắn pháo hoa ở các điểm. Thì hôm rồi sư ông mới xin là bàn với các bác thôi, họ cấm bắn pháo hoa thì mình bắn cái pháo bông. Pháo bông thì chắc là không cấm, nó có cấm không nhỉ? Pháp luật có cấm bắn cái bông bông mà nó xịt đấy, có không? Không cấm đúng không? Tôi vẫn thấy các hội nghị, các tổ chức họ vẫn bắn, mà nhà mình hôm nọ đại hội Phật giáo bắn vào vèo, có thấy ai nói gì đâu. Tôi thì chả để ý cái đó đâu, bởi vì không để ý. Nếu mà họ không cấm thì mình bắn cái đó thì làm lên tháp là đẹp. Bắn ở tháp này, mình 9 tầng tháp mà bắn thì đẹp lắm. Ở ngoài cầu, ngoài chùa một cột mà bắn chung quanh dọc cái cầu nó bắn lên rất là đẹp. Năm nay Phật tử nào gần gần khu vực này mà vào đón giao thừa ở chùa thì cũng rất là đẹp đấy. Nhưng mà đón giao thừa xong thì đi ngủ nhá. Xong thì đi ngủ, tôi không tiếp khách đâu. Tôi nói trước. Chứ đừng có xong rồi gặp thầy là vào sáng mùng 1 thì mới gặp. Sức khỏe nó phải là trên hết. Để sức khỏe của thầy nó không phải là chỉ có một ngày, chỉ tiếp khách có một ngày mà nó hết cả tháng riêng. Rồi còn lo công lo việc nữa. Từ giờ đến đó đã mệt rã cả người ra rồi. Cho nên là giao thừa xong một cái là ngoài 12 giờ đến 1 giờ là phải, 12 giờ đến 1 giờ là phải đi nghỉ, cho đại chúng đi nghỉ. Chứ chùa chúng ta là nó không chỉ có mấy hôm Tết mà nó kéo dài hết cả tháng riêng. Mà đặc biệt là cái lễ hội hoa xuân năm nay chúng ta tổ chức lần đầu tiên lễ hội hoa xuân ở chùa Khai Nguyên chúng ta. Nó cũng rất là hay, ý nghĩa. Trước hết là chúng ta thể hiện được cái gì? Cái tấm lòng của chúng ta với Đức Phật, với chư Bồ Tát, đem dâng những cái đoá hoa tươi thắm mà chính bàn tay của người dân, của tín đồ Phật tử dân tộc Việt Nam chúng ta trồng lên, dâng lên để cúng Phật, làm đẹp cảnh Phật trong ngày xuân đó. Cái thứ nhất là cúng ý cúng Phật. Cái thứ hai, chúng ta tạo cho cái cảnh quan của cửa Phật nó đẹp lên để tín đồ Phật tử, đặc biệt là thiện nam tín nữ thập phương, họ chưa phải là Phật tử, họ đến họ chiêm bái, họ được lễ Phật. Như hôm qua chúng tôi nói rồi, gieo duyên được cho họ lễ Phật quý lắm. Chỉ cần kinh Pháp Hoa nói, chỉ cần họ giơ một tay lên là xưng Nam Mô Phật, Đức Phật nói ta cũng thọ ký cho người đó sau này được thành Phật. Thậm chí họ không xưng Nam Mô Phật, họ chỉ giơ một tay lên, họ hơi cúi đầu một tí, Thích Ca Mâu Ni Phật nói rằng ta cũng thọ ký cho người đó nhiều đời nhiều các kiếp, để sau khi duyên lành hội đủ, người đó cũng sẽ gì, sẽ thành Phật. Vì cái nhân đối trước tranh ảnh trường Phật, họ giơ một tay lên, họ hơi cúi đầu một cái, đó cũng là gì, cái hạt giống Bồ Đề được gieo vào trong A Lại Gia thức của họ rồi, và trong tâm thức của họ rồi. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật nói ta cũng sẽ thọ ký cho người đó thành Phật. Vì vậy chúng ta phải biết là, vì vậy mà chúng tôi hôm qua nói với các quý vị rồi, Hải Hiền Lão Hòa Thượng 70-80 năm đi cày sâu cuốc bấm để lấy từng củ ngô khoai sắn để cho chúng sinh,
để bố thí cho người nghèo á, xong rồi để khuyên họ niệm Phật. Nay đất nước Việt Nam chúng ta ơn Đảng, ơn nhà nước, ơn chính phủ, cho nên á, phần lớn đã cơm no áo ấm rồi. Các cụ ngày xưa bảo phú quý sinh lễ nghĩa, cuộc sống đã khá giả rồi, thì Tết nhất xong thì phần lớn nhân dân chúng ta, những người theo bên lương á, thì gần như là đến 80% là đều đến cửa đình cửa chùa để du xuân lễ hội ngày Tết. Nhưng mà chúng ta mà hướng cho họ vào đạo được, họ chỉ không đi du xuân mà họ lại còn biết lễ Phật. 1.000 người đến chùa lễ Phật, tôi chỉ cần được 100 người đi tham dự pháp hội và đi tham dự các khóa tu một năm được một lần thôi là cũng quý rồi. Đấy, đây là cách hoằng pháp của tôi đấy các quý vị. Cái cách hoằng pháp của tôi. Mà họ đến họ lễ Phật và họ được thấy được cái thông đọc cái thông báo là pháp hội Quan Âm Tam Thời hệ niệm ngày 21-23 tháng Giêng cầu quốc thái dân an, pháp hội Quan Âm đó, họ đến họ dự 1.000 người đến lễ Phật, chỉ cần được 10 người hoặc 100 người đến để đến tham dự pháp hội là quý rồi. 1.000 người, tôi chỉ cần được 10 người đến tham dự pháp hội là quý rồi. Gieo duyên được cho họ học Phật và sau này dần dần họ quy y Phật là quý lắm rồi. Cho nên đây cũng là một cách để hoằng pháp rất tốt. Cho nên năm nay thì thầy mới tổ chức cái lễ hội hoa xuân như vậy. Nhưng mà có người không hiểu, hôm qua thấy Phật tử đến thấy nhiều hoa quá, bảo đi xuống cái gì tay nhau, ôi dồi ôi, thầy Đạo Thịnh năm nay còn buôn cả hoa, khổ lắm, không biết đi học kiểu gì. Thế hôm qua có sư cô đến hỏi tôi, bảo thầy không, hôm nay thầy giảng thế nào, Phật tử đi xuống phòng thông tin nó kêu ầm lên là chùa Khai Nguyên năm nay thầy đi buôn hoa, và thấy nhiều hoa quá bảo thầy đi lấy hoa, thầy đi buôn hoa. Rồi khổ, mà rõ ràng ngồi nghe giảng từ đầu cho đến cuối, không biết là mày ngủ gật hay sao ấy. Chắc là hôm qua có Phật tử ngủ gật từ đầu đến cuối, thế cho nên mới đi xuống thắc mắc ở phòng thông tin là thầy chùa Khai Nguyên năm nay đi buôn hoa, lấy nhiều hoa về đi buôn hoa. Mà tất cả hoa đó là do các Phật tử cúng dường, có người thì cúng trực tiếp ở vườn hoa trồng mang lên, có người thì cúng mang tận từ Điện Biên mang về đây, mang hoa về đây để cúng. Có người thì Đông Anh, Gia Lâm, có người thì Hưng Yên, vân vân. Có người thì không trồng được hoa thì họ cúng bằng tình tài để cúng hoa. Các vị cũng có thể gieo duyên vào lễ hội hoa này bằng gì? Bằng một cây hoa không được. Một cây hoa cúc có 2.000 thôi. Các vị có thể gieo duyên bằng một bông hoa cúng Phật trong lễ hội hoa xuân năm nay đầu tiên cũng được. Còn các vị mà muốn cúng cả một cái giỏ hoa khá khá hơn thì nó khoảng 20-30 nghìn. Mà muốn cúng cả cái cây hoa nó to hơn, hoa nó cao cấp hơn, đó là một giỏ hoa lan, và giỏ hoa lan đó nó khoảng 100.000 hoặc 130.000 đó, tùy theo mình có điều kiện cái gì mình cúng cái đó. Mà không có điều kiện thì 2.000 được một cây hoa cúc, nhiều cây hoa cúc góp lại thành gì, và nhiều cây hoa nhỏ góp lại cũng thành một cái lễ hội hoa đó, gieo duyên chưa đủ đâu, mới có tập kết, mới có được một tí thôi. Họ mới cúng được khoảng mấy nghìn cây hoa cúc với lại một số những cái cây lá, cây cảnh thôi. À, nếu các vị muốn gieo duyên thì cũng được. Có muốn gieo không? Ai muốn gieo giơ tay xem này. Ôi dồi nhiều thế à? Năm nay là cái lễ hội hoa xuân đầu tiên của chùa Khai Nguyên chúng ta. À, chúng ta biết là ở miền Bắc chúng ta có 2 năm nay có cái lễ hội hoa cúc ở chùa Ba Vàng. Cũng rất là hay, ý nghĩa, rất hay và ý nghĩa. Đây cũng là một cái phương tiện trong cái thời kỳ này để hoằng pháp. Nhưng mà lễ hội hoa cúc chùa Ba Vàng nó ở vào mùa thu tháng 8 cơ, tháng 8 hay tháng 9 gì đấy. À, như chúng ta đây là lễ hội hoa xuân, từ trước đến nay chúng ta chỉ thấy là lễ hội hoa xuân của gì, của thành phố Hồ Chí Minh, của Hải Dương, Hưng Yên và của Hà Nội, và của các do nhà nước hoặc là các doanh nghiệp họ đầu tư họ tổ chức. Nhưng ở chùa thì chưa có chùa nào. Và đây chùa Khai Nguyên chúng ta là cái chùa đầu tiên tổ chức lễ hội hoa xuân. Mà mùa xuân thì khách đi chảy hội rất đông. Nếu chỉ có cái ngôi chùa để họ lễ thì chúng ta mới chỉ thu hút được những người tín Phật thôi, có đúng không? Chỉ những người theo Phật và tín Phật họ mới đến chùa. Còn những người không tín Phật họ muốn đi đến thì rất đặc biệt là lớp trẻ, họ đi đến những nơi công viên, những nơi nào mà có cảnh quan đẹp để nó còn quay phim chụp ảnh, kiểu nó sống với cái thế giới ảo một chút ấy mà. À, thì nó không có đến chùa. Này, Phật Pháp á,
nhiệm màu không có độ, chỉ không chỉ độ mỗi những người đến chùa mà còn độ cả những người gì thích sống ảo cũng gì cũng độ cho nó. 1.000 người sống ảo đến cũng phải được hàng trăm, 200, 300 người gì bớt sống ảo, thậm chí bỏ sống ảo mà sống gì, sống về cái tâm chân thật của mình. Nó thích chụp ảnh đẹp hơn, nó nghe bạn bè kháo tim ui năm nay chùa Khai Nguyên có lễ hội hoa đẹp lắm, đi đến đó mà chụp ảnh. Nó đến nó chụp ảnh chứ nó đến nó có cái trường hợp là nó đến nó chỉ loanh quanh ngoài không? Vạn người, 1.000 người may mới có 1 người loanh quanh ở ngoài các vị. Thì họ đến họ, các vị thấy tôi dẫn chứng cho họ cả những cái mà tôi suy nghĩ, cả những cái gì ở ngoài kia, phía ngoài sân thì làm những cái nhà tranh vách đất của những cái phong tục đồng bằng Bắc Bộ của chúng ta ngày xưa, để gợi lại cái cuộc sống của cha ông chúng ta, dân tộc chúng ta ngày xưa, để cho lớp trẻ nó gọi là ôn cũ tri tân đó. Rồi các vị thấy mấy cái nhà tranh đó, hôm nay tôi còn làm cả cái chuồng lợn nhỏ nhỏ vào nữa, bắt cả mấy con lợn nhựa hay con lợn sứ đặt vào đó cho các cháu ở thành phố bây giờ nó biết cuộc sống nông thôn cha ông của nó ngày xưa như thế nào đâu, không biết. Cho nên tạo một cái mô hình đó cho các cháu ở thành thị, ở nông thôn, nó chỉ học trên giấy vở, sách vở thôi, nó không biết là cuộc sống thực tế nào. Làm cái nhà che vách nữa vào như thế cho nó biết, làm cái chuồng lợn, làm cái chuồng gà nhỏ nhỏ. Và ngày xưa thì nhà dân, dân tộc của Bắc Bộ Việt Nam chúng ta nhà nào cũng có một cái chuồng lợn, cái chuồng gà nhỏ nhỏ bên cạnh, đúng không? Đó, rồi cái giếng nước, đó, cái vườn rau. Đấy, gợi lại cái đó cho nó nhìn thấy, à cha ông dân tộc chúng ta ngày xưa sống như thế. Mình bây giờ được nhà cao, cửa rộng, nhà lầu, xe hơi, phải nhớ đến cái công ơn sinh thành và hy sinh xương máu của cha ông dân tộc chúng ta để mà sống cho nó tốt, làm một con người tốt. Phải luôn luôn nghĩ tới sự hy sinh của cha ông đất nước mình, sự nghèo khó của dân tộc mình, nhưng mà bác viết vươn lên để cho dân tộc được như ngày hôm nay, đất nước như ngày hôm nay và chúng ta được như ngày hôm nay, vân 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 vân, giáo dục cho nó. Không phải là tự nhiên tôi làm như thế đâu các quý vị. Từ ngoài đó mà đi gì, nó đi chơi, nó chụp ảnh chán rồi, bắt đầu nó thấy mọi người cứ đi ùn ùn đi vào trong này. Nó bảo sao mọi người vào trong kia nhiều thế nhỉ? Thế nó thì nó cũng tò mò, nó cũng gì? Cũng đi vào một tí xem sao. Đi vào nó nghến ngó, nó thấy ô, tượng Phật cũng đẹp đấy chứ. Mình cứ tưởng tượng Phật là xấu, nay tượng Phật đến thế xem tượng Phật chùa Khai Nguyên đẹp từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, tượng nào cũng đẹp. Thế nó vào gì? Vào nó thấy người ta chắp tay, các cụ các Phật tử chắp tay lễ Phật, nó gì, nó cũng chắp tay nó lễ Phật một cái. Như vậy là gì, cái duyên Phật đã gieo vào trong A Lại Gia Thức, trong tâm của họ một cách là gì? Rất là tự nhiên. Tôi có bắt không? Không bắt. Cho nên đây là cái cách mà gì? Hoằng pháp ở cái thế kỷ 21, trong lúc đất nước thanh bình như thế này, thái bình thịnh trị thế này, và chúng ta không biết cách để hoằng pháp, để đưa đạo vào trong lòng dân tộc, đặc biệt là giới trẻ, thì đây là cái lỗi, cái sai lầm của tăng ni, của Phật tử chúng ta vậy. Đầu tiên chúng ta bảo nó đến tụng kinh lễ Phật, ai nó đến? Ấy, nó đến nó xem cảnh đẹp nó đến, nhưng mà nó lễ Phật được một lễ, nó tò mò. Nó tò mò thì tự nhiên là nó thì hoặc nó đi hỏi các sư nói cho nó dăm câu ba điều, hoặc là từ đó về nó gây một cái ấn tượng vào trong lòng của nó. Rồi một ngày nào đó có khóa tu sinh viên hay là khóa tu mùa hè, nó đến nó tham dự xem như thế nào, thế là độ được nó thôi. Thế mới hay chứ. Đó, cho nên không phải là tự nhiên mà chúng tôi lại gì, lại cất công cả sức cả tiền tài vật lực để đầu tư vào cái lễ hội hoa xuân này đâu các quý vị. Không phải là để câu khách, không phải là để câu khách, mà là mình để gì, để hoằng pháp. Vì ngôi chùa của chúng ta mọi người đến lễ là tự do. Tự do từ cái gì? Tự do từ cái xe gửi, có mất tiền không? Các chùa khác và các nơi đình đền miếu mạo khác đến thì phần lớn là phải mất tiền gì ạ? Tiền vé xe. Chúng ta có mất cái gì không? Không mất. Năm nay ở chùa Tản Viên thì từ trước rồi, nhưng chùa Khai Nguyên năm ngoái mới bắt đầu có đông khách thì mới hay làm cơm miễn phí cho khách Phật tử thập phương. Năm nay dự kiến là gì? Bắt đầu từ năm nay trở đi tôi còn chủ trì ngày nào á, năm nào á, thì năm đó là gì? Vào xuân hội cũng là gì? Cái cơm miễn phí cho các Phật tử thập phương đi lễ ở tại ngôi chùa này.
đến cái có một cái nơi, cái nơi gọi báo cơm chay miễn phí để về đó lấy cái vé mang xuống nhà bếp, thế là có cơm chay ăn thôi. Tất nhiên chỉ ăn cơm hộp thôi, ăn cơm buffet thôi, chứ còn đi đóng thành mâm thì các sư cũng không có, có đủ người đó. Nhưng mà như vậy là cũng quý rồi. Đầu xuân ở trên chùa Tản Viên thì các vị biết không, trên chùa Tản Viên cơm chay miễn phí, có ngày hết nấu hết 2 tạ gạo các vị, 2 tạ gạo cho người đi lễ ăn cơm miễn phí trên chùa Tản Viên. Các vị biết khoảng bao nhiêu nghìn người ăn 2 tạ gạo? Có những ngày phải đến hơn 2 tạ gạo, có ngày đến gần 3 tạ gạo nấu cơm để cho các Phật tử đi lễ ăn miễn phí đó. Cho nên năm nay ở đây cũng vậy, năm nay thì có cái lễ hội Hoa Xuân thì chắc chắn cũng sẽ đông thập phật Phật tử đến lễ, mà chúng ta có đường, lại có xây dựng xong ngôi chính điện rồi, lại đang xây đại tượng, các thứ cảnh quan nó cũng đủ để cho khá để cho họ đến để chiêm bái. Cho nên là dự kiến cũng sẽ đông, vì vậy mà nhà chùa cũng sẽ bố trí cái đó. Nhưng mà nó để cho nó khỏi lộn xộn, đoàn nào đến đi theo đoàn thì đến lấy vé đoàn để mang xuống cho nhà bếp. Và lễ Phật xong, còn một vòng xong thì lễ Phật hết một vòng và đi chụp ảnh quay phim hết một vòng, ngắm hoa hết một vòng, có phải tiếng đồng hồ vào cơm nó chín rồi à, đã có cơm ăn rồi đấy. Nó phải đến một cái muốn ăn cơm thì phải báo trước, xong khi mới đi lễ, chứ còn lễ xong mới xuống báo thì nó cập rập cho nhà bếp. Tất nhiên cũng có, nhưng mà nó cập rập cho nhà bếp à, họ lại vội vàng mà lại nó sơ sài quá đấy, cũng nói trước như vậy. Cho nên đấy cũng là một cái cách, mà cái cách để cho họ thấy rằng ngôi chùa của chúng ta là làm lên để phục vụ chúng sinh, để hoằng pháp, chứ không phải làm lên để kiếm tiền. Cho nên cái việc mà Phật tử họ đến thì lại phục vụ cho Phật tử, họ cúng dường lại phục vụ cho Phật tử mà thôi. Phần lớn thì để xây dựng chùa cảnh, cúng dường tam bảo, phần nhỏ thì phục vụ lại chính những người Phật tử, những người dân đi lễ vậy. Đấy, cho nên là cũng qua đây thì cũng thông báo như vậy để Phật tử chúng ta biết là dự kiến cái lễ hội Hoa Xuân sẽ khai mạc vào sáng ngày mùng 4. Sáng mùng 4 khoảng độ tầm 8 rưỡi 9 giờ ngày Tết thì cứ cho khoảng độ 9 giờ đi. 8 giờ 9 giờ 8 giờ chúng ta còn khật khử ở nhà, lại còn ăn sáng, lại còn gia đình các thứ, đi tới nơi cứ cho 9 giờ. Khai hội Hoa Xuân lúc nãy thầy nghe thông báo là đoàn Phật tử nào là muốn tu vào ngày mùng 4, mùng 5, mùng 6 ở chùa Tản Viên đến chiều mới tu. Sáng về tất cả đạo tràng chúng ta về đây dự khai mạc Hoa Xuân xong đã thì mới bắt đầu lên đó. Đấy, không có là kéo nhau lên đấy hết, ở đây chơi thổ địa mình thầy ra thì chán chết. Tôi khai mạc một mình, tôi bế mạc một mình, và tôi làm khán giả, tôi đi ngắm một mình cho biết tay, đúng không? Thế cũng ăn hô, ăn hô trên núi đâu của thầy cũng ăn hô. Đúng là ba phải. Thầy bảo khai mạc một mình, bế mạc một mình, về ngắm hoa một mình cũng oan hô. Như thế chẳng ba phải còn gì nữa. Oan hô trên nỗi đau của thầy. Thế mà bà Phật tử bảo thương thầy lắm, con thương thầy lắm. Thầy đau một mình cũng oan hô. 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 Một Phật tử nơi hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy cho con hỏi. Một, cúng ông táo ngày 23 thì phải cúng từ sáng đến trước 12 giờ trưa. Nếu cúng sau 12 giờ trưa thì người đã về trời rồi. Còn cúng ngày 22 thì cúng vào giờ nào cũng được. Như vậy có đúng không ạ? À? Tôi không biết là vị đọc ở sách nào. Chắc phải cúng từ sáng cho các cụ về sớm rồi còn báo cúng sớm, cúng qua 12 giờ cúng sợ các cụ không về nữa để đi chậm về Ngọc Hoàng lại trách phạt thì chết. Cũng không sao, không nhất định là phải cúng từ sáng, tùy theo. Ví dụ như làm công chức nhà nước, gia đình bận bịu, buổi sáng mà sáng ra mở mắt ra phải đi làm rồi, vì ngày đó chưa phải ngày nghỉ, ngày 23 đâu phải ngày nghỉ đâu, mà nhất là tuần này 23 không phải là ngày chủ nhật. Công chức nhà nước hoặc những người làm công nhân
trong nhà máy xí nghiệp vân vân chẳng hạn, chẳng nhẽ mình lại xin nghỉ không phép để ở nhà làm lễ ông công ông táo hay sao, hoặc là làm lễ xong lại đến muộn hay sao, có khi đến gặp người nào mà nghiêm khắc và đuổi việc thì lại mất tiền thưởng tiền lương, thậm chí mất cả công việc thì chết. Cho nên á, ông công ông táo hay là các thần cũng không trách chúng ta và không bắt chúng ta phải cúng từ sáng sớm. Mà sáng chúng ta bận thì tranh thủ buổi trưa, trưa chúng ta bận thì đến chiều tối, thậm chí là gì, cứ trước 12 giờ đêm ngày 23 là được. Các cụ đi có mấy đâu, vèo một cái là tới nơi. Đó. Đâu đi như chúng ta này đâu. Vừa đi vừa chống gậy, vừa đi vừa giờ mó, cứ khật khà khật khừ đâu, các cụ cưới mây về gió. Từ đây lên trời chỉ là một niệm tâm, chỉ là còn chưa đầy một phút các cụ đã tới nơi rồi. Mà trên đó họp thì về 12 giờ đêm mới bắt đầu họp, các cụ yên tâm. 12 giờ đêm ở dưới chúng ta này mới là chính, nó chưa ở trên đấy. Cứ yên tâm đi, trên đó thì các cụ lúc đó mới vào họp. Ai đến sớm thì ngồi được, ai cũng sớm thì cho các cụ đi sớm, thì các cụ lên ngồi uống nước chè, ngồi lâu các cụ có khi lại mỏi lưng. Không quan trọng cái việc đó, có nghĩa là trong ngày hôm đó. Ở đây nói là gì? Cúng trước từ ngày 22 thì có được không? Như vậy có đúng không? Cũng được, nhà nào mà ngày 23 họ bận, họ không thể nào mà ở nhà được. Không thể ở nhà được, có thể họ cúng từ ngày 21, 20 vẫn được. Ở chùa chúng ta cúng từ ngày hôm nay mà. Sáng nay cúng rồi đấy. Sáng nay các sư ông và các Phật tử cúng từ ngày hôm nay đấy. Hôm nay các cụ thả biết bao nhiêu là ấy rồi. Bao nhiêu là cái chép để cúng các cụ rồi, vì ở chùa này chắc là có nhiều người. Cho nên là nay tôi thấy cúng từ sáng sớm. Nhìn thấy các cụ bay vào vèo lên trên trời. Bay dập trời từ sáng tới giờ. Cũng không sao. Ví dụ bận thì cúng trước. Cúng trước một vài hôm cũng được, không ảnh hưởng gì. Vì cũng không phải bắt buộc là cứ phải cúng bắt buộc vào ngày đó. Nhưng mà theo truyền thống ấy, theo truyền thống thì cái ngày hôm đó thì chúng ta ngày xưa thì nói là cứ vào ngày 23 là ngày cúng ông công ông táo, để cho táo phủ thần quân là đi về chầu trời để báo cáo lại công việc cả một năm ở nhân gian trong một cái xứ đó, đặc biệt là trong cái gia đình chúng ta. Không phải là mỗi một gia đình chúng ta một ông công ông táo đâu các quý vị ạ. Một cái vị thần người ta cai quản cả một cái khu vực đó. Ví dụ như ở xã, các vị biết là cả xã có mấy ông chủ tịch? Có một ông chủ tịch chứ. Làm gì cả xã có 10.000 dân thì chỉ có 10.000 ông chủ tịch. Cả xã có 5.000 hộ dân thì có 5.000 ông chủ tịch. Thế thì ai quản ai? Đúng không? Nó chỉ có một ông thôi. Ví dụ cả cái xã Sơn Đông này, ở dưới kia, ở trên này thì được một ông bí thư, một ông phó bí thư, một ông chủ tịch và hai phó chủ tịch và một số những cán bộ là chuyên ngành để giúp việc cho bí thư, cho chủ tịch. Đảng thì giúp việc cho đảng, chính quyền thì giúp việc cho chính quyền, mặt trận giúp việc cho mặt trận, vân vân. Đó. Thì ở dưới Quái Âm người ta cũng có phân ra các bộ máy hành chính, ở dưới Quái Âm cũng chẳng khác gì chúng ta trên này. Họ cũng có các bộ máy hoạt động dưới Quái Âm, quản cả một cái khu vực đó, cao nhất thì gọi là gì? Thành Hoàng Làng. À. Cái vị đó, nó tương đương với gì? Với chủ tịch xã vậy. À. Với cái người đứng đầu của cả một cái một xã vậy. À. Và các vị đó tập hợp cái gì? Tập hợp những cái việc làm thiện ác của người dân chúng ta trong khu vực. Giống như ở trên thế gian chúng ta, ông chủ tịch xã, ông có trách nhiệm gì? Chỉ đạo các phòng ban như là công an, như là các ban ngành đoàn thể làm việc báo cáo đến cuối năm, tổng kết tất cả các ban đều phải báo cáo lên gì? Lên chủ tịch, lên đảng, để tập trung gom lại xem, rà soát lại tất cả các công việc một năm qua, vân vân đó. Thì ở dưới Quán Âm cũng như thế. Chúng ta lễ từ hôm nay hay là lễ từ ngày mai, ngày kia cho đến ngày 21, 22 chẳng hạn, thì tất cả chúng ta lễ ngày nào đó thì chúng ta trình báo với thần linh thổ địa cai quản ở trong cái khu mảnh đất gia trạch chúng ta cư ngụ đó, để họ tập hợp, họ báo cáo lên, họ làm một cái tờ
tờ gì, tờ trình, mình gọi là tờ trình, gọi là trạng, là tấu. À, mà cái tờ tấu lên để tấu lên các quan trên, để các quan trên mới lên, không phải là ông thành hoàng nào cũng được lên trời đâu các quý vị. Đâu có cái chuyện ông thành hoàng nào cũng được lên trời. Các quý vị thấy không? Đâu có phải ông chủ tịch xã nào cũng được lên lên văn phòng trung ương đảng, đúng không? Phải các ông nào tiêu biểu thì mới được cử đi. Đâu có phải ông chủ tịch huyện nào cũng được thì được gặp tổng bí thư hay gặp thủ tướng đâu, có phải không? Đâu có phải là những cái xuất sắc tiêu biểu mới được cử đi. Thì cái này cũng thế, họ trình từ thành hoàng làng trình lên gì, trình lên nó cao cấp hơn, đó là ở cấp huyện. Mình nôm na như thế cho các thầy hiểu, từ cấp huyện lên cấp tỉnh, và từ đó mới tập hợp cho gì, cho đi lên. Vì thành hoàng nào cũng đủ phúc để bay lên trời á. Xin thưa các quý vị, quái trời loạn mất. Tất cả người nông dân chúng ta, những người dân chúng ta ai cũng có quyền đến để gặp tổng bí thư hay gặp thủ tướng hay gặp chủ tịch nước hay gặp tổng thống và vân vân á, thì họ có tiếp được không? Làm sao mà tiếp hết được? Ai cũng đến hỏi gặp á thì tiếp còn chẳng, cả đời của họ tiếp còn không hết được, mỗi một ngày tiếp thì 10 người còn không hết được, huống chi là làm việc nữa. Đấy, cho nên á, quái âm quái dương đều có cái quy luật trật tự hoạt động của nó các quý vị, chứ không phải là muốn lên thì lên. Còn ở đây chúng ta cúng như vậy là cái lòng mong muốn của chúng ta, cúng lấy ông công ông táo, cúng con cá chép thả để mong muốn của chúng ta là gì, mong ngài cưới con cá chép của chúng ta lên trời để báo công. Nhưng báo công chúng ta xem chúng ta làm được công gì không, hay là cả năm làm ác. Báo công gì? Cả năm làm ác mà đòi báo công gì? Báo công ác hay sao? Có ai đi vạch áo cho người xem lưng bao giờ không các quý vị? Khó lắm. Cái tốt thì họ thì bày ra, còn cái ác thì ai cũng muốn gì mà giấu lại, che đậy lại, giấu nhẹm đi. Đấy, cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Ở đây là cúng là theo truyền thống, phong tục đất nước dân tộc của chúng ta từ xưa cha ông để lại, thì chúng đấy cũng là một cái truyền thống đẹp. Đấy, chúng tôi nói đây là một nét đẹp văn hóa. Quả thật đây là một nét đẹp văn hóa. Gửi cái tấm lòng thành của những người còn sống của chúng ta tới các vị thần linh thổ địa bản gia thổ công, cả năm chúng ta nghĩ là các ngài bảo hộ cho chúng ta. Nên theo như trong kinh Địa Tạng nói là mỗi con người chúng ta đều có các vị thần linh, các vị thiện thần bảo hộ. Cho nên á, nay chúng ta nhớ tới các ngài, cảm tạ các ngài một năm vừa qua ra bình an mạnh khỏe, có ốm đau bệnh tật một chút cũng được tai qua nạn khỏi, nay mới được ở đây, mới được sum họp gia đình, vợ con, chồng con, gia đình đầm ấm cho đến ngày hôm nay. Cho nên á, lễ tạ các ngài đấy cũng là một cái tỏ cái tấm lòng thành, hướng cái thiện tâm rất tốt vậy. Cho nên đây có thể nói là một cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta, nhân cái ngày lễ ông công ông táo này để chúng ta thể hiện với các vị thần linh, các vị Bồ Tát, các vị Phật đã bảo hộ cho chúng ta, thậm chí là hướng tới cả gia tiên tiền tổ của chúng ta nữa. Đấy, cho nên ở đây cái cúng như thế nào thì cái văn cúng thầy đã soạn và hướng dẫn sẵn rồi. Chúng ta thì tuy là cúng cái này phải cúng ở dưới bếp nhé, phải dọn dẹp ở dưới bếp để có một cái bàn lễ ở dưới bếp ấy. Ở trên ra bàn thờ thần linh gia tiên thờ Phật chúng ta vẫn phải có cái lễ thành tâm thôi, không cần là phải nhiều, cân hoa quả cũng được. Nếu làm được mâm cơm chay thì cũng càng tốt, không thì cân hoa quả cũng được. Hoặc làm được mâm cơm bình thường gia đình mà chưa ăn thì ăn chay, tất cả chúng ta làm mâm cơm bình thường cũng được, dâng lên cúng ở trên thần linh gia tiên của mình. Còn ở dưới bếp thì chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ đi, lau dọn sạch sẽ, quét thước màng nhện màng nhức đi. Ngày hôm đó cả năm chúng ta bận bịu không làm được thì ngày hôm đó thì cố gắng bỏ ra một vài tiếng đồng hồ dọn dẹp sạch sẽ để cho các cụ hoan hỷ, thần linh thổ địa bản gia thổ công viên trạch chúng ta hoan hỷ. Và chúng ta chuẩn bị một cái bàn nho nhỏ chúng ta kê vào trước cái cửa bếp đó, hoặc giữa bếp cũng được, phủ tấm khăn vàng hoặc là tấm khăn đỏ lên, làm mâm ngũ quả nhỏ nhỏ hoặc đĩa ngũ quả nhỏ nhỏ dâng lên đó. Nếu mà chúng ta làm nông dân thì sẵn gạo nếp thì chúng ta thổi lấy đĩa xôi để càng tốt.
Phật tử chúng ta không cứ là phải cúng mặn, cho nên cúng chay là cũng được, hành bông hoa quả đĩa xôi hoặc là đĩa hoàn là cũng tốt rồi. Còn nếu mà gia đình chưa hoan hỉ thì bắt buộc phải cúng miếng thịt hay là khoanh giò gì đấy thì thôi cũng hoan hỉ đi, nó đừng có nặng nề làm gì cả. Đem lên dâng cúng ở đó, thắp hương ở trên thần linh gia tiên trước, sang xuống thắp hương ở dưới đó. Xong bắt đầu khấn ở trên gia tiên trước, thần linh gia tiên trước, bắt đầu xuống khấn ở dưới đó. Mua một con cá chép hoặc ba con cá chép hoặc nhiều hơn cũng được, không sao. Làm cả cái chậu to thì càng nhiều chúng sinh được phóng sinh thì càng tốt, càng lắm phúc. Nhưng mà mua thì thôi mua con cá chép nó khỏe, cá đỏ cá trắng đều được. Nhưng mà thôi đừng có mua cá chê, nó trơn mà nó lại gì, nó lại có cái ngạnh nó đốt cho này, đang cúng lúc bắt đi thả phóng sinh nó đốt cho này, bảo hôm nay các cụ lại không trứng lại các cụ lại cho nó đốt lại con này, lại lo tự nhiên lại lo vào thân. Nên thường thường thì truyền thống các cụ ngày xưa cúng cá chép. Vì sao cúng cá chép? Vì cá chép được xếp là gì, xếp vào sau hàng tứ linh long ly quy phượng, xong là đến gì, đến cá chép. Các cụ phải biết nhá, cha ông chúng ta không phải từ ngày xưa tự nhiên là tự dưng chọn cá chép, bao nhiêu là cá tại sao ông chọn là chọn cá chép? Vì cá chép á thì thường thường cái quan niệm dân gian chúng ta ngày xưa nói là cá chép nó thuộc về gì? Cá thần, thuộc vào loại cá thần, nó là con của gì, con cháu của thần linh. Cho nên chúng ta xem những các bộ phim và cái câu chuyện thần thoại chúng ta thấy là thường là gì? Thiên tử, thái tử của Long Cung. Thái tử của Long Cung thì thường là con gì? Thường là con cá chép. Công chúa của Long Cung cũng thường là con gì? Con cá chép. Công chúa và thái tử của Long Vương, tức là con của Long Vương á, thường là thì thường là hiện thân của con cá chép. Cho nên nó cũng thuộc về gì? Thuộc về chỉ xếp sau tứ linh là long ly quy phượng theo cái tín ngưỡng dân gian của chúng ta mà thôi. Đó. Cho nên chúng ta cúng là gì? Cúng bằng cái chép. Thế khi bài văn cúng thì thầy cũng đã soạn sẵn rồi, các vị lúc về thì có thể xuống phòng thông tin này, xuống phòng chi khách để chúng ta xin. Có thể về cứ thế mà thắp ba nén hương, cúng xong thì chúng ta đợi cho hương cháy hết cả tuần hương thì chúng ta mới hạ lễ. Chứ đừng có vừa cúng xong khấn xong một cái các cụ, xin lỗi, có khi chưa kịp ngồi vào mâm chúng ta đã dọn bố nó rồi. Vội vội vàng vàng vừa khấn xong một cái là thôi dọn đi để đi ăn đấy, dọn đi để ăn đấy. Thường thường ấy các cụ chúng ta ngày xưa bảo là phải chờ chứ này, cúng giỗ cúng tết ấy, phải chờ cháy phải ít nhất phải được 2/3 tuần hương thì mới được gì, mới được dọn, mới được ăn. Chứ không phải là vừa dâng lên một cái khấn một cái bắt đầu là gì là hạ xuống là ăn với nhau. Ít nhất phải được 2/3 tuần hương, mà đợi đến thì được luôn tuần hương mới ăn là tốt nhất, mới dùng là tốt nhất, mới hạ là tốt nhất. Giống như cái năm 2012 có cái pháp hội Trung Phong ở trên chùa Tản Viên, ở trong thì vẫn còn đang cúng biến thực chân ngôn Nắng Bổ A Di Đà Bà Già Đã Thái Già Đã Già Địa Già Tha vân vân đó, cúng vãng sinh và cúng gì biến thực chân ngôn, trong vẫn đang đọc. Có một nhóm Phật tử ra và đi về, về thì bắt có một Phật tử thì bắt đầu thôi xin tí lộc, thế là lấy luôn, nhát luôn là cầm luôn mấy cái gói bim bim mà về cho cháu. Vừa bước đi được mấy bước thì thế khừng lại, cứ thế là quay trong chóng quay tròn ra. Thế xong bắt đầu thì phải 15 phút sau cứ thế là quay, mọi người ở ngoài cứ thế là dỗ cũng thế là quay thôi, cứ quay tròn quay tít ra. Thế lễ xong 15 phút sau xong một cái thì thấy các cụ các Phật tử đưa vào dìu vào trong nhà pháp hội ấy. Dìu vào đó cứ thế là lăn lộn. Thế tôi mới hỏi làm sao? Thế bảo trong đoàn của chúng con á đang bảo là vội quá thì nó sợ đông xong đó, bảo biến thực rồi tưởng là xong. Cúng thì xong rồi, đang biến thực nữa thôi. Pháp hội thường là chúng ta biến thực sau mà. Xong pháp hội Trung Phong bắt đầu là cúng chúc thực là xong. Thế là chúng con sợ là tí nữa đi xuống đường nó đông cho nên là đi trước. Thì vừa ra đây nó bảo á, với mấy cái quyển, mấy gói bim bim mà mang về cho cháu. Thế là với xong đi mấy bước xong nó bãi bị như thế con chả hiểu làm sao. Thế xong sang vào tôi hỏi thì bắt đầu khi nó tự miệng nói ra cứ thế là oánh cho nó chết.
Thế hỏi mãi bắt đầu cái vong kia mới nói là gì? Tại cái bà này tham, cháu đang ăn mà bà ấy cầm lấy, bà giật chốt trên tay cháu, cho nên gì cháu giận cháu mới cho bà ấy biết tay. À, vong linh trẻ con ấy, cái vong linh trẻ con nó cũng nhớ nhớ rồi, nó chắc cũng phải tầm chục tuổi trở lên rồi, nó mới cả gan nó mới làm được cái việc đó. Nó bảo cháu đang ăn thế bà ấy giật lên tay trên tay cháu, thế là cháu tức cái cháu nhập vào để cháu dạy cho bà bài học, lần sau đi lễ đừng có thế. Đấy, có nghĩa là gì? Hương chưa tàn, khoa cúng chưa xong mà đã gì, đã lấy về rồi, đã lấy rồi. Cho nên ở đây ấy, lần sau mà có cúng cái gì, các Phật tử ngoài phụ trách cái phần ngoài ấy, cũng phải bao giờ phải cho cúng biến thực xong hết thì mới cho các cháu nó đến, nó xin lộc hay nó cướp lộc hay nó xin lộc thì mới cho các cháu nó lấy. Đấy, các Phật tử chúng ta cũng vậy. À, không được đăng cúng, không may mà gặp cái chuyện đó lại khổ tôi đấy, lại phải đi lừa, lại phải đi nịnh, mà nịnh các vong trẻ con đó thì khổ lắm. Mà may gặp các vong đó thì tôi xử lý còn dễ, mà gặp quỷ thần đó thì khổ nữa, nó cứ cho đơ đơ ra đấy thì khổ lắm. Cho nên đàn cúng phải cúng xong hết, xong xuôi đâu vào đấy. Thế là người ta gì, khi mà cúng xong hết thì có nghĩa là người ta cũng gì, người ta thì chỉ ăn hương ăn hoa thôi, chứ người ta có ăn hết đâu, chúng ta sợ quay bim bim nó có biến mất gì đâu. Nếu mang cái đĩa mâm lên, mâm cao cũng đầy mâm lên, nó có biến mất đâu. Người ta chỉ ăn hương ăn hoa thôi, tức người ta ăn bằng gì, ăn bằng thức thực, cái tâm thức người ta ăn thôi, mà không có mất cái hình tướng nó đi đâu các quý vị. Thế cho nên là cứ phải để cúng xong đấy, cái việc dâng cúng ở nhà cũng thế. Chúng ta cứ để cúng xong một cái thì khấn xong thì chúng ta để khoảng qua nửa tuần hương thì chúng ta mới hạ lễ. Hoặc là nếu chúng ta ấy thì chúng ta thì đi phóng sinh trước đi. Cúng xong nhớ cái con cá phải đi phóng sinh nhá. Đừng coi như bà vãi của chùa của tôi. Ngày xưa tôi mới nhận cái năm 97 tôi mới về nhận cái chùa rồi ấy, Hoài Đức, Yên Sở, chùa Ngọc Tân ấy. Năm đầu tiên ngày đó tôi mới làm chú tiểu thôi. Hôm qua nói rồi, nay đông người nói lại, các Phật tử đều nghe một tí. Tôi đang lên tụng kinh Lê Ông Công Ông Táo buổi chiều, nghe cái mùi thơm thơm, thế là ngó sang thấy bà vái hộ, bà bưng hai con cá chép to khoảng gần một cân một con đấy. Bà bưng lên bà đặt cho ông Đức Ông. Mình thì nhìn thấy hai con cá bà bưng lên một cái thì thôi, cái da gà của mình nó cứ nổi lên và người nó cứ nóng bừng bừng cả lên. Lễ xong xuống hỏi tại sao cụ lại đem cúng cá thế kia. Cụ bảo ố thầy, chú hay thật đấy nhỉ, hôm nay là ngày lễ ông Công Ông Táo phải cúng để cho ông Công Táo về trời chứ mẹ, thầy chả biết cái gì cả. Không phải là chú chả biết cái gì cả, thì mình mới là chú tiểu mà mới cạo tóc được 2-3 tháng để cụ cho về đấy, trong chùa đấy cho cụ. Thế mình mới bảo cúng ông Công Ông Táo phải cúng cá chép còn sống, người ta sao đem phóng sinh chứ. Chắc bảo ôi trời, chú chả biết cái gì, ở đây chúng con từ ngày xưa tới nay toàn cúng như thế đấy. Cái cúng như thế thì các cụ mới ăn no uống say, các cụ mới đi lên mới trình báo được chứ, đói các cụ đi sao được. Cưới con cá còn sống các cụ cưới lên nó trượt, nó trôi mất đi, các cụ không đến được. Đấy, đây là ngôi chùa của tôi ngày xưa mới về trong đó, cái ngôi chùa ở dưới. Cứ về hỏi bà tí nữa, ai xuống hỏi bà Tuyết, cái bà vái hộ ngày đấy về, cái năm 97 về mà xem, buồn cười lắm, các cụ thật lắm, không hiểu mà. Từ trước chùa không có sư, hoặc có sư không bảo, tới nơi tới chốn, cho nên là cứ thế thôi. Cứ nghĩ là Đức Ông là phải rượu phải thịt. Ngày hôm đó là ở ngoài đời thì người ta con gà bán xôi, hoặc là mâm cỗ. Ngoài đời thì mâm cỗ mặn, con gà bán xôi vân vân đó. Có nhà cũng cả cái thủ lợn. Cho nên ở chùa thì cô nghĩ là thôi, ngoài người ta cho thần linh người ta ăn, mình ở trong chùa thì Đức Ông chính là thần linh dưới chùa, cho nên là cũng phải làm hai con cá chép cho ngài chứ. Một con cho gì cho cụ Đức Ông, một con cho gì cho hai vị đệ tử ngồi bên cạnh chung nhau. Rượu các cụ xơi cho hai chai, bảo là một chai cho gì ông cụ Đức Ông, còn một chai cho hai ông đệ tử ngồi hai bên. Bảo là thiết tức tôi mới trêu, thế tại sao cũng làm ba con đi, ba chai rượu đi. Bảo không, nếu làm ba như thế thì các cụ là bằng nhau à, cụ lớn thì phải được cả một con, còn cụ nhỏ thì chia nhau. Đấy, tôi cũng hài hước, tôi mới trêu, thế thì các cụ chia nhau thì ai ăn, ai phần đầu ăn phần đuôi. Người mà được đầu con cá thì không có đuôi, người được đuôi thì không có đầu, làm sao nó bơi được, các cụ bơi được lên trên, lên tít ở trên trời. Đấy, cũng trêu cho như thế.
Đây là những cái chuyện hài hước mà có thật đấy các quý vị. À nên ở đây cũng nói như vậy để chúng ta biết rằng cúng con cá là phải để sống, cho cái chậu nước ấy để sống như thế, một con hay ba con hoặc nhiều hơn cũng được, không có sao. Có người bảo nhiều hơn có được không? Được, không ảnh hưởng gì. Bảo dưới một con có được không? À, cúng dưới một con cá có được không? Dưới một con cá có nghĩa là sao? Tức là đem thịt lên cúng một nửa, còn một nửa mang lên trên trên ban thờ thần linh gia tiên, còn một nửa để ở dưới. Thế là có nghĩa là dưới một con. Làm gì tôi nói có chuyện mà nói sai đâu. Có nghĩa là có cả con cá chép đem thịt ra cắt gì thành đôi, nhà nghèo mà cắt thành đôi, một nửa thì mang lên thần linh, còn một nửa thì mang xuống gì, ông mang xuống bếp để cúng công táo. Như vậy là cúng gì dưới một con không được, cúng dưới một con như thế là không được, mà cúng cả con còn để sống khổ lắm. À, đấy, cúng xong một cái bài khấn đó, xong một cái để cho quá nửa tuần hương một cái thì bắt đầu chúng ta đi, chúng ta phóng sinh. À, cái con cá nhá thì thường phải mang ra sông. Thế đừng cứ thả vào giếng. À, thả vào giếng thì giếng chúng ta thì con cá chép thì ở trong giếng thì thường nó cũng không sống được. Vì cái nước nó lạnh, mùa đông nước lạnh mà nó không có cái ăn cái bơi thì nó chết đi. Mà nó chết thì chúng ta lại lo. Thế nên xong tốt nhất cái con cá chép phải ra mang ra sông để cho nó bơi tự do tự tại ngoài sông ấy, hoặc ngoài ao ngoài hồ ấy. À, để vào cái chỗ nào thì nước nó phải lưu thông, mà nhiều nước thì không có, là bọn trẻ con hay là những người có người năm trước ở trên đầu mình chưa làm ao phóng sinh, trên đầu thì dân đi ra phóng sinh dưới này, tôi thấy mấy người cứ mang cái kích ra, bắt đầu là thì họ cứ đi. Tôi bảo phóng sinh kiểu này thì chết rồi, đúng không? Công táo kiểu này thì người ở trên thì thả ông công táo, còn người ở dưới thì chuẩn bị sẵn cái kích điện đó. Mà cá mới phóng sinh ra thì nó còn gì, nó còn chưa được khỏe, nó cứ lờ nó bơi. Có con cá chép to nên hàng cân, thế là thôi, nó đánh cái kích lên thì nó chén luôn. À, thế mới đau chứ. Cả đời có những kẻ nó ác lắm, do vô minh, do cuộc sống nghèo khổ, cho nên họ sẵn sàng biết, có khi biết là cái việc đó là cái việc xấu đó, nhưng họ vẫn gì, vẫn làm vì miếng cơm manh áo, họ vẫn làm, khổ lắm cơ. Thế mới gọi là thế giới Sa Bà các quý vị. À, nó khó lắm. À, ở đây Phật tử hỏi là lễ giao thừa có lễ trong nhà và ngoài trời, vậy lễ ở đâu trước ạ? Nếu ở trong nhà trước thì phải lễ trước 24 giờ rồi đến đúng giao thừa mới cúng ở ngoài trời, như vậy có đúng không ạ? Con đang băn khoăn điều này, xin thầy hoan hỷ chỉ giáo cho con và mọi người đều biết ạ. À, thường thường thì cái lễ chúng ta phải đặt trước đi, chúng ta đặt lên trước đi, đến lúc chuẩn bị giao thừa thì hoặc là giao thừa bắt đầu vào giao thừa thì chúng ta lên thắp hương. À, bắt đầu vào giao thừa thì chúng ta thắp hương, hoặc rằng á, có người thì ra chùa đón giao thừa ngoài chùa thì thắp hương trước ở nhà đi cũng được, xong đến giao thừa chúng ta ra chùa. Ở Hà Nội nhiều người họ ra đón giao thừa chùa lắm, ở ngoài thành phố có khi cả nhà ra đón giao thừa ngoài chùa chứ không đón giao thừa nhà. Ở nông thôn chúng ta thường là gì, hay đón giao thừa ở nhà, nhưng ở thành phố nó cứ đôi vợ chồng hai đứa con, vì cuộc sống thành phố thì tuổi trẻ người ta cũng văn minh hơn, cho nên là cứ cái khoảng độ tầm 7-8 giờ thì chiều tối lại thì họ ăn tất niên với nhau trong cái buổi bữa cơm chiều 30, hoặc về nhà ăn cơm bố mẹ xong rồi đi về. Cái khoảng độ tầm 9 giờ 10 giờ bắt đầu kéo đến chùa là Phật tử kéo, cho nên các chùa Hà Nội cứ khoảng độ tầm 10 giờ đêm đó thì chùa nào cũng chật, chùa trong ngõ cũng chật, chùa mặt phố cũng chật, chật cho đến gì trên 2-3 giờ sáng, thậm chí chật cho đến gì đến sáng luôn, vẫn cứ chật nối nhau như vậy. Cái chùa sư phụ tôi ngoài Vạn Niên ở Hồ Tây mà cứ khoảng 10 giờ đêm cho đến khoảng 3 giờ sáng là không có ngủ. Lúc đó chỉ có giặt dẹo đi đâu mà tranh thủ mà vào cái xó nào đó mà chợp mắt một tí thôi. Sư phụ thì có thể ngồi đến sáng luôn được. Ngày xưa tôi làm tiểu đó tôi biết rồi. 3 giờ sáng, 4 giờ sáng nó có khách đến lễ. Mà 5 giờ thì lại có khách đến buổi sáng, tận sáng sớm rồi. Cho nên là chỉ có tranh thủ
anh em và tranh thủ, các vãi tranh thủ mà có người ngồi chỗ này và tranh thủ đi dựa lưng vào chỗ nào thôi, còn cũng không dám lên giường mà nằm ngủ. Lên giường nằm ngủ sư phụ mà nhìn thấy thì chết. Vì sư phụ mình vẫn còn ngồi tiếp khách mà mình làm sao làm tiểu đấy thì làm ngủ được. Cho nên buồn ngủ lắm, mệt lắm thì vật vạ vào cái xó nào đó quấn cái chăn và ngồi vào cái góc thu lu thế mà chợp mắt một tí. Ngày xưa tôi làm tiểu nó thế đấy. Thế cho nên các chùa Hà Nội ấy thì phần lớn họ tự họ ra đón giao thừa ở chùa. Sau đó thì họ mới về nhà. Thế cho nên ở đây thì Phật tử này hỏi là thắp hương như thế nào, trước giao thừa hay là sau giao thừa, cái này cũng không quan trọng đâu. Trước cũng được mà sau cũng được, không nặng nề cái chuyện đó. Nếu chúng ta ở nhà thì gần gần đến giờ chúng ta lên bắt đầu cứ sát khoảng là cách khoảng độ 5-10 phút chúng ta lên thắp hương khấn khứa, đăng khấn khứa cho đến qua giao thừa, như vậy là tốt nhất. Nếu ở nhà không thì thắp hương trước ra chùa lễ Phật. Năm nay đặc biệt ở đây, năm nay khai nguyên này đoán giao thừa đặc biệt nhất trong mọi năm, đó là cái thứ nhất là chuẩn bị lễ hội hoa xuân, cái thứ hai là tháp báo ân cũng vừa xong ở bên ngoài, bên trong thì chưa xong. Cho nên năm nay thì nhà nước thì cấm bắn pháo hoa ở các điểm. Thì hôm rồi sư ông mới xin là bàn với các bác thôi, họ cấm bắn pháo hoa thì mình bắn cái pháo bông. Pháo bông thì chắc là không cấm, nó có cấm không nhỉ? Pháp luật có cấm bắn cái bông bông mà nó xịt đấy, có không? Không cấm đúng không? Tôi vẫn thấy các hội nghị, các tổ chức họ vẫn bắn, mà nhà mình hôm nọ đại hội Phật giáo bắn vào vèo, có thấy ai nói gì đâu. Tôi thì chả để ý cái đó đâu, bởi vì không để ý. Nếu mà họ không cấm thì mình bắn cái đó thì làm lên tháp là đẹp. Bắn ở tháp này, mình 9 tầng tháp mà bắn thì đẹp lắm. Ở ngoài cầu, ngoài chùa một cột mà bắn chung quanh dọc cái cầu nó bắn lên rất là đẹp. Năm nay Phật tử nào gần gần khu vực này mà vào đón giao thừa ở chùa thì cũng rất là đẹp đấy. Nhưng mà đón giao thừa xong thì đi ngủ nhá. Xong thì đi ngủ, tôi không tiếp khách đâu. Tôi nói trước. Chứ đừng có xong rồi gặp thầy là vào sáng mùng 1 thì mới gặp. Và sức khỏe nó phải là trên hết. Để sức khỏe của thầy nó không phải là chỉ có một ngày, chỉ tiếp khách có một ngày mà nó hết cả tháng riêng. Giờ còn lo công lo việc nữa. Từ giờ đến đó đã mệt rã cả người ra rồi. Cho nên là giao thừa xong một cái là ngoài 12 giờ đến 1 giờ là phải, 12 rưỡi 1 giờ là phải đi nghỉ, cho đại chúng đi nghỉ. Chứ chùa chúng ta là nó không chỉ có mấy hôm Tết mà nó kéo dài hết cả tháng riêng. Mà đặc biệt là cái lễ hội hoa xuân năm nay chúng ta tổ chức lần đầu tiên lễ hội hoa xuân ở chùa Khai Nguyên chúng ta. Nó cũng rất là hay, ý nghĩa. Trước hết là chúng ta thể hiện được cái gì? Cái tấm lòng của chúng ta với Đức Phật, với chư Bồ Tát, đem dâng những cái đoá hoa tươi thắm mà chính bàn tay của người dân, của tín đồ Phật tử dân tộc Việt Nam chúng ta trồng lên, dâng lên để cúng Phật, làm đẹp cảnh Phật trong ngày xuân đó. Cái thứ nhất là cúng ý cúng Phật. Cái thứ hai, chúng ta tạo cho cái cảnh quan của cửa Phật nó đẹp lên để tín đồ Phật tử, đặc biệt là thiện nam tín nữ thập phương, họ chưa phải là Phật tử, họ đến họ chiêm bái, họ được lễ Phật. Như hôm qua chúng tôi nói rồi, gieo duyên được cho họ lễ Phật quý lắm. Chỉ cần kinh Pháp Hoa nói, chỉ cần họ giơ một tay lên xưng Nam Mô Phật, Đức Phật nói ta cũng thọ ký cho người đó sau này được thành Phật. Thậm chí họ không xưng Nam Mô Phật, họ chỉ giơ một tay lên, họ hơi cúi đầu một tí, Thích Ca Mâu Ni Phật nói rằng ta cũng thọ ký cho người đó nhiều đời nhiều các kiếp, để sau khi duyên lành hội đủ, người đó cũng sẽ gì, sẽ thành Phật. Vì cái nhân đối trước tranh ảnh tượng Phật, họ giơ một tay lên, họ hơi cúi đầu một cái, đó cũng là gì, cái hạt giống bồ đề được gieo vào trong a lại gia thức của họ rồi, và trong tâm thức của họ rồi. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật nói ta cũng sẽ thọ ký cho người đó thành Phật. Vì vậy chúng ta phải biết là, vì vậy mà chúng tôi hôm qua nói với các quý vị rồi, Hải Hiền Lão Hòa Thượng 70-80 năm đi cày sâu cuốc bấm để lấy từng củ ngô khoai sắn để cho chúng sinh, để bố thí cho người nghèo á, xong rồi để khuyên họ niệm Phật. Nay đất nước Việt Nam chúng ta ơn Đảng, ơn nhà nước, ơn chính phủ, cho nên phần lớn đã cơm no áo ấm rồi. Các cụ ngày xưa bảo phú quý sinh lễ nghĩa, cuộc sống đã khá giả rồi, thì Tết nhất xong thì phần lớn nhân dân chúng ta, những người theo bên lương á, thì gần như là đến 80% là đều đến cửa đình cửa chùa.
để du xuân lễ hội ngày Tết. Nhưng mà chúng ta mà hướng cho họ vào đạo được, họ chỉ không đi du xuân mà họ lại còn biết lễ Phật. 1.000 người đến chùa lễ Phật, tôi chỉ cần được 100 người đi tham dự pháp hội và đi tham dự các khóa tu một năm được một lần thôi là cũng quý rồi. Đấy, đây là cách hoằng pháp của tôi đấy các quý vị. Cái cách hoằng pháp của tôi. Mà họ đến, họ lễ Phật và họ được thấy được cái thông đọc cái thông báo là pháp hội Quan Âm Tam Thời hệ niệm ngày 21 hay 23 tháng Giêng cầu quốc thái dân an, pháp hội Quan Âm đó, họ đến họ dự 1.000 người đến lễ Phật, chỉ cần được 10 người hoặc 100 người đến để đến tham dự pháp hội là quý rồi. 1.000 người, tôi chỉ cần được 10 người đến tham dự pháp hội là quý rồi. Gieo duyên được cho họ học Phật và sau này dần dần họ quy y Phật là quý lắm rồi. Cho nên đây cũng là một cách để hoằng pháp rất tốt. Cho nên năm nay thì thầy mới tổ chức cái lễ hội hoa xuân như vậy. Nhưng mà có người không hiểu, hôm qua thấy Phật tử đến thấy nhiều hoa quá, bảo đi xuống cái gì tay nhau, ôi dồi thầy đạo thịnh năm nay còn buôn cả hoa, khổ lắm, không biết đi học kiểu gì. Thế hôm qua có sư cô đến hỏi tôi, bảo thầy hôm nay thầy giảng thế nào, Phật tử đi xuống phòng thông tin nó kêu ầm lên là chùa Khai Nguyên năm nay thầy đi buôn hoa, và thấy nhiều hoa quá bảo thầy đi lấy hoa, thầy đi buôn hoa. Rồi khổ, mà rõ ràng ngồi nghe giảng từ đầu cho đến cuối, không biết là mày ngủ gật hay sao ấy. Chắc là hôm qua có Phật tử ngủ gật từ đầu đến cuối cho nên mới đi xuống thắc mắc ở phòng thông tin là thầy chùa Khai Nguyên năm nay đi buôn hoa, lấy nhiều hoa phải đi buôn hoa. Mà tất cả hoa đó là do các Phật tử cúng dường, có người thì cúng trực tiếp ở vườn hoa trồng mang lên, có người thì cúng mang tận từ Điện Biên mang về đây, mang hoa về đây để cúng, có người thì Đông Anh, Gia Lâm, có người thì Hưng Yên, vân vân. Có người thì không trồng được hoa thì họ cúng bằng tình tài để cúng hoa. Các vị cũng có thể gieo duyên vào lễ hội hoa này bằng gì? Bằng một cây hoa không được, một cây hoa cúc có 2.000 thôi. Các vị có thể gieo duyên bằng một bông hoa cúng Phật trong lễ hội hoa xuân năm nay đầu tiên cũng được. Còn các vị mà muốn cúng cả một cái giỏ hoa khá khá hơn thì nó khoảng 20-30 nghìn. Mà muốn cúng cả cái cây hoa nó to hơn, hoa nó cao cấp hơn, đó là một giỏ hoa lan, và giỏ hoa lan đó nó khoảng 100.000 hoặc 130.000 đó, tùy theo mình có điều kiện cái gì mình cúng cái đó. Mà không có điều kiện thì 2.000 được một cây hoa cúc, nhiều cây hoa cúc góp lại thành gì, và nhiều cây hoa nhỏ góp lại cũng thành một cái lễ hội hoa đó. Gieo duyên chưa đủ đâu, mới có tập kết, mới có được một tí thôi. Họ mới cúng được khoảng mấy nghìn cây hoa cúc với lại một số những cái cây lá, cây cảnh thôi. Nếu các vị muốn gieo duyên thì cũng được. Có muốn gieo không? Ai muốn gieo giơ tay xem nào. Ôi dồi nhiều thế à? Năm nay là cái lễ hội hoa xuân đầu tiên của chùa Khai Nguyên chúng ta. Chúng ta biết là ở miền Bắc chúng ta có 2 năm nay có cái lễ hội hoa cúc ở chùa Ba Vàng. Cũng rất là hay, ý nghĩa, rất hay và ý nghĩa. Đây cũng là một cái phương tiện trong cái thời kỳ này để hoằng pháp. Nhưng mà lễ hội hoa cúc chùa Ba Vàng nó ở vào mùa thu tháng 8 cơ, tháng 8 hay tháng 9 gì đấy. Như chúng ta đây là lễ hội hoa xuân, từ trước đến nay chúng ta chỉ thấy là lễ hội hoa xuân của gì, của thành phố Hồ Chí Minh, của Hải Dương, Hưng Yên và của Hà Nội, và của các do nhà nước hoặc là các doanh nghiệp họ đầu tư, họ tổ chức. Nhưng ở chùa thì chưa có chùa nào. Và đây chùa Khai Nguyên chúng ta là cái chùa đầu tiên tổ chức lễ hội hoa xuân. Mà mùa xuân thì khách đi chảy hội rất đông. Nếu chỉ có cái ngôi chùa để họ lễ thì chúng ta biết chỉ thu hút được những người tín Phật thôi, có đúng không? Chỉ những người theo Phật và tín Phật họ mới đến chùa. Còn những người không tín Phật họ muốn đi đến thì rất đặc biệt là lớp trẻ, họ đi đến những nơi công viên, những nơi nào mà có cảnh quan đẹp để nó còn quay phim chụp ảnh, kiểu nó sống với cái thế giới ảo một chút ấy mà, chứ nó không có đến chùa. Này Phật pháp á, nhiệm màu không có độ, chỉ không chỉ độ mỗi những người đến chùa mà còn độ cả những người gì thích sống ảo cũng gì cũng độ cho nó. 1.000 người sống ảo đến cũng phải được 100, 200, 300 người gì bớt sống ảo, thậm chí bỏ sống ảo mà sống gì, sống về cái tâm chân thật của mình. Nó thích chụp ảnh đẹp hơn, nó nghe bạn bè kháo tin ui năm nay chùa Khai Nguyên có lễ hội hoa đẹp lắm, đi đến đó mà chụp ảnh. Nó đến nó chụp ảnh chứ nó đến nó có cái trường hợp nào nó đến nó chỉ loanh quanh ngoài không?
vạn người, nghìn người, may mới có một người loanh quanh ở ngoài các vị. Thì họ đến họ, các vị thấy tôi dẫn chứng cho họ cả những cái mà tôi suy nghĩ, cả những cái gì ở ngoài kia, phía ngoài sân thì làm những cái nhà tranh vách đất của những cái phong tục đồng bằng Bắc Bộ của chúng ta ngày xưa, để gợi lại cái cuộc sống của cha ông chúng ta, dân tộc chúng ta ngày xưa, để cho lớp trẻ nó gọi là ôn cũ tri tân đó. Rồi các vị thấy mấy cái nhà tranh thì hôm nay tôi còn làm cả cái chuồng lợn nhỏ nhỏ vào nữa, bắt cả mấy con lợn nhựa hay con lợn sứ đặt vào đó cho các cháu ở thành phố bây giờ nó biết cuộc sống nông thôn cha ông của nó ngày xưa như thế nào đâu, không biết. Cho nên tạo một cái mô hình đó cho các cháu ở thành thị, ở nông thôn, nó chỉ học trên giấy vở, sách vở thôi, nó không biết là cuộc sống thực tế nào. Làm cái nhà che vách nữa vào như thế cho nó biết, làm cái chuồng lợn, làm cái chuồng gà nhỏ nhỏ. Và ngày xưa thì nhà dân tộc của Bắc Bộ Việt Nam chúng ta nhà nào cũng có một cái chuồng lợn, cái chuồng gà nhỏ nhỏ bên cạnh, đúng không? Đó, rồi cái giếng nước đó, cái vườn rau à, đấy, gợi lại cái đó cho nó nhìn thấy à, cha ông dân tộc chúng ta ngày xưa sống như thế, mình bây giờ được nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi, phải nhớ đến cái công ơn sinh thành và hy sinh xương máu của cha ông dân tộc chúng ta để mà sống cho nó tốt, làm một con người tốt, phải luôn luôn nghĩ tới sự hy sinh của cha ông đất nước mình, sự nghèo khó của dân tộc mình, nhưng mà bác biết vươn lên để cho dân tộc được như ngày hôm nay, đất nước như ngày hôm nay và chúng ta được như ngày hôm nay, vân 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 vân, giáo dục cho nó. Không phải là tự nhiên tôi làm như thế đâu các quý vị. Từ ngoài đó mà đi gì, nó đi chơi, nó chụp ảnh chán rồi, bắt đầu nó thấy mọi người cứ đi ùn ùn đi vào trong này. Nó bảo sao mọi người vào trong kia nhiều thế nhỉ? Thế nó thì nó cũng tò mò, nó cũng gì? Cũng đi vào một tí xem sao. Đi vào nó nghến nó thấy ô, tượng Phật cũng đẹp đấy chứ. Mình cứ tưởng tượng Phật là xấu, nay tượng Phật đến thế xem tượng Phật chùa Khai Nguyên đẹp từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, tượng nào cũng đẹp. Thế nó vào thì vào nó thấy người ta chắp tay, các cụ các Phật tử chắp tay lễ Phật, nó gì, nó cũng chắp tay nó lễ Phật một cái. Như vậy là gì, cái duyên Phật đã gieo vào trong A Lại Gia Thức, trong tâm của họ một cách là rất là tự nhiên. Tôi có bắt đâu, không bắt. Cho nên đây là cái cách mà gì, Hoằng Pháp ở cái thế kỷ 21 trong lúc đất nước thanh bình như thế này, thái bình thịnh trị thế này, và chúng ta không biết cách để hoằng pháp, để đưa đạo vào trong lòng dân tộc, đặc biệt là giới trẻ, thì đây là cái lỗi, cái sai lầm của tăng ni, của Phật tử chúng ta vậy. Đầu tiên chúng ta bảo nó đến tụng kinh lễ Phật, ai nó đến? Ấy, nó đến nó xem cảnh đẹp nó đến, nhưng mà nó lễ Phật được một lễ, nó tò mò. Nó tò mò thì tự nhiên là nó thì hoặc nó đi hỏi các sư nói cho nó dăm câu ba điều, hoặc là từ đó về nó gây một cái ấn tượng vào trong lòng của nó. Rồi một ngày nào đó có khóa tu sinh viên hay là khóa tu mùa hè, nó đến nó tham dự xem như thế nào, thế là độ được nó thôi. Thế mới hay chứ. Đó, cho nên không phải là tự nhiên mà chúng tôi lại gì, lại cất công cả sức, cả tiền tài vật lực để đầu tư vào cái lễ hội Hoa Xuân này đâu các quý vị. Không phải là để câu khách, không phải là để câu khách, mà là mình để gì, để hoằng pháp. Vì ngôi chùa của chúng ta mọi người đến lễ là tự do từ cái gì, tự do từ cái xe gửi, có mất tiền không? Các chùa khác và các nơi đình đền miếu mạo khác đến thì phần lớn là phải mất tiền gì ạ? Tiền vé xe. Chúng ta có mất cái gì không? Không mất. Năm nay ở chùa Tản Viên thì từ trước rồi, nhưng chùa Khai Nguyên năm ngoái mới bắt đầu có đông khách thì mới hay làm cơm miễn phí cho khách Phật tử thập phương. Năm nay dự kiến là gì, bắt đầu từ năm nay trở đi tôi còn chủ trì ngày nào á, năm nào á, thì năm đó là gì, vào xuân hội cũng là gì, cái cơm miễn phí cho các Phật tử thập phương đi lễ ở tại ngôi chùa này. Đến thế là có một cái nơi gọi báo cơm chay miễn phí, để về đó lấy cái vé mang xuống nhà bếp, thế là có cơm chay ăn thôi. Tất nhiên chỉ ăn cơm hộp thôi, ăn cơm buffet thôi, chứ còn đi đóng thành mâm thì các sư cũng không có, có đủ người đó. Nhưng mà như vậy là cũng quý rồi. Đầu xuân ở trên chùa Tản Viên thì các vị biết không, trên chùa Tản Viên cơm chay miễn phí, có ngày hết nấu hết 2 tạ gạo các vị,
2 tờ gạo cho người đi lễ ăn cơm miễn phí trên chùa Thản Viên, các vị khoảng bao nhiêu nghìn người ăn? 2 tờ gạo. Có những ngày phải đến hơn 2 tờ gạo, có ngày đến gần 3 tờ gạo nấu cơm để cho các Phật tử đi lễ ăn miễn phí. Đó. Cho nên năm nay ở đây cũng vậy, năm nay thì có cái lễ hội Hoa Xuân thì chắc chắn cũng sẽ đông thập Phật Phật tử đến lễ, mà chúng ta có đường, lại có xây dựng xong ngôi chính điện rồi, lại đang xây lại tượng, các thứ cảnh quan nó cũng đủ để cho khá để cho họ đến để chiêm bái. Cho nên là dự kiến cũng sẽ đông, vì vậy mà nhà chùa cũng sẽ bố trí cái đó. Nhưng mà nó để cho nó khỏi lộn xộn, đoàn nào đến đi theo đoàn thì đến lấy vé đoàn để mang xuống cho nhà bếp. Và lễ Phật xong, còn một vòng xong thì lễ Phật hết một vòng và đi chụp ảnh quay phim hết một vòng, ngắm hoa hết một vòng, có phải tiếng đồng hồ vào cơm nó chín rồi. À, đã có cơm ăn rồi, đấy nó phải đến một cái muốn ăn cơm thì phải báo trước. Xong khi mới đi lễ, chứ còn lễ xong mới xuống báo, nó cập rập cho nhà bếp, tất nhiên cũng có. Nhưng mà nó cập rập cho nhà bếp, à, họ lại vội vàng mà lại nó sơ sài quá. Đấy cũng nói trước như vậy, cho nên đấy cũng là một cái cách. Một cái cách để cho họ thấy rằng ngôi chùa của chúng ta là làm lên để phục vụ chúng sinh, để hoằng pháp, chứ không phải làm lên để kiếm tiền. Cho nên cái việc mà Phật tử họ đến thì lại phục vụ cho Phật tử, họ cúng dường lại phục vụ cho Phật tử mà thôi. Phần lớn thì để xây dựng chùa cảnh, cúng dường tam bảo, phần nhỏ thì phục vụ lại chính những người Phật tử, những người dân đi lễ vậy. Đấy, cho nên là cũng qua đây thì cũng thông báo như vậy để Phật tử chúng ta biết là dự kiến cái lễ hội Hoa Xuân sẽ khai mạc vào sáng ngày mùng 4. Sáng mùng 4 khoảng độ tầm 8 rưỡi 9 giờ ngày Tết thì cứ cho khoảng độ 9 giờ đi. 8 giờ 9 giờ 8 giờ chúng ta còn khật khử ở nhà, lại còn ăn sáng, lại còn gia đình các thứ đi tới nơi, cứ cho 9 giờ. Khai hội Hoa Xuân lúc nãy thì nghe thông báo là đoàn Phật tử nào là muốn tu vào ngày mùng 4, mùng 5, mùng 6 ở chùa Thản Viên đến chiều mới tu. Sáng về tất cả đạo tràng chúng ta về đây dự khai mạc Hoa Xuân xong đã thì mới bắt đầu lên đó. Đấy, không có là kéo nhau lên đấy hết, ở đây chơi thổ địa mình thầy ra thì chán chết. Tôi khai mạc một mình, tôi bế mạc một mình, và tôi làm khán giả, tôi đi ngắm một mình cho biết tay, đúng không? Thế cũng ăn thô, ăn thô trên núi đau của thầy cũng ăn thô. Đúng là ba phải. Thầy bảo khai mạc một mình, bế mạc một mình, phải ngắm hoa một mình cũng oan hô. Như thế chẳng ba phải còn gì nữa. Oan hô trên nỗi đau của thầy. Thế mà bảo Phật tử bảo thương thầy lắm, con thương thầy lắm. Thầy đau một mình cũng oan hô. 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 Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy cho con hỏi. Một, cúng ông táo ngày 23 thì phải cúng từ sáng đến trước 12 giờ trưa. Nếu cúng sau 12 giờ trưa thì người đã về trời rồi. Còn cúng ngày 22 thì cúng vào giờ nào cũng được. Như vậy có đúng không ạ? À? Tôi không biết là vị đọc ở sách nào. Chắc phải cúng từ sáng, cho các cụ về sớm thì còn báo cúng sớm. Cúng qua 12 giờ cúng sợ các cụ không về được nữa, để đi chậm về Ngọc Hoàng lại trách phạt thì chết. Cũng không sao, không nhất định là phải cúng từ sáng. Tùy theo, ví dụ như làm công chức nhà nước, gia đình bận bịu, buổi sáng mà sáng ra mở mắt ra phải đi làm rồi. Vì ngày đó chứ phải ngày nghỉ, ngày 23 đâu phải ngày nghỉ đâu, mà nhất là tuần này 23 không phải là ngày chủ nhật. Công chức nhà nước hoặc những người làm công nhân trong nhà máy xí nghiệp vân vân chẳng hạn, chẳng nhà mình lại xin nghỉ không phép để ở nhà làm lễ ông công táo hay sao, hoặc là làm lễ sau lại đến muộn hay sao. Có khi đến gặp người nào mà nghiêm khắc và đuổi việc thì lại mất tiền thưởng, tiền lương, thậm chí mất cả công việc thì chết. Cho nên ông công ông táo hay là các thần cũng không trách chúng ta và không bắt chúng ta phải cúng từ sáng sớm. Mà sáng chúng ta bận thì tranh thủ buổi trưa, trưa chúng ta bận thì đến chiều tối, thậm chí thì
cứ trước 12 giờ đêm ngày 23 là được. Các cụ đi có mấy đâu, vèo một cái là tới nơi. Đó. Đâu đi như chúng ta này đâu. Vừa đi vừa chống gậy, vừa đi vừa giờ mó, thật khà thật khờ đâu, các cụ cưới mây về gió. Từ đây lên trời chỉ là một niệm tâm, chỉ là khoảng chưa đầy một phút các cụ đã tới nơi rồi. Mà trên đó họp đó thì về 12 giờ đêm mới bắt đầu họp, các cụ yên tâm. 12 giờ đêm ở dưới chúng ta này mới là chính, nó chưa ở trên đấy. Cứ yên tâm đi, trên đó thì các cụ lúc đó mới vào họp. Ai đến sớm thì ngồi được, ai cũng sớm thì cho các cụ đi sớm, thì các cụ lên ngồi uống nước chè, ngồi lâu các cụ có khi lại mỏi lưng. Các cụ không quan trọng cái việc đó, có nghĩa là trong ngày hôm đó. Ở đây nói là gì? Cúng trước từ ngày 22 thì có được không? Như vậy có đúng không? Thì cũng được, nhà nào mà ngày 23 họ bận, họ không thể nào mà ở nhà được. Không thể ở nhà được, có thể họ cúng từ ngày 21, 20 vẫn được. Ở chùa chúng ta cúng từ ngày hôm nay mà. Sáng nay cúng rồi đấy. Sáng nay các sư ông và các Phật tử cúng từ ngày hôm nay đấy. Hôm nay các cụ thả biết bao nhiêu là ấy rồi. Bao nhiêu là cái chép để cúng các cụ rồi, vì ở chùa này chắc là có nhiều người. Cho nên là nay thấy cúng, tôi thấy cúng từ sáng sớm. Nhìn thấy các cụ bay vào vèo lên trên trời. Bay dập trời từ sáng tới giờ. Cũng không sao. Ví dụ bận thì cúng trước. Cúng trước một vài hôm cũng được, không ảnh hưởng gì. Vì cũng không phải bắt buộc là cứ phải cúng bắt buộc vào ngày đó. Nhưng mà theo truyền thống ấy, theo truyền thống thì cái ngày hôm đó thì chúng ta ngày xưa thì nói là cứ vào ngày 23 là ngày cúng ông Công ông Táo, để cho Táo Phủ Thần Quân là đi về chầu trời để báo cáo lại công việc cả một năm ở nhân gian, trong một cái xứ đó, đặc biệt là trong cái gia đình chúng ta. Không phải là mỗi một gia đình chúng ta một ông Công ông Táo đâu các quý vị ạ. Một cái vị thần người ta cai quản cả một cái khu vực đó. Ví dụ như ở xã, các vị biết là cả xã có mấy ông chủ tịch? Có một ông chủ tịch chứ. Làm gì cả xã có 10.000 dân thì chỉ có 10.000 ông chủ tịch. Cả xã có 5.000 hộ dân thì có 5.000 ông chủ tịch. Thế thì ai quản ai? Đúng không? Nó chỉ có một ông thôi. Ví dụ cả cái xã Sơn Đông này, ở dưới kia, ở trên này thì được một ông bí thư, một ông phó bí thư, một ông chủ tịch và hai phó chủ tịch, và một số những cán bộ là chuyên ngành để giúp việc cho bí thư, cho chủ tịch. Đảng thì giúp việc cho đảng, chính quyền thì giúp việc cho chính quyền, mặt trận giúp việc cho mặt trận, vân vân. À, thì ở dưới Quái Âm người ta cũng có phân ra các bộ máy hành chính, ở dưới Quái Âm cũng chẳng khác gì chúng ta trên này. Họ cũng có các bộ máy hoạt động dưới Quái Âm, quản cả một cái khu vực đó. Cao nhất thì gọi là gì? Thành Hoàng Làng. À, cái vị đó nó tương đương với gì? Với chủ tịch xã vậy. À, với cái người đứng đầu của cả một cái một xã vậy. À, và các vị đó tập hợp cái gì? Tập hợp những cái việc làm thiện ác của người dân chúng ta trong khu vực. Giống như ở trên thế gian chúng ta, ông chủ tịch xã ông có trách nhiệm gì? Chỉ đạo các phòng ban như là công an, như là các ban ngành đoàn thể làm việc báo cáo đến cuối năm, tổng kết tất cả các ban đều phải báo cáo lên gì? Lên chủ tịch, lên đảng, để tập trung gom lại xem, rà soát lại tất cả các công việc một năm qua, vân vân đó. Thì ở dưới Quái Âm cũng như thế. Chúng ta lễ từ hôm nay hay là lễ từ ngày mai, ngày kia cho đến ngày 21, 22 chẳng hạn, thì tất cả chúng ta lễ ngày nào đó thì chúng ta trình báo với thần linh thổ địa cai quản ở trong cái khu mảnh đất gia trạch chúng ta cư ngụ đó, để họ tập hợp, họ báo cáo lên, họ làm một cái tờ gì, tờ trình, mình gọi là tờ trình, gọi là trạng, là tấu. À, một cái tờ tấu lên, để tấu lên các quan trên, để các quan trên mới lên. Không phải là ông thành hoàng nào cũng được lên trời đâu các quý vị. Đâu có cái chuyện ông thành hoàng nào cũng được lên trời. Các quý vị thấy không? Đâu có phải ông chủ tịch xã nào cũng được lên văn phòng trung ương đảng, đúng không?
phải cái ông nào tiêu biểu thì mới được cử đi. Đâu có phải ông chủ tịch huyện nào cũng được thì được gặp tổng bí thư hay gặp thủ tướng đâu, có phải không? Đâu có phải là những cái xuất sắc tiêu biểu mới được cử đi. Thì cái này cũng thế, họ trình từ thành hoàng làng trình lên gì, trình lên nó cao cấp hơn, đó là ở cấp huyện. Mình nôm na như thế cho các tử tế hiểu, từ cấp huyện lên cấp tỉnh, và từ đó tập hợp cho gì, cho đi lên. Vì thành hoàng nào cũng đủ phúc để bay lên trời á. Xin thưa các quý vị, quái trời loạn mất. Tất cả người nông dân chúng ta, những người dân chúng ta ai cũng có quyền đến để gặp tổng bí thư hay gặp thủ tướng hay gặp chủ tịch nước hay gặp tổng thống và vân vân á, thì họ có tiếp được không? Làm sao mà tiếp hết được? Ai cũng đến hỏi gặp á thì tiếp còn chẳng, cả đời của họ tiếp còn không hết được. Mỗi một ngày tiếp thì 10 người còn không hết được, huống chi là làm việc nữa. Đấy, cho nên á, quái âm quái dương đều có cái quy luật trật tự hoạt động của nó các quý vị, chứ không phải là muốn lên thì lên. Đấy. Còn ở đây chúng ta cúng như vậy là cái lòng mong muốn của chúng ta. Cúng lấy ông công ông táo, cúng con cá chép thả để mong muốn của chúng ta là gì? Mong ngài cưới con cá chép của chúng ta lên trời để báo công. Nhưng báo công chúng ta xem chúng ta làm được công gì không? Hay là cả năm làm ác? Báo công gì? Cả năm làm ác mà đòi báo công gì? Báo công ác hay sao? Có ai đi vạch áo cho người xem lưng bao giờ không các quý vị? Khó lắm. Cái tốt thì họ thì bày ra, còn cái ác thì ai cũng muốn gì mà giấu lại, che đậy lại, giấu nhẹm đi. Đấy, cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Ở đây là cúng là theo truyền thống, phong tục đất nước dân tộc của chúng ta từ xưa cha ông để lại, thì chúng đấy cũng là một cái truyền thống đẹp. Đấy, chúng tôi nói đây là một nét đẹp văn hóa. Quả thật đây là một nét đẹp văn hóa. Gửi cái tấm lòng thành của những người còn sống của chúng ta tới các vị thần linh thổ địa bản gia thổ công, cả năm chúng ta nghĩ là các ngài bảo hộ cho chúng ta. Nên theo như trong kinh Địa Tạng nói là mỗi con người chúng ta đều có các vị thần linh, các vị thiện thần bảo hộ. Cho nên nay chúng ta nhớ tới các ngài, cảm tạ các ngài một năm vừa qua ra bình an mạnh khỏe, có ốm đau bệnh tật một chút cũng được tai qua nạn khỏi, nay mới được ở đây, mới được sum họp gia đình, vợ con, chồng con, gia đình đầm ấm cho đến ngày hôm nay. Cho nên á, lễ tạ các ngài đấy cũng là một cái tỏ cái tấm lòng thành, hướng cái thiện tâm rất tốt vậy. Cho nên đây có thể nói là một cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta, nhân cái ngày lễ ông công ông táo này để chúng ta thể hiện với các vị thần linh, các vị Bồ Tát, các vị Phật đã bảo hộ cho chúng ta, thậm chí là hướng tới cả gia tiên tiền tổ của chúng ta nữa. Đấy. Cho nên ở đây cái cúng như thế nào thì cái văn cúng thầy đã soạn và hướng dẫn sẵn rồi. Chúng ta thì tuy là cúng cái này phải cúng ở dưới bếp nhé, phải dọn dẹp ở dưới bếp để có một cái bàn lễ ở dưới bếp ấy. À, ở trên ra bàn thờ thần linh gia tiên thờ Phật chúng ta vẫn phải có cái lễ thành tâm thôi, không cần là phải nhiều, cân hoa quả cũng được. Nếu làm được mâm cơm chay thì cũng càng tốt, không thì cân hoa quả cũng được. Hoặc làm được mâm cơm bình thường gia đình mà chưa ăn thì ăn chay tất cả, chúng ta làm mâm cơm bình thường cũng được, dâng lên cúng ở trên thần linh gia tiên của mình. Còn ở dưới dưới bếp thì chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ đi, lau dọn sạch sẽ, quét thước màng nhện màng nhức đi. Ngày hôm đó cả năm chúng ta bận bịu không làm được thì ngày hôm đó thì cố gắng bỏ ra một vài tiếng đồng hồ dọn dẹp sạch sẽ để cho các cụ hoan hỷ, thần linh thổ địa bản gia thổ công viên trạch chúng ta hoan hỷ. Và chúng ta chuẩn bị một cái bàn nho nhỏ chúng ta kê vào trước cái cửa bếp ấy, hoặc giữa bếp cũng được, phủ tấm khăn vàng hoặc là tấm khăn đỏ lên, làm mâm ngũ quả nhỏ nhỏ hoặc đĩa ngũ quả nhỏ nhỏ dâng lên đó. Nếu mà chúng ta làm nông dân thì sẵn gạo nếp thì chúng ta thổi lấy đĩa xôi để càng tốt. Phật tử chúng ta không cứ là phải cúng mặn, cho nên cúng chay là cũng được, hành bông hoa quả đĩa xôi hoặc là đĩa hoàn là cũng tốt rồi. Còn nếu mà gia đình chưa hoan hỉ thì bắt buộc phải cúng miếng thịt hay là khoanh giò gì đấy thì thôi cũng hoan hỉ đi, đừng có nặng nề làm gì cả, đem lên dâng cúng ở đó, thắp hương ở trên thần linh gia tiên trước, sang xuống thắp hương ở dưới đó, xong bắt đầu khấn ở trên gia tiên trước, thần linh gia tiên trước, bắt đầu xuống khấn ở dưới đó,
mua một con cá chép hoặc ba con cá chép hoặc nhiều hơn cũng được, không sao. Làm cá cái chậu to thì càng nhiều chúng sinh được phóng sinh thì càng tốt, càng lắm phúc. Nhưng mà mua thì thôi, mua con cá chép nó khỏe, cá đỏ cá trắng đều được. Nhưng mà thôi đừng có mua cá chê, nó trơn mà nó lại, nó lại có cái ngạnh, nó đốt cho thì đang cúng lúc bắt đi thả phóng sinh, nó đốt cho lại bảo hôm nay các cụ lại không trứng, lại các cụ lại cho nó đốt lại con nữa, lại lo. Tự nhiên lại lo vào thân. Nên thường thường thì truyền thống các cụ ngày xưa cúng con cá chép. Vì sao cúng cá chép? Vì cá chép được xếp là gì? Xếp vào sau hàng tứ linh long ly quy phượng, xong là đến gì? Đến cá chép. Các cụ phải biết nhá, cha ông chúng ta không phải từ ngày xưa tự nhiên là tự dưng chọn cá chép, bao nhiêu là cá tại sao chọn là chọn cá chép? Vì cá chép á, thì thường thường theo quan niệm dân gian chúng ta ngày xưa nói là cá chép nó thuộc về gì? Cá thần. Thuộc vào loại cá thần. Nó là con của gì? Con cháu của thần linh. Cho nên chúng ta xem những các bộ phim và cái câu chuyện thần thoại, chúng ta thấy là thường là gì? Thiên tử, thái tử của Long Cung. Thái tử của Long Cung thì thường là con gì? Thường là con cá chép. Công chúa của Long Cung cũng thường là con gì? Con cá chép. Công chúa và thái tử của Long Vương, tức là con của Long Vương á, thường là thì thường là hiện thân của con cá chép. Cho nên nó cũng thuộc về gì? Thuộc về chỉ xếp sau tứ linh là long ly quy phượng theo cái tín ngưỡng dân gian của chúng ta mà thôi. Đó. Cho nên chúng ta cúng phải gì? Cúng bằng cá chép. Thế khi bài văn cúng thì thầy cũng đã soạn sẵn rồi, các vị lúc về thì có thể xuống phòng thông tin này, xuống phòng chi khách để chúng ta xin. Có thể về cứ thế mà thắp ba nén hương, cúng xong thì chúng ta đợi cho hương cháy hết cả tuần hương thì chúng ta mới hạ lễ. Chứ đừng có vừa cúng xong khấn xong một cái các cụ xin lỗi, có khi chưa kịp ngồi vào mâm chúng ta đã dọn bốt rồi. Vội vội vàng vàng, vừa khấn xong một cái là thôi dọn đi để đi ăn đấy, dọn đi để ăn đấy. Thường thường ấy, các cụ chúng ta ngày xưa bảo là phải chờ chứ này, cúng dỗ cúng Tết ấy, phải chờ cháy, phải ít nhất phải được 2/3 tuần hương thì mới được gì? Mới được dọn, mới được ăn. Chứ không phải là vừa dâng lên một cái, khấn một cái bắt đầu là gì, là hạ xuống là ăn với nhau. Ít nhất phải được 2/3 tuần hương. Mà đợi đến được luôn tuần hương mới ăn là tốt nhất, mới dùng là tốt nhất, mới hạ là tốt nhất. Giống như cái năm 2012 có cái pháp hội Trung Phong ở trên chùa Tản Viên. Ở trong thì vẫn còn đang cúng biến thực chân ngôn. Nắng mổ A Di Đà Bà, giả đó, thái giả đó, giả địa giả ta, vân vân đó. Cúng vãng sinh và cúng gì? Biến thực chân ngôn. Trong vẫn đang đọc, có một nhóm Phật tử ra và đi về. Về thì bắt có một Phật tử thì bắt đầu, thôi xin tí lộc, thế là lấy luôn, nhát luôn là cầm luôn mấy cái gói bim bim mà về cho cháu. Vừa bước đi được mấy bước thì thế khừng lại, cứ thế là quay trong chóng, quay tròn ra. Thế xong bắt đầu thì phải 15 phút sau cứ thế là quay, mọi người ở ngoài cứ thế là dỗ, cũng thế là quay thôi. Cứ quay tròn, quay tít ra. Thế lễ xong 15 phút sau xong một cái thì thấy các cụ, các Phật tử đưa vào dìu vào trong nhà pháp hội ấy. Dìu vào đó cứ thế là lăn lộn. Thế tôi mới hỏi làm sao? Thế bảo trong đoàn của chúng con ấy, đang bảo là vội quá thì nó sợ đông xong ấy, bảo biến thực rồi tưởng là xong. Cúng thì xong rồi, đang biến thực nữa thôi. Pháp hội thường là chúng ta biến thực sau mà. Xong pháp hội Trung Phong bắt đầu là cúng chúc thực là xong. Thế là chúng con sợ là tí nữa đi xuống đường nó đông cho nên là đi trước. Thì vừa ra nó bảo với mấy cái quyển, mấy gói bim bim mà mang về cho cháu. Thế là với xong đi mấy bước xong, bà ấy bị như thế con chả hiểu làm sao. Thế xong sang vào tôi hỏi thì bắt đầu khi nó tự miệng nói ra cứ thế là oánh cho nó chết, oánh cho nó chết. Thế hỏi mãi bắt đầu cái vong kia mới nói là gì? Tại cái bà này tham, cháu đang ăn mà bà ấy cầm lấy, bà giật chốt trên tay cháu cho nên gì cháu giận cháu mới cho bà ấy biết tay. Vong linh trẻ con ấy, cái vong linh trẻ con nó cũng nhớ nhớ rồi, nó chắc cũng phải tầm chục tuổi trở lên rồi, nó mới cả gan nó mới làm được cái việc đó. Nó bảo cháu đang ăn với bà ấy giật lên tay trên tay cháu, thế là cháu tức, cái cháu nhập vào để cháu dạy cho bà bài học.
lần sau đi lễ đừng có thế. Đấy, có nghĩa là gì? Hương chưa tàn, khoa cúng chưa xong, mà đã gì? Đã lấy về rồi, đã lấy rồi. Cho nên ở đây ấy, lần sau mà có cúng cái gì, các Phật tử ở ngoài phụ trách cái phần ngoài ấy, cũng phải bao giờ phải cho cúng biến thực xong hết thì mới cho các cháu nó đến nó xin lộc, hay nó cướp lộc, hay nó xin lộc thì mới cho các cháu nó lấy. Đấy, các Phật tử chúng ta cũng vậy. À, không được đăng cúng, không may mà gặp cái chuyện đó lại khổ tôi đấy, lại phải đi lừa, lại phải đi nịnh, mà nịnh các vong trẻ con đó thì khổ lắm, mà may gặp các vong đó thì tôi xử lý còn dễ, mà gặp quỷ thần đó thì khổ nữa, nó cứ cho đơ đơ ra đấy thì khổ lắm. Cho nên đàn cúng phải cúng xong hết, xong xuôi đâu ở đấy. Thế là người ta thì khi mà cúng xong hết thì có nghĩa là người ta cúng gì, người ta thì chỉ ăn hương ăn hoa thôi, chứ người ta có ăn hết đâu, chúng ta sợ quay bim bim nó có biến mất gì đâu. Nếu mang cái đĩa mâm lên, mâm cao cũng đầy mâm lên, nó có biến mất đâu. Người ta chỉ ăn hương ăn hoa thôi. Tức người ta ăn bằng gì? Ăn bằng thức thực, cái tâm thức người ta ăn thôi, mà không có mất cái hình tướng đó đi đâu các quý vị. Thế cho nên là cứ phải để cúng xong. Đấy, cái việc dâng cúng ở nhà cũng thế. Chúng ta cứ để cúng xong một cái thì khấn xong thì chúng ta để khoảng qua nửa tuần hương thì chúng ta mới hạ lễ. Hoặc là nếu chúng ta ấy thì chúng ta thì đi phóng sinh trước đi. Đấy, cúng xong nhớ cái con cá phải đi phóng sinh nhá. Đừng coi như bà vãi của chùa của tôi. Ngày xưa tôi mới nhận cái năm 97 tôi mới về nhận cái chùa rồi ấy, Hoài Đức, Yên Sở, chùa Ngọc Tân ấy. Năm đầu tiên ngày đó tôi mới làm chú tiểu thôi. Hôm qua nói rồi này, đông người nói lại, các Phật tử đều nghe một tí. Tôi đang lên tụng kinh Lê Ông Công Ông Táo buổi chiều, nghe cái mùi thơm thơm, thế là ngó sang thấy bà vãi hộ, bà bưng hai con cá chép to khoảng gần một cân một con đấy. Bà bưng lên, bà đặt cho ông Đức Ông. Mình thì nhìn thấy hai con cá bà bưng lên, một cái thì thôi cái da gà của mình nó cứ nổi lên và người nó cứ nóng bừng bừng cả lên. Lễ xong xuống hỏi tại sao cụ lại đem cúng cá đấy kia. Cụ bảo ố thầy, chú hay thật đấy nhỉ, hôm nay là ngày lễ ông Công Ông Táo phải cúng để cho ông Công Táo về trời chứ mẹ, thầy chả biết cái gì cả. Không phải là chú chả biết cái gì cả, thì mình mới là chú tiểu mà mới cào tóc được 2-3 tháng để cụ cho về đấy, trong chùa đấy cho cụ. Thế mình mới bảo cúng ông Công Ông Táo phải cúng cái chép còn sống, người ta sao đem phóng sinh chứ. Chắc bảo ôi trời, chú chả biết cái gì, ở đây chúng con từ ngày xưa tới nay toàn cúng như thế đấy. Cái cũng như thế thì các cụ mới ăn no uống say, các cụ mới đi lên mới trình báo được chứ, lại đói các cụ đi sao được. Cưỡi con cá còn sống các cụ cưỡi lên nó trượt, nó trôi mất đi, các cụ không đến được. Đấy, đây là ngôi chùa của tôi ngày xưa mới về trong phòng cái ngôi chùa ở dưới. Cứ về hỏi bà Tín, ai xuống hỏi bà Tuyết, cái bà vái hộ ngày đấy về cái năm 97 về mà xem, buồn cười lắm, các cụ thật lắm, không hiểu mà. Từ trước chùa không có sư, hoặc có sư không bảo, tới nơi tới chốn, cho nên là cứ thế thôi. Cứ nghĩ là Đức Ông là phải rượu phải thịt. Ngày hôm đó là ở ngoài đời thì người ta con gà bán xôi hoặc là mâm cỗ, ngoài đời thì mâm cỗ mặn, con gà bán xôi vân vân đó. Có nhà cũng cả cái thủ lợn. Cho nên ở chùa thì cô nghĩ là thôi, ngoài người ta cho thần linh người ta ăn, mình ở trong chùa thì Đức Ông chính là thần linh giữ chùa, cho nên là cũng phải làm hai con cá chép cho ngài chứ. Một con cho gì cho cụ Đức Ông, một con cho gì cho hai vị đệ tử ngồi bên cạnh chung nhau. Rượu các cụ sơi cho hai chai, bảo là một chai cho gì ông cụ Đức Ông, còn một chai cho hai ông đệ tử ngồi hai bên. Bảo là thế tôi mới trêu, thế tại sao cũng làm ba con đi, ba chai rượu đi. Bảo không, nếu làm ba như thế thì các cụ là bằng nhau à, cụ lớn thì phải được cả một con, còn cụ nhỏ thì chia nhau. Đấy, tôi cũng hài hước, tôi mới trêu thế, thì các cụ chia nhau thì ai ăn, ai phần đầu ăn phần đuôi. Người mà được đầu con cá thì không có đuôi, người được đuôi thì không có đầu, làm sao nó bơi được, các cụ bơi được lên tít ở trên trời. Đấy, cũng trêu cho như thế. Đây là những cái chuyện mà hài hước mà có thật đấy các quý vị. Nên ở đây cũng nói như vậy để chúng ta biết rằng cúng con cá là phải để sống, cho cái chậu nước ấy để sống như thế, một con hay ba con hoặc nhiều hơn cũng được, không có sao. Có người bảo nhiều hơn có được không? Được, không ảnh hưởng gì. Và dưới một con có được không? Cũng dưới một con cá có được không?
Dưới một con cá có nghĩa là sao? Tức là đem thịt lên cúng một nửa, còn một nửa mang lên trên, trên ban thờ thần linh gia tiên, còn một nửa để ở dưới. Thế là có nghĩa là dưới một con. Làm gì tôi nói có chuyện mà nói sai đâu. Có nghĩa là có cái, cả con cá chép đem thịt ra cắt gì thành đôi, nhà nghèo mà cắt thành đôi, một nửa thì mang lên thần linh, còn một nửa thì mang xuống gì, ông mang xuống bếp thì cũng công táo. Như vậy là cũng gì dưới một con không được, cũng dưới một con như thế là không được, mà cũng cả con còn để sống khổ lắm đó. Đấy, cũng xong một cái bài khấn đó, xong một cái để cho quá nửa tuần hương một cái thì bắt đầu chúng ta đi, chúng ta phóng sinh. Con cá nhá thì thường phải mang ra sông. Thế đừng cứ thả vào giếng. Thả vào giếng thì giếng chúng ta thì con cá chép thì ở trong giếng thì thường là cũng không sống được. Vì cái nước nó lạnh, mùa đông nước lạnh mà nó không có cái ăn cái bơi thì nó chết đi. Mà nó chết thì chúng ta lại lo. Thế nên xong tốt nhất cái con cá chép phải ra mang ra sông để cho nó bơi tự do tự tại ngoài sông ấy, hoặc ngoài ao ngoài hồ ấy. Để vào cái chỗ nào thì nước nó phải lưu thông, mà nhiều nước thì không có, là bọn trẻ con hay là những người có người năm trước ở trên đầu mình chưa làm ao phóng sinh, trên đầu á thì dân đi ra phóng sinh dưới này, tôi thấy mấy người cứ mang cái kích ra, bắt đầu là thì họ cứ đi. Tại sao tôi bảo phóng sinh kiểu này thì chết rồi, đúng không? Công táo kiểu này thì người ở trên thì thả ông công táo, còn người ở dưới thì chuẩn bị sẵn cái kích điện đó. Mà cá mới phóng sinh ra thì nó còn gì, nó còn chưa được khỏe, nó cứ lờ nó bơi. Có con cá chép to nên hàng cân ấy. Thế là thôi, nó đánh cái kích lên thì nó chén luôn. Thế mới đau chứ. Cả đời có những kẻ nó ác lắm, do vô minh, do cuộc sống nghèo khổ, cho nên họ sẵn sàng biết, có khi biết là cái việc đó là cái việc xấu đó, nhưng họ vẫn gì vẫn làm, vì miếng cơm manh áo họ vẫn làm, khổ lắm cơ. Thế mới gọi là thế giới Sa Bà các quý vị. Nó khó lắm. Ở đây Phật tử hỏi là lễ giao thừa có lễ trong nhà và ngoài trời, vậy lễ ở đâu trước ạ? Nếu ở trong nhà trước thì phải lễ trước 24 giờ rồi đến đúng giao thừa mới cúng ở ngoài trời. Như vậy có đúng không ạ? Con đang băn khoăn điều này, xin thầy hoan hỷ chỉ giáo cho con và mọi người đều biết ạ. Thường thường thì cái lễ chúng ta phải đặt trước đi. Chúng ta đặt lên trước đi. Đến lúc chuẩn bị giao thừa thì, hoặc là giao thừa bắt đầu vào giao thừa thì chúng ta lên thắp hương. Bắt đầu vào giao thừa thì chúng ta thắp hương. Hoặc rằng á, có người thì ra chùa đón giao thừa ngoài chùa thì thắp hương trước ở nhà đi cũng được, xong đến giao thừa chúng ta ra chùa. Ở Hà Nội nhiều người họ ra đón giao thừa ở chùa lắm, ở ngoài thành phố có khi cả nhà ra đón giao thừa ngoài chùa chứ không đón giao thừa ở nhà. Ở nông thôn chúng ta thường là gì, hay đón giao thừa ở nhà, nhưng ở thành phố nó cứ đôi vợ chồng hai đứa con, vì cuộc sống thành phố thì tuổi trẻ người ta cũng văn minh hơn, cho nên là cứ cái khoảng độ tầm 7-8 giờ thì chiều tối lại thì họ ăn tất niên với nhau trong cái buổi bữa cơm chiều 30, hoặc về nhà ăn cơm bố mẹ xong rồi đi về. Cái khoảng độ tầm 9 giờ 10 giờ bắt đầu họ kéo đến chùa, là Phật tử kéo. Cho nên các chùa Hà Nội cứ khoảng độ tầm 10 giờ đêm đó thì chùa nào cũng chật, chùa trong ngõ cũng chật, chùa mặt phố cũng chật, chật cho đến gì trên 2-3 giờ sáng, thậm chí chật cho đến gì đến sáng luôn, vẫn cứ chật nối nhau như vậy. Cái chùa sư phụ tôi ngoài Vạn Niên ở Hồ Tây mà cứ khoảng 10 giờ đêm cho đến khoảng 3 giờ sáng là không có ngủ. Lúc đó chỉ có giặt dẹo đi đâu mà tranh thủ mà vào cái xó nào đó mà chợp mắt một tí thôi. Sư phụ thì có thể ngồi đến sáng luôn được. Ngày xưa tôi làm tiểu đó tôi biết rồi. 3 giờ sáng, 4 giờ sáng nó có khách đến lễ. Mà 5 giờ thì lại có khách đến buổi sáng, tập sáng sớm rồi. Cho nên là chỉ có tranh thủ anh em và tranh thủ ở các vái, tranh thủ mà có người ngồi chỗ này và tranh thủ đi dựa lưng ở chỗ nào thôi, còn cũng không dám lên giường mà nằm ngủ. Lên giường nằm ngủ sư phụ mà nhìn thấy thì chết, vì sư phụ mình vẫn còn ngồi tiếp khách mà mình làm sao làm tiểu để đi nằm ngủ được. Cho nên buồn ngủ lắm, mệt lắm thì vật vạ vào cái xó nào đó, quấn cái chăn và ngồi vào cái góc thu lu thế mà chợp mắt một tí. Ngày xưa tôi làm tiểu nó thế đấy. Thế cho nên các chùa Hà Nội ấy thì
phần lớn họ tự họ ra đón giao thừa ở chùa. Sau đó thì họ mới về nhà. Thế cho nên ở đây thì Phật tử này hỏi là thắp hương như thế nào, trước giao thừa hay là sau giao thừa, cái này cũng không quan trọng đâu. Trước cũng được mà sau cũng được, không nặng nề cái chuyện đó. Nếu chúng ta ở nhà thì gần gần đến giờ chúng ta lên bắt đầu cứ sát khoảng độ cách khoảng độ 5-10 phút chúng ta lên thắp hương khấn khứa, đăng khấn khứa cho đến qua giao thừa, như vậy là tốt nhất. Nếu ở nhà không thì thắp hương trước ra chùa lễ Phật. Năm nay đặc biệt ở đây, năm nay khai nguyên này đón giao thừa đặc biệt nhất trong mọi năm, đó là cái thứ nhất là chuẩn bị lễ hội hoa xuân, cái thứ hai là tháp báo ân cũng vừa xong ở bên ngoài, bên trong thì chưa xong. Cho nên năm nay thì nhà nước thì cấm bắn pháo hoa ở các điểm. Thì hôm rồi sư ông mới xin là bàn với các bác thôi, họ cấm bắn pháo hoa thì mình bắn cái pháo bông. Pháo bông thì chắc là không cấm, nó có cấm không nhỉ? Pháp luật có cấm bắn cái bông bông mà nó xịt đấy, có không? Không cấm đúng không? Tôi vẫn thấy các hội nghị, các tổ chức họ vẫn bắn, mà nhà mình hôm nọ đại hội Phật giáo bắn vào vèo, có thấy ai nói gì đâu. Tôi thì chả để ý cái đó đâu, bởi vì không để ý. Nếu mà họ không cấm thì mình bắn cái đó thì làm lên tháp là đẹp. Bắn ở tháp này, mình 9 tầng tháp mà bắn thì đẹp lắm. Ở ngoài cầu, ngoài chùa một cột mà bắn chung quanh dọc cái cầu nó bắn lên rất là đẹp. Năm nay Phật tử nào gần gần khu vực này mà vào đón giao thừa ở chùa thì cũng rất là đẹp đấy. Nhưng mà đón giao thừa xong thì đi ngủ nhá. Xong thì đi ngủ, tôi không tiếp khách đâu. Tôi nói trước. Chứ đừng có xong rồi gặp thầy là vào sáng mùng 1 thì mới gặp. Sức khỏe nó phải là trên hết. Để sức khỏe của thầy nó không phải là chỉ có một ngày, chỉ tiếp khách có một ngày, mà nó hết cả tháng riêng. Vậy còn lo công lo việc nữa, từ giờ đến đó đã mệt rã cả người ra rồi. Cho nên là giao thừa xong một cái là ngoài 12 giờ đến 1 giờ là phải, 12 rưỡi 1 giờ là phải đi nghỉ, cho đại chúng đi nghỉ. Chứ chùa chúng ta là nó không chỉ có mấy hôm Tết, mà nó kéo dài hết cả tháng riêng. Mà đặc biệt là cái lễ hội hoa xuân năm nay chúng ta tổ chức lần đầu tiên lễ hội hoa xuân ở chùa Khai Nguyên chúng ta, nó cũng rất là hay, ý nghĩa. Trước hết là chúng ta thể hiện được cái gì? Cái tấm lòng của chúng ta với Đức Phật, với chư Bồ Tát, đem dâng những cái đoá hoa tươi thắm mà chính bàn tay của người dân, của tín đồ Phật tử dân tộc Việt Nam chúng ta trồng lên, dâng lên để cúng Phật, làm đẹp cảnh Phật trong ngày xuân đó. Cái thứ nhất là cúng ý cúng Phật. Cái thứ hai, chúng ta tạo cho cái cảnh quan của cửa Phật nó đẹp lên, để tín đồ Phật tử, đặc biệt là thiện nam tín nữ thập phương, họ chưa phải là Phật tử, họ đến, họ chiêm bái, họ được lễ Phật. Như hôm qua chúng tôi nói rồi, gieo duyên để cho họ lễ Phật quý lắm. Chỉ cần kinh Pháp Hoa nói, chỉ cần họ giơ một tay lên xưng Nam Mô Phật, Đức Phật nói ta cũng thọ ký cho người đó sau này được thành Phật. Thậm chí họ không xưng Nam Mô Phật, họ chỉ giơ một tay lên, họ hơi cúi đầu một tí, Thích Ca Mâu Ni Phật nói rằng ta cũng thọ ký cho người đó nhiều đời nhiều các kiếp về sau, khi duyên lành hội đủ, người đó cũng sẽ thành Phật. Vì cái nhân đối trước chánh ảnh tượng Phật, họ giơ một tay lên, họ hơi cúi đầu một cái, đó cũng là gì? Cái hạt giống Bồ Đề được gieo vào trong A Lại Gia thức của họ rồi, và trong tâm thức của họ rồi. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật nói ta cũng sẽ thọ ký cho người đó thành Phật. Vì vậy chúng ta phải biết là, vì vậy mà chúng tôi hôm qua nói với các quý vị rồi, Hải Hiền Lão Hòa Thượng 70-80 năm đi cày sâu cuốc bấm để lấy từng củ ngô khoai sắn để cho chúng sinh, để bố thí cho người nghèo á, xong rồi để khuyên họ niệm Phật. Nay đất nước Việt Nam chúng ta ơn Đảng, ơn nhà nước, ơn chính phủ, cho nên phần lớn đã cơm no áo ấm rồi. Các cụ ngày xưa bảo phú quý sinh lễ nghĩa, cuộc sống đã khá giả rồi, thì Tết nhất xong thì phần lớn nhân dân chúng ta, những người theo bên lương á, thì gần như là đến 80% là đều đến cửa đình cửa chùa để du xuân lễ hội ngày Tết. Nhưng mà chúng ta mà hướng cho họ vào đạo được, họ chỉ không đi du xuân mà họ lại còn biết lễ Phật. 1.000 người đến chùa lễ Phật, tôi chỉ cần được 100 người đi tham dự pháp hội và đi tham dự các khóa tu một năm được một lần thôi là cũng quý rồi. Đây là cách hoằng pháp của tôi đấy các quý vị. Cách hoằng pháp của tôi.
mà họ đến họ lễ Phật và họ được thấy được cái thông, đọc cái thông báo là Pháp hội Quan Âm Tam Thời hệ niệm ngày 21-23 tháng Giêng cầu quốc thái dân an, Pháp hội Quan Âm đó, họ đến họ dự 1.000 người đến lễ Phật, chỉ cần được 10 người hoặc 100 người đến để đến tham dự Pháp hội là quý rồi. 1.000 người, tôi chỉ cần được 10 người đến tham dự Pháp hội là quý rồi. Gieo duyên được cho họ học Phật và sau này dần dần họ quy y Phật là quý lắm rồi. Cho nên đây cũng là một cách để hoằng pháp rất tốt. Cho nên năm nay thì thầy mới tổ chức cái lễ hội Hoa Xuân như vậy, nhưng mà có người không hiểu, hôm qua thấy Phật tử đến thấy nhiều hoa quá, bảo đi xuống cái gì tay nhau, ôi dồi ôi, thầy Đạo Thịnh năm nay còn buôn cả hoa, khổ lắm, không biết đi học kiểu gì. Thế hôm qua có sư cô đến hỏi tôi, bảo thầy hôm nay thầy giảng thế nào, Phật tử đi xuống phòng thông tin nó kêu ầm lên là chùa Khai Nguyên năm nay thầy đi buôn hoa, và thấy nhiều hoa quá bảo thầy đi lấy hoa, thầy đi buôn hoa. Ôi dồi ôi, khổ, mà rõ ràng ngồi nghe giảng từ đầu cho đến cuối không biết là mày ngủ gật hay sao ấy. Chắc là hôm qua có Phật tử ngủ gật từ đầu đến cuối cho nên mới đi xuống thắc mắc ở phòng thông tin là thầy chùa Khai Nguyên năm nay đi buôn hoa, lấy nhiều hoa phải đi buôn hoa. Mà tất cả hoa đó là do các Phật tử cúng dường, có người thì cúng trực tiếp ở vườn hoa trồng mang lên, có người thì cúng mang tận từ Điện Biên mang về đây, mang hoa về đây để cúng, có người thì Đông Anh, Gia Lâm, có người thì Hưng Yên, vân vân. Có người thì không trồng được hoa thì họ cúng bằng tình tài để cúng hoa. Các vị cũng có thể gieo duyên vào lễ hội hoa này bằng gì? Bằng một cây hoa không được, một cây hoa cúc có 2.000 thôi. Các vị có thể gieo duyên bằng một bông hoa cúng Phật trong lễ hội Hoa Xuân năm nay đầu tiên cũng được. Còn các vị mà muốn cúng cả một cái giỏ hoa khá khá hơn thì nó khoảng 20-30 nghìn. Mà muốn cúng cả cái cây hoa nó to hơn, hoa nó cao cấp hơn, đó là một giỏ hoa lan, và giỏ hoa lan đó nó khoảng 100 nghìn hoặc 130 nghìn. Đó, tùy theo. Mình có điều kiện cái gì mình cúng cái đó, mà không có điều kiện thì 2.000 được một cây hoa cúc. Nhiều cây hoa cúc góp lại thành gì? Và nhiều cây hoa nhỏ góp lại cũng thành một cái lễ hội hoa. À, gieo duyên. Chưa đủ đâu, mới có tập kết, mới có đường một tí thôi. Mà mới cúng được khoảng mấy nghìn cây hoa cúc với lại một số những cái cây lá, cây cảnh thôi. À, nếu các vị muốn gieo duyên thì cũng được. Có muốn gieo không? Ai muốn gieo giơ tay xem nào. Ôi dồi, nhiều thế à? Năm nay là cái lễ hội Hoa Xuân đầu tiên của chùa Khai Nguyên chúng ta. À, chúng ta biết là ở miền Bắc chúng ta có hai năm nay có cái lễ hội hoa cúc ở chùa Ba Vàng, cũng rất là hay ý nghĩa, rất hay và ý nghĩa. Đây cũng là một cái phương tiện trong cái thời kỳ này để hoằng pháp. Nhưng mà lễ hội hoa cúc chùa Ba Vàng nó ở vào mùa thu tháng 8 cơ, tháng 8 hay tháng 9 gì đấy. À, nhưng chúng ta đây là lễ hội Hoa Xuân. Từ trước đến nay chúng ta chỉ thấy là lễ hoa xuân của gì? Của thành phố Hồ Chí Minh, của Hải Dương, Hưng Yên và của Hà Nội và của các do nhà nước hoặc là các doanh nghiệp họ đầu tư, họ tổ chức. Nhưng ở chùa thì chưa có chùa nào. Và đây chùa Khai Nguyên chúng ta là cái chùa đầu tiên tổ chức lễ hội hoa xuân. Mà mùa xuân thì khách đi chảy hội rất đông. Nếu chỉ có cái ngôi chùa để họ lễ thì chúng ta biết chỉ thu hút được những người tín Phật thôi, có đúng không? Chỉ những người theo Phật và tín Phật họ mới đến chùa. Còn những người không tín Phật họ muốn đi đến thì rất đặc biệt là lớp trẻ. Họ đi đến những nơi công viên, những nơi nào mà có cảnh quan đẹp để nó còn quay phim, chụp ảnh, kiểu nó sống với cái thế giới ảo một chút ấy mà. À, chứ nó không có đến chùa. Này, Phật Pháp á, nhiệm màu không có độ, chỉ không chỉ độ mỗi những người đến chùa, mà còn độ cả những người gì, thích sống ảo cũng gì cũng độ cho nó. 1.000 người sống ảo đến cũng phải được hàng trăm, 200-300 người gì bớt sống ảo, thậm chí bỏ sống ảo mà sống gì, sống về cái tâm chân thật của mình. Nó thích chụp ảnh đẹp hơn, nó nghe bạn bè kháo tin vui năm nay chùa Khai Nguyên có lễ hội hoa đẹp lắm, đi đến đó mà chụp ảnh. Nó đến nó chụp ảnh chứ nó đến nó có cái trường hợp là nó đến nó chỉ loanh quanh ngoài không? Vạn người, 1.000 người may mới có một người loanh quanh ở ngoài các vị. Thì họ đến họ, các vị thấy tôi dẫn chứng cho họ cả những cái mà tôi suy nghĩ, cả những cái gì ở ngoài kia, phía ngoài sân thì làm những cái nhà tranh vách đất của những cái phong tục đồng bằng Bắc Bộ của chúng ta ngày xưa, để
gợi lại cái cuộc sống của cha ông chúng ta, dân tộc chúng ta ngày xưa, để cho lớp trẻ nó gọi là ôn cũ tri tân. Đó. Rồi các vị thấy mấy cái nhà tranh hôm nay tôi còn làm cả cái chuồng lợn nhỏ nhỏ vào nữa, bắt cả mấy con lợn nhựa, hay con lợn sứ đặt vào đó cho các cháu ở thành phố bây giờ nó biết cuộc sống nông thôn cha ông của nó ngày xưa như thế nào đâu, không biết. Cho nên tạo một cái mô hình đó cho các cháu ở thành thị, ở nông thôn, nó chỉ học trên giấy vở, sách vở thôi, nó không biết là cuộc sống thực tế nào. Làm cái nhà che vách nữa và như thế cho nó biết, làm cái chuồng lợn, làm cái chuồng gà nhỏ nhỏ. Và ngày xưa thì nhà dân tộc của Bắc Bộ Việt Nam chúng ta nhà nào cũng có một cái chuồng lợn, cái chuồng gà nhỏ nhỏ bên cạnh, đúng không? Đó, rồi cái giếng nước, đó, cái vườn rau, đấy, gợi lại cái đó cho nó nhìn thấy, cha ông dân tộc chúng ta ngày xưa sống như thế. Mình bây giờ được nhà cao, cửa rộng, nhà lầu, xe hơi, phải nhớ đến cái công ơn sinh thành và hy sinh xương máu của cha ông dân tộc chúng ta để mà sống cho nó tốt, làm một con người tốt. Phải luôn luôn nghĩ tới sự hy sinh của cha ông đất nước mình, sự nghèo khó của dân tộc mình, nhưng mà bác biết vươn lên để cho dân tộc được như ngày hôm nay, đất nước như ngày hôm nay và chúng ta được như ngày hôm nay, vân 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 vân, giáo dục cho nó. Không phải là tự nhiên tôi làm như thế đâu các quý vị. Từ ngoài đó mà đi gì, nó đi chơi, nó chụp ảnh chán rồi, bắt đầu nó thấy mọi người cứ đi ùn ùn đi vào trong này. Nó bảo sao mọi người vào trong kia nhiều thế nhỉ? Thế nó thì nó cũng tò mò, nó cũng gì? Cũng đi vào một tí xem sao. Đi vào nó nghiến ngó, nó thấy ô, tượng Phật cũng đẹp đấy chứ. Mình cứ tưởng tượng Phật là xấu, nay tượng Phật đến thế xem tượng Phật chùa Khai Nguyên đẹp từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, tượng nào cũng đẹp. Thế nó vào gì? Vào nó thấy người ta chắp tay, các cụ các Phật tử chắp tay lễ Phật, nó gì, nó cũng chắp tay nó lễ Phật một cái. Như vậy là gì, cái duyên Phật đã gieo vào trong A Lại Gia Thức, trong tâm của họ một cách là gì? Rất là tự nhiên. Tôi có bắt không? Không bắt. Cho nên đây là cái cách mà gì? Hoằng pháp ở cái thế kỷ 21, trong lúc đất nước thanh bình như thế này, thái bình thịnh trị thế này, và chúng ta không biết cách để hoằng pháp, để đưa đạo vào trong lòng dân tộc, đặc biệt là giới trẻ, thì đây là cái lỗi, cái sai lầm của tăng ni, của Phật tử chúng ta vậy. Đầu tiên chúng ta bảo nó đến tụng kinh lễ Phật, ai nó đến? Ấy, nó đến nó xem cảnh đẹp nó đến, nhưng mà nó lễ Phật được một lễ, nó tò mò. Nó tò mò thì tự nhiên là nó thì hoặc nó đi hỏi các sư nói cho nó dăm câu ba điều, hoặc là từ đó về nó gây một cái ấn tượng vào trong lòng của nó. Rồi một ngày nào đó có khóa tu sinh viên hay là khóa tu mùa hè, nó đến nó tham dự xem như thế nào, thế là độ được nó thôi. Thế mới hay chứ. Đó, cho nên không phải là tự nhiên mà chúng tôi lại gì, lại cất công cả sức, cả tiền tài vật lực để đầu tư vào cái lễ hội Hoa Xuân này đâu các quý vị. Không phải là để câu khách, không phải là để câu khách, mà là mình để gì, để hoằng pháp. Vì ngôi chùa của chúng ta mọi người đến lễ là tự do từ cái gì, tự do từ cái xe gửi, có mất tiền không? Các chùa khác và các nơi đình đền miếu mạo khác đến thì phần lớn là phải mất tiền gì ạ? Tiền vé xe. Chúng ta có mất cái gì không? Không mất. Năm nay á, ở chùa Tản Viên thì từ trước rồi, nhưng chùa Khai Nguyên năm ngoái mới bắt đầu có đông khách thì mới hay làm cơm miễn phí cho khách Phật tử thập phương. Năm nay dự kiến là gì? Bắt đầu từ năm nay trở đi tôi còn chủ trì ngày nào á, năm nào á, thì năm đó là gì? Vào xuân hội cũng là gì? Cái cơm miễn phí cho các Phật tử thập phương đi lễ ở tại ngôi chùa này. Đến thế có một cái nơi gọi báo cơm chay miễn phí, để về đó lấy cái vé mang xuống nhà bếp, thế là có cơm chay ăn thôi. Tất nhiên chỉ ăn cơm hộp thôi, ăn cơm buffet thôi, chứ còn đi đóng thành mâm thì các sư cũng không có đủ người. Đó, nhưng mà như vậy là cũng quý rồi. Đầu xuân ở trên chùa Tản Viên thì các vị biết không, trên chùa Tản Viên cơm chay miễn phí, có ngày hết nấu hết 2 tạ gạo các vị, 2 tạ gạo cho người đi lễ ăn cơm miễn phí trên chùa Tản Viên. Các vị biết khoảng bao nhiêu nghìn người ăn 2 tạ gạo? Có những ngày phải đến hơn 2 tạ gạo, có ngày đến gần 3 tạ gạo nấu cơm để cho các Phật tử đi lễ ăn miễn phí. Đó, cho nên năm nay ở đây cũng vậy. Năm nay thì có cái lễ hội Hoa Xuân thì chắc chắn cũng sẽ
đông thập phật Phật tử đến lễ mà chúng ta có đường, lại có xây dựng xong ngôi chính điện rồi, lại đang xây đại tượng, các thứ cảnh quan nó cũng đủ để cho khá khá, để cho họ đến để chiêm bái. Cho nên là dự kiến cũng sẽ đông, vì vậy mà nhà chùa cũng sẽ bố trí cái đó. Nhưng mà nó để cho nó khỏi lộn xộn, đoàn nào đến đi theo đoàn thì đến lấy vé đoàn để mang xuống cho nhà bếp. Và lễ Phật xong, còn một vòng xong thì lễ Phật hết một vòng và đi chụp ảnh quay phim hết một vòng, ngắm hoa hết một vòng, có phải tiếng đồng hồ vào cơm nó chín rồi, đã có cơm ăn rồi đấy. Nó phải đến một cái muốn ăn cơm thì phải báo trước, xong khi mới đi lễ, chứ còn lễ xong mới xuống báo, nó cập rập cho nhà bếp tất nhiên cũng có, nhưng mà nó cập rập cho nhà bếp, họ lại vội vàng mà lại nó sơ sài quá. Đấy, cũng nói trước như vậy, cho nên đấy cũng là một cái cách để cho họ thấy rằng ngôi chùa của chúng ta là làm lên để phục vụ chúng sinh, để hoằng pháp, chứ không phải làm lên để kiếm tiền. Cho nên cái việc mà Phật tử họ đến thì lại phục vụ cho Phật tử, họ cúng dường lại phục vụ cho Phật tử mà thôi. Phần lớn thì để xây dựng chùa cảnh, cúng dường tam bảo, phần nhỏ thì phục vụ lại chính những người Phật tử, những người dân đi lễ vậy. Đấy, cho nên là cũng qua đây thì cũng thông báo như vậy để Phật tử chúng ta biết là dự kiến cái lễ hội Hoa Xuân sẽ khai mạc vào sáng ngày mùng 4. Sáng mùng 4 khoảng độ tầm 8 rưỡi 9 giờ ngày Tết thì cứ cho khoảng độ 9 giờ đi. 8 giờ 9 giờ 8 giờ chúng ta còn khật khử ở nhà, lại còn ăn sáng, lại còn gia đình các thứ, đi tới nơi cứ cho 9 giờ. Khai hội Hoa Xuân lúc nãy thì nghe thông báo là đoàn Phật tử nào là muốn tu vào ngày mùng 4, mùng 5, mùng 6 ở chùa Tản Viên đến chiều mới tu. Sáng về tất cả đạo tràng chúng ta về đây dự khai mạc Hoa Xuân xong đã thì mới bắt đầu lên đó. Đấy, không có là kéo nhau lên đấy hết, ở đây chơi thổ địa mình thầy ra thì chán chết. Tôi khai mạc một mình, tôi bế mạc một mình, và tôi làm khán giả, tôi đi ngắm một mình cho biết tay, đúng không? Thế cũng ăn hô, ăn hô trên núi đau của thầy cũng ăn hô. Đúng là ba phải. Thầy bảo khai mạc một mình, bế mạc một mình, về ngắm hoa một mình cũng oan hô. Như thế chẳng ba phải còn gì nữa. Oan hô trên nỗi đau của thầy. Thế mà bảo Phật tử bảo thương thầy lắm, con thương thầy lắm nữa. Thầy đau một mình cũng oan hô. 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 Một Phật tử nơi hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy cho con hỏi. Một, cúng ông táo ngày 23 thì phải cúng từ sáng đến trước 12 giờ trưa. Nếu cúng sau 12 giờ trưa thì người đã về trời rồi. Còn cúng ngày 22 thì cúng vào giờ nào cũng được. Như vậy có đúng không ạ? À? Tôi không biết là vị đọc ở sách nào. Chắc phải cúng từ sáng cho các cụ về sớm rồi còn báo cúng sớm. Cúng qua 12 giờ cúng sợ các cụ không về nữa thì đi chậm về Ngọc Hoàng lại trách phạt thì chết. Cũng không sao, không nhất định là phải cúng từ sáng, tùy theo. Ví dụ như làm công chức nhà nước, gia đình bận bịu, buổi sáng mà sáng ra mở mắt ra phải đi làm rồi, vì ngày đó chứ phải ngày nghỉ, ngày 23 đâu phải ngày nghỉ đâu, mà nhất là tuần này 23 không phải là ngày chủ nhật. Công chức nhà nước hoặc những người làm công nhân trong nhà máy, xí nghiệp vân vân chẳng hạn, chẳng nhẽ mình lại xin nghỉ không phép để ở nhà làm lễ ông công táo hay sao, hoặc là làm lễ sau lại đến muộn hay sao, có khi đến gặp người nào mà nghiêm khắc và đuổi việc thì lại mất tiền thưởng, tiền lương, thậm chí mất cả công việc thì chết. Cho nên ông công ông táo hay là các thần cũng không trách chúng ta và không bắt chúng ta phải cúng từ sáng sớm. Mà sáng chúng ta bận thì tranh thủ buổi trưa, trưa chúng ta bận thì đến chiều tối, thậm chí thì cứ trước 12 giờ đêm ngày 23 là được. Các cụ đi có mấy đâu, vèo một cái là tới nơi. Đó. Đâu đi như chúng ta này đâu. Vừa đi vừa chống gậy, vừa đi vừa giờ mó, cứ khật khà khật khừ đâu, các cụ cưới mây về gió. Từ đây lên trời chỉ là một niệm tâm, chỉ là khoảng chưa đầy một phút các cụ đã tới nơi rồi.
Mà trên đó họp thì về 12 giờ đêm mới bắt đầu họp, các cụ yên tâm. 12 giờ đêm ở dưới chúng ta này mới là chính sẽ chưa ở trên đấy. Cứ yên tâm đi, trên đó thì các cụ lúc đó mới vào họp. Ai đến sớm thì ngồi được, ai cũng sớm thì cho các cụ đi sớm thì các cụ lên ngồi uống nước chè, ngồi lâu các cụ có khi lại mỏi lưng. Các cụ không quan trọng cái việc đó, có nghĩa là trong ngày hôm đó. Ở đây nói là gì? Cúng trước từ ngày 22 thì có được không? Như vậy có đúng không? Thì cũng được, nhà nào mà ngày 23 họ bận, họ không thể nào mà ở nhà được. Không thể ở nhà được, có thể họ cúng từ ngày 21, 20 vẫn được. Ở chùa chúng ta cúng từ ngày hôm nay mà. Sáng nay cúng rồi đấy. Sáng nay các sư ông và các Phật tử cúng từ ngày hôm nay đấy. Hôm nay các cụ thả biết bao nhiêu là ấy rồi. Bao nhiêu là cái chép để cúng các cụ rồi, vì ở chùa này chắc là có nhiều người. Cho nên là nay thấy cúng, tôi thấy cúng từ sáng sớm. Nhìn thấy các cụ bay vào vèo lên trên trời. Bay dập trời từ sáng tới giờ. Cũng không sao. Ví dụ bận thì cúng trước. Cúng trước một vài hôm cũng được, không ảnh hưởng gì. Vì cũng không phải bắt buộc là cứ phải cúng bắt buộc vào ngày đó. Nhưng mà theo truyền thống ấy, theo truyền thống thì cái ngày hôm đó thì chúng ta ngày xưa thì nói là cứ vào ngày 23 là ngày cúng ông Công ông Táo, để cho Táo Phủ Thần Quân là đi về chầu trời để báo cáo lại công việc cả một năm ở nhân gian trong một cái xứ đó, đặc biệt là trong cái gia đình chúng ta. Không phải là mỗi một gia đình chúng ta một ông Công ông Táo đâu các quý vị ạ. Một cái vị thần người ta cai quản cả một cái khu vực đó. Ví dụ như ở xã, các vị biết là cả xã có mấy ông chủ tịch? Có một ông chủ tịch chứ. Làm gì cả xã có 10.000 dân thì chỉ có 10.000 ông chủ tịch. Cả xã có 5.000 hộ dân thì có 5.000 ông chủ tịch. Thế thì ai quản ai? Đúng không? Nó chỉ có một ông thôi. Ví dụ cả cái xã Sơn Đông này, ở dưới kia, ở trên này thì được một ông bí thư, một ông phó bí thư, một ông chủ tịch và hai phó chủ tịch và một số những cán bộ là chuyên ngành để giúp việc cho bí thư, cho chủ tịch. Đảng thì giúp việc cho đảng, chính quyền thì giúp việc cho chính quyền, mặt trận giúp việc cho mặt trận, vân vân. Thì ở dưới Quái Âm người ta cũng có phân ra các bộ máy hành chính, ở dưới Quái Âm cũng chẳng khác gì chúng ta trên này. Họ cũng có các bộ máy hoạt động dưới Quái Âm, quản cả một cái khu vực đó. Cao nhất thì gọi là gì? Thành Hoàng Làng. Cái vị đó nó tương đương với gì? Với chủ tịch xã vậy. Với cái người đứng đầu của cả một cái một xã vậy. Và các vị đó tập hợp cái gì? Tập hợp những cái việc làm thiện ác của người dân chúng ta trong khu vực. Giống như ở trên thế gian chúng ta, ông chủ tịch xã, ông có trách nhiệm gì? Chỉ đạo các phòng ban như là công an, như là các ban ngành đoàn thể làm việc báo cáo đến cuối năm, tổng kết tất cả các ban đều phải báo cáo lên gì? Lên chủ tịch, lên đảng, để tập trung gom lại xem, rà soát lại tất cả các công việc một năm qua, vân vân đó. Thì ở dưới Quái Âm cũng như thế. Chúng ta lễ từ hôm nay hay là lễ từ ngày mai, ngày kia cho đến ngày 21, 22 chẳng hạn, thì tất cả chúng ta lễ ngày nào đó thì chúng ta trình báo với thần linh thổ địa cai quản ở trong cái khu mảnh đất gia trạch chúng ta cư ngụ đó, để họ tập hợp, họ báo cáo lên, họ làm một cái tờ gì, tờ trình, mình gọi là tờ trình, gọi là trạng, là tấu, một cái tờ tấu lên, để tấu lên các quan trên. Các quan trên mới lên, không phải là ông thành hoàng nào cũng được lên trời đâu các quý vị. Đâu có cái chuyện ông thành hoàng nào cũng được lên trời. Các quý vị thấy không? Đâu có phải ông chủ tịch xã nào cũng được lên văn phòng trung ương đảng, đúng không? Phải cái ông nào tiêu biểu thì mới được cử đi. Đâu có phải ông chủ tịch huyện nào cũng được thì được gặp tổng bí thư hay gặp thủ tướng đâu, có phải không? Đâu có phải là những cái xuất sắc tiêu biểu mới được cử đi. Thì cái này cũng thế, họ trình từ thành hoàng làng trình lên gì, trình lên nó cao cấp hơn, đó là ở cấp huyện.
mình nôm na như thế cho Phật tử dễ hiểu, từ cái huyện lên cấp tỉnh và từ đó tập hợp cho để cho đi lên. Vì thành hoàng nào cũng đủ phúc để bay lên trời á. Xin thưa các quý vị, quái trời loạn mất. Tất cả người nông dân chúng ta, những người dân chúng ta ai cũng có quyền đến để gặp Tổng Bí thư hay gặp Thủ tướng hay gặp Chủ tịch nước hay gặp Tổng thống vân vân á, thì họ có tiếp được không? Làm sao mà tiếp hết được? Ai cũng đến hỏi gặp á thì tiếp còn chẳng, cả đời của họ tiếp còn không hết được. Mỗi một ngày tiếp thì 10 người còn không hết được, huống chi là làm việc nữa. Đấy, cho nên á, quái âm, quái dương đều có cái quy luật trật tự hoạt động của nó các quý vị, chứ không phải là muốn lên thì lên. Đấy. Còn ở đây chúng ta cúng như vậy là cái lòng mong muốn của chúng ta. Cúng lấy ông công ông táo, cúng con cá chép thả để mong muốn của chúng ta là để mong ngài cưới con cá chép của chúng ta lên trời để báo công. Nhưng báo công chúng ta xem chúng ta làm được công gì không, hay là cả năm làm ác. Báo công gì? Cả năm làm ác mà đòi báo công gì? Báo công ác hay sao? Có ai đi vạch áo cho người xem lưng bao giờ không các quý vị? Khó lắm. Cái tốt thì họ thì bày ra, còn cái ác thì ai cũng muốn gì mà giấu lại, che đậy lại, giấu nhẹm đi. Đấy, cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Ở đây là cúng là theo truyền thống, phong tục đất nước dân tộc của chúng ta từ xưa cha ông để lại, thì chúng đấy cũng là một cái truyền thống đẹp. Cho chúng tôi nói đây là một nét đẹp văn hóa. Quả thật đây là một nét đẹp văn hóa. Gửi cái tấm lòng thành của những người còn sống của chúng ta tới các vị thần linh thổ địa bản gia thổ công, cả năm chúng ta nghĩ là các ngài bảo hộ cho chúng ta. Nên theo như trong kinh Địa Tạng nói là mỗi con người chúng ta đều có các vị thần linh, các vị thiện thần bảo hộ. Cho nên nay chúng ta nhớ tới các ngài, cảm tạ các ngài một năm vừa qua ra bình an mạnh khỏe, có ốm đau bệnh tật một chút cũng được tai qua nạn khỏi, nay mới được ở đây, mới được sum họp gia đình, vợ con, chồng con, gia đình đầm ấm cho đến ngày hôm nay. Cho nên á, lễ tạ các ngài đấy cũng là một cái tỏ cái tấm lòng thành, hướng cái thiện tâm rất tốt vậy. Cho nên đây có thể nói là một cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta, nhân cái ngày lễ ông công ông táo này để chúng ta thể hiện với các vị thần linh, các vị Bồ Tát, các vị Phật đã bảo hộ cho chúng ta, thậm chí là hướng tới cả gia tiên tiền tổ của chúng ta nữa. Đấy. Thế cho nên ở đây cái cúng như thế nào thì cái văn cúng thầy đã soạn và hướng dẫn sẵn rồi. Chúng ta thì tuy là cúng cái này phải cúng ở dưới bếp nhé, phải dọn dẹp ở dưới bếp để có một cái bàn lễ ở dưới bếp ấy. À, ở trên ra bàn thờ thần linh gia tiên thờ Phật chúng ta vẫn phải có cái lễ thành tâm thôi, không cần là phải nhiều, cân hoa quả cũng được. Nếu làm được mâm cơm chay thì cũng càng tốt, không thì cân hoa quả cũng được. Hoặc làm được mâm cơm bình thường gia đình mà chưa ăn thì ăn chay tất cả, chúng ta làm mâm cơm bình thường cũng được, dâng lên cúng ở trên thần linh gia tiên của mình. Còn ở dưới dưới bếp thì chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ đi, lau dọn sạch sẽ, quét thước màng nhện màng nhức đi. Ngày hôm đó cả năm chúng ta bận bịu không làm được thì ngày hôm đó thì cố gắng bỏ ra một vài tiếng đồng hồ dọn dẹp sạch sẽ để cho các cụ hoan hỷ, thần linh thổ địa bản gia thổ công viên trạch chúng ta hoan hỷ. Và chúng ta chuẩn bị một cái bàn nho nhỏ chúng ta kê vào trước cái cửa bếp đó, hoặc giữa bếp cũng được, phủ tấm khăn vàng hoặc là tấm khăn đỏ lên làm mâm ngũ quả nhỏ nhỏ hoặc đĩa ngũ quả nhỏ nhỏ dâng lên đó. Nếu mà chúng ta làm nông dân thì sẵn gạo nếp thì chúng ta thổi lấy đĩa xôi để càng tốt. Phật tử chúng ta không cứ là phải cúng mặn, cho nên cúng chay là cũng được, hành bông hoa quả đĩa xôi hoặc là đĩa hoàn là cũng tốt rồi. Còn nếu mà gia đình chưa hoan hỉ thì bắt buộc phải cúng miếng thịt hay là khoanh giò gì đấy thì thôi cũng hoan hỉ đi, đừng có nặng nề làm gì cả, đem lên dâng cúng ở đó, thắp hương ở trên thần linh gia tiên trước.